Mình rất vui và cảm ơn các bạn đến với kênh La La Truyện. Các bạn đang nghe bộ truyện, sợ xã giao ở thời cổ đại, tác giả, tích yêu hiểu, thể loại nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, he, tình cảm, xuyên Việt, xuyên thư, nhẹ nhàng, thị giác nữ chủ. Mời các bạn nghe truyện. Tập 3. Khứu giác có tính thích ứng, một điều mà sách giáo khoa đã từng nhắc đến. Khi bước vào một căn phòng thơm ngát, dần dần mùi hương ấy trở nên quen thuộc và ta sẽ không còn cảm nhận được nữa nhưng hiện tại, Lý Mộ có thể rõ ràng nhận ra mùi hương an thần đã trở nên quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày của nàng. Mùi hương ấy lẫn lộn với hương vị thuốc mà Lâm Khước phải uống mỗi ngày, tạo nên một hương vị phản phất giữa họ, một sự hòa quyện ấm áp và mơ hồ, xe ngựa khẽ rung chuyển, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong. Lý Mộ cúi đầu, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lâm Khước. Lâm Khước cũng cảm nhận được, bàn tay đang đặt trên má nàng từ từ dịch chuyển đến tai, nhẹ nhàng xoa xoa và cuối cùng lưu luyến rút lại tay họ vẫn đang chặt vào nhau không buông ra nắm tay chặt như thể nếu đột ngột buông ra mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng và không thể che giấu được nữa vì thế họ cứ thế nắm tay nhau dù đôi lúc đó là để lấp liếm sự lúng túng lý mộ cố gắng dời sự chú ý của mình khỏi bàn tay đang nắm chặt nàng hỏi lâm khước thích khách là từ đâu ra ngự giá ra ngoài trạm dịch được canh phòng nghiêm ngặt làm sao có thích khách có thể lọt vào Lâm Khước trả lời, là nội thị từng phục vụ tiên đế, sau khi tiên đế băng hà, hắn bị điều ra ngoài cung. Lâm Khước kể rằng 6 năm trước, khi tiên đế băng hà, hắn đã giết không ít hoạn quan. Một số còn sót lại được phân công đến các hành cung hoặc trạm dịch của hoàng thất. Nội thị này đã chờ đợi suốt 6 năm, nhưng Lâm Khước không tin rằng hắn tự mình hành thích, chắc chắn có người đứng sau, khiến an nhàn rỗi không có việc làm, để hắn điều tra chuyện này. Lâm Khước nói, tối hôm đó, lâm yến an mang kết quả điều tra đến lâm khước hắn nói rằng hai tháng trước có lời đồn về việc tiên đế băng hà là do yến vương gây ra nội thị này từng phạm sai lầm được tiên đế tha thứ nên đã nuôi ý định báo thù sau khi nghe lời đồn lâm khước nhàn nhạt đáp đây mà gọi là lời đồn sao bởi vì thực tế tiên đế đúng là do hắn giết lâm yến an tiếp tục hai tháng trước hoàng đế đã truyền chỉ yêu cầu hành cung chuẩn bị đón tiếp sớm lâm khước gật đầu vậy thì hiểu được rồi hoàng đế ham mê hưởng lạc luôn muốn hành cung được chuẩn bị chu đáo nhất không chịu bất kỳ sự thiếu thốn nào khi đến hành cung mọi thứ dường như bình yên ngày hôm sau hoàng đế bị ngã ngựa trong khi đi săn khiến chân bị gãy lâm khước nghe tin này chỉ nhàn nhạt cảm thán trời thương xót tại sao không ngã chết hắn đi lâm khước ra lệnh xử lý những kẻ thân cận với hoàng đế còn thị vệ thì chỉ bị phạt nhẹ việc này được xử lý kín đáo không làm lớn chuyện tại hành cung cuộc sống của lý mộ không khác gì nhiều so với khi ở kinh thành chỉ là thay đổi địa điểm dù có nhiều phi tần và quan quyến muốn tiếp xúc với nàng nhưng không ai có thể gặp mặt lý mộ một lần khi có một con diều rơi vào viện của lý mộ nàng không cần phải xuất hiện người hầu đã nhanh chóng giải quyết hôm nay thời tiết xấu lâm yến an vừa học xong thì nghe thấy tiếng sấm rền tối nay chắc có mưa thất hoàng tử ngồi sau lâm yến an nói lâm yến an gật đầu nhưng không cười như mọi khi thất hoàng tử hỏi không thích trời mưa sao lâm yến an cười nhẹ có chút không thích bởi vì phụ thân của hắn lâm khước rất ghét trời mưa mùa mưa năm ngoái đã khiến lâm khước không thoải mái nhưng hắn không nói gì với lý mộ chỉ sau này trong một lần cả hai cùng đi kiếm ăn trong bếp hắn mới đề cập một chút mưa xuân không kéo dài lâu nên lý mộ không để tâm đến việc lâm khước ghét trời mưa nhưng đêm nay khi cơn mưa lớn kéo đến kèm theo tiếng sấm lý mộ bị đánh thức nhưng trước đó lâm khước đã đánh thức nàng lý mộ còn đang ngái ngủ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lâm khước nói trời mưa ngươi bồi ta một chút đi lý mộ ngạc nhiên a à, lâm khước thẳng thắn nói thêm ta có chút lo lắng sợ hãi lý mộ chậm rãi ngồi dậy nghiêng đầu trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi bên ngoài tiếng gió và mưa rơi làm náo loạn cây cối xào xạc lý mộ không sợ sấm sét thậm chí còn cảm thấy ngày mưa là thời gian tốt nhất để ngủ nhưng nàng vẫn ngồi bên cạnh Lâm Khước, tự hỏi, vì sao ngươi sợ trời mưa, Lâm Khước đáp, ngày đó, 6 năm trước, cũng mưa, Lý Mộ hiểu rằng đây là hậu quả của một chấn thương tâm lý, nàng cố gắng không ngủ quên, chuyển đến ngồi gần Lâm Khước hơn, nói, chỉ cần bồi ngươi là được chứ, Lâm Khước ôm nàng, đáp nhẹ nhàng, Lý Mộ ngồi bồi Lâm Khước hơn nửa đêm, thỉnh thoảng họ nói vài câu chuyện không liên quan, cả hai không nhịn được cười khúc khích. Lý mộ không nhớ mình đã ngủ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, ngoài trời vẫn mưa, nhưng cơn mưa nhỏ hơn. Lẽ ra sau mưa nhiệt độ sẽ giảm, nhưng nàng chỉ cảm thấy nóng. Lý Mộ không nhận ra mình đang gần gũi với Lâm Khước đến mức nào, mắt vẫn còn mơ màng, đưa tay ra và chạm phải làn da ấm áp. Nàng hơi ngẩn ngơ, một lúc sau mới nhận ra mình đang bị Lâm Khước ôm chặt, một tay hắn đặt dưới đầu nàng, tay còn lại ôm eo nàng và một chân hắn đè lên chân nàng. Họ gần như dán vào nhau. Không có gì lạ khi nàng cảm thấy nóng, Lý Mộ lặng lẽ rút lui khỏi vòng tay Lâm Khước. "Tê." Lâm Khước kêu nhẹ, Lý Mộ ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của hắn. Hơi thở của họ gần như hòa vào nhau, chỉ cần một chút nữa thôi, nếu Lâm Khước cúi xuống hoặc Lý Mộ nhấc mặt lên. Lý Mộ nhận thấy hầu kết của Lâm Khước di chuyển, và Lâm Khước cũng nhận ra lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Lâm Khước rất muốn cúi đầu, rất muốn siết chặt vòng tay, nhưng lời dặn của vô độ lại hiện lên trong đầu. Hắn kiềm chế, ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu Lý Mộ, rồi nói: "Tay ta bị tê rồi." Lý Mộ đáp lại: "Chân ta cũng vậy." Cả hai cùng bật cười nhẹ nhàng, và cơn buồn bực trong lòng Lâm Khước cũng vơi đi một chút. Họ kéo giãn khoảng cách, đợi cho tay và chân hết tê rồi mới cùng nhau đứng dậy rửa mặt và thay quần áo. Mọi thứ diễn ra như bình thường, nếu Lâm Khước không bộc lộ chút bất mãn khó hiểu khi Lý Mộ không để ý, và nếu Lý Mộ không cảm thấy chân mình hơi yếu khi bước xuống giường, trong lần tránh nóng này, chỉ có cố trì ở lại kinh thành, còn chiêu minh trưởng công chúa, Lâm Yến An, Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê đều đến hành cung. Trưởng công chúa dường như có ý định bồi dưỡng Lý Vân Khê, nên đã đưa nàng theo để tiện cho việc học cùng Lâm Tê Ngô. Vô độ cũng có mặt, nhưng không đưa vợ con theo vì sợ họ không chịu nổi quy củ của hành cung. Buổi chiều, vô độ đến bắt mạch cho Lâm Khước như thường lệ, cảm nhận được sự bất mãn không rõ nguyên nhân từ người bệnh. Khi thu dọn hòm thuốc chuẩn bị rời đi, vô độ đột nhiên nhận ra rằng lâm khước đang bức bối vì không thể thỏa mãn dục vọng vô độ nhắc nhở lâm khước rằng cần kiềm chế thân thể là quan trọng nhất phải dưỡng cho khỏe để lâu dài nhưng lời còn chưa dứt đã bị lâm khước ra lệnh cho người đuổi ra khỏi phòng mưa thuận gió hòa tự nhiên không phải chỉ là chuyện của thiên vũ mấy ngày sau mưa to lại kèm theo tiếng sấm ầm ầm kéo đến sớm mai vốn nên sáng tỏ nhưng trời lại bị mây đen che kín tối đen như ban đêm không ánh sáng hành cung khắp nơi đều thắp đèn đuốc, mãi đến sau giờ ngọ mây đen tan đi, mới thấy ánh mặt trời ló dạng, ba ngày có phần tốt hơn, lâm khước chỉ tỏ vẻ uể oải, khiến các đại thần trước đó đang tranh luận vì tân chính đều thấy mặt hắn lạnh như băng, mà nộ khí của họ cũng dịu lại, các cuộc thảo luận tiếp theo vì thế mà tiến triển thuận lợi hơn, đến nửa đêm, mưa to lại trút xuống, lâm khước bị tiếng mưa đánh thức, mặt mày hờ hững, gọi người không dám đến gần. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng 10 năm trước, cửa nhà lâm gia mở toan mà không có lấy một bóng người, mưa rửa mãi không sạch huyết trên bậc thềm, cung thành bị mưa to bao phủ, tổng điện khép chặt, bên tai không ngừng vọng lại giọng nói nghiêm khắc của trịnh đức tường, mang đến khẩu dụ của tiên đế, trách hắn ăn mặc sọc sệt, không kính trọng trưởng bối, giữa những lời ấy còn lẫn với giọng khóc nghẹn của cố trì, hỏi liệu ông ngoại có định giết hắn hay không, ngay cả trong miệng cũng dâng lên vị đắng của chén độc dược kia, như thể uống thêm một lần nữa, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ đến mức đau đớn, nhưng hắn không muốn chết, không thể chết, hắn sao có thể chết được, lâm khước lòng dạ bất an, không thể nào nhắm mắt, cũng không dám nhắm mắt, giống như chỉ cần nhắm mắt, mình sẽ lại chết đi sau khi uống độc dược 10 năm trước, chỉ để lại mẹ và em trai, cùng với lúc ấy không biết còn sống hay đã mất, Yến An và Tê Ngô, chính mình đã chết, bọn họ phải làm sao đây, còn có, còn có, vi hi. Lâm Khước nhìn Lý Mộ đang nằm ngủ, đột nhiên cảm thấy phiền muộn vì dục vọng không thể thỏa mãn của mình. Nếu không vì dục niệm, hắn hiện tại có thể gọi Lý Mộ dậy, ôm nàng vào lòng để nàng bầu bạn với mình, chứ không phải như bây giờ, không dám đánh thức nàng. Không, thực ra cũng tốt, vốn dĩ nàng ngủ không ngon, tội gì lại làm phiền nàng, để nàng ngủ tiếp, đừng quấy rầy nàng. Lâm Khước trợn tròn mắt, cố gắng hồi tưởng lại đêm đó. Bỗng nhiên một tia chớp rạch ngang bầu trời chiếu sáng căn phòng trong chớp mắt sau đó là một tiếng sấm làm người ta kinh hãi lâm khước rõ ràng đã nói với lý mộ rằng mình sẽ sợ hãi giờ phút này lại không tỏ ra chút nào sợ sệt mà bình tĩnh vô cùng ngược lại lý mộ bên cạnh hắn người vốn không sợ sấm sét sau khi bị tiếng sấm đánh thức tựa hồ bị dọa mắt chưa mở liền nghiêng người ôm chặt lâm khước lâm khước ngoài ý muốn đưa tay ôm lấy nàng vừa mới ôm vào lòng lỗ tai đã bị lý mộ mơ màng che lại lý mộ miệng lẩm bẩm một câu đừng sợ sau đó hơi chỉnh lại tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp lâm khước sững sờ hồi lâu hình ảnh trong đầu dần được thay thế bằng hơi ấm từ cái ôm không còn mùi vị thuốc độc bên tai chỉ còn lại tiếng mưa và hơi thở nhẹ nhàng của lý mộ không khí lạnh lẽo của đêm mưa thật ra rất thoải mái rất thích hợp để nằm trong chăn ấm ôm người yêu và ngủ ngon lâm khước chậm rãi siết chặt vòng tay nằm trong vòng ôm ấm áp của lý mộ thử nhắm mắt lại ngày hôm sau tỉnh lại Lâm Khước cố ý không mở mắt, chờ Lý Mộ tỉnh sớm hơn hắn, nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực hắn. Khi hai người vừa tách ra, Lý Mộ ngồi dậy, hắn giả bộ mới vừa tỉnh, vương tay kéo ống tay áo của Lý Mộ, hỏi nàng, sao tỉnh sớm vậy? Ngoài trời vẫn âm u, Lý Mộ không chắc giờ giấc, nói, chắc cũng không còn sớm nữa, rồi hỏi hắn, tối qua dường như lại mưa, ngươi ngủ ngon không? Lâm Khước lười biến cong môi, mưa sao? Ta không nghe thấy. Lý mộ giang nan dời tầm mắt khỏi mặt lâm khước, cố tỏ vẻ bình tĩnh gật đầu, không nghe thấy thì tốt, không nghe thấy thì tốt, đáng giận, ngày thường nhìn ôn tồn lễ độ như vậy, làm sao lại có lúc mê hoặc nhân tâm thế này. Lý mộ âm thầm ổn định nhịp tim, rời giường rửa mặt thay quần áo, ánh sáng ngoài trời không tốt, dù đã thắp thêm vài ngọn đèn nhưng lý mộ vẫn sợ ảnh hưởng thị lực, nên không đọc sách, chỉ luyện chữ to một canh giờ, sau đó đi tập thể dục, đánh hai lượt nguyên bộ bát đoạn cẩm đánh xong không cảm thấy mệt, điều này khiến nàng rất hài lòng. Cưỡi ngựa bắn cung tạm thời ngừng lại, dù lâm khước đã đảm bảo nàng sẽ không gặp ai khi đến khu săn bắn luyện cưỡi ngựa, nhưng cảm giác đó vẫn có chút kỳ lạ, quá phô trương không hợp với nàng, vì thế nàng quyết định sẽ luyện lại khi trở về vương phủ. Tin tức từ cáp xá vẫn được gửi đến nàng, nhưng do khoảng cách xa, thông tin đến muộn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Lý Mộ xem tin tức từ cáp xá cũng giống như duyệt Bộ trước kia, có chậm một chút cũng không ảnh hưởng nhiều khi trời sáng sủa ánh nắng không tồi lý mộ uống mơ chua mới lấy từ đồ đựng đá ra lật xem quyển trục do cáp xá gửi đến nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở việc một viên quan ở kinh giao thông trang bị cháy may mắn là ban ngày nên không có thương vong đại lý tự khanh gia vì đánh bạc mà nảy sinh tranh chấp cầm bình hoa đập chết người an châu vệ chỉ huy thêm sự bị cáo buộc tham ô quân lương còn có việc khoai tây được lưu hành trong kinh năm trước năm nay lại nổi lên phiên thị tức là cà chua, được đưa đến Lý Mộ cùng bắp và khoai lang đỏ năm trước. Lý Mộ có thể hiểu, cà chua chua ngọt ngọt, mùa hè nóng bức rất hợp khẩu vị. Cà chua xào trứng luôn là món quen thuộc trên bàn ăn của nàng và lâm khước, dù nàng không thích cà chua nấu như, chỉ thích ăn cà chua sống chấm đường hoặc xào qua với trứng, nhưng nàng rất yêu thích món trứng sốt cà chua, nên thường bảo phòng bếp làm. May mắn sau này nàng phát hiện lâm khước thích cà chua nấu như, nàng không còn phải cố ăn để tránh lãng phí nữa. Lý mộ từ tốn xem quyển trục của cáp xá, xem xong một cuốn, lại cầm lấy cuốn tiếp theo. Lần này viết về chuyện trong cung, Lý mộ không để ý đến những phi tần bị giam lỏng không đến hành cung, mà lướt qua trang giấy, rốt cuộc tìm được từ khóa mấu chốt thất hoàng tử, mẹ đẻ là khang tần lưu thị. Năm ngoái, Lâm Yến An bắt đầu làm thư đồng cho thất hoàng tử từ tháng 9, ban đầu nàng không nhận ra thất hoàng tử là ai, mãi đến lần trước, khi Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê nhắc đến mới nhận ra gần đây Lâm Yến An thường xuyên cùng một hoàng tử đi săn, thượng lần trùng hợp gặp được, Lý Vân Khê phát hiện hoàng tử đó nàng nhận ra, là thất hoàng tử Cố Vũ Văn. Lý Mộ sặc nước miếng khi nghe điều này, Cố Vũ Văn. Nam chính của Túy Thanh Loan, Lý Vân Khê gặp hắn, cốt truyện quả nhiên có sức mạnh gây gớm. Lý Mộ không nhớ nổi tên nam chính, trong sách các vai phụ còn có thể dùng tên để đơn giản hóa xưng hô, thuận tiện cho người đọc nhớ, nhưng nam chính đương nhiên được gọi bằng tên thật nếu không phải lý mộ xuyên qua thành người nhà lý gia nàng cũng không thể nhớ nổi tên bài tự của lý vân khê trong sách nam chính ngụy trang thành kẻ nhát gan vì thế bị trưởng công chúa chiêu minh chọn làm con rối cho ngôi vị hoàng đế tiếp theo thực tế nam chính không phải ngay từ đầu đã biết ngụy trang ít nhất trước khi mẹ hắn khang tần qua đời hắn được mẫu thân che chở lớn lên đáng tiếc khang tần không được sủng ái chỉ nhờ sinh hạ một hoàng tử mà giữ được vị trí chính tần hơn nữa hoàng đế không thích hắn nên trong cung người ta dẫm cao nâng thấp, làm khang tầng bệnh chết. Nam chính từ đó ý thức được sự tàn khốc của cung đình, bắt đầu ngụy trang và tính toán để sinh tồn. Trong khoảng thời gian đó, hắn chỉ có nữ chính Lý Vân Khê, người bị biếm làm nô, chứng kiến tỷ tỷ mình bị đánh chết, ở bên cạnh. Hai người bầu bạn với nhau trong những thời khắc khó khăn nhất, và cùng nhau bước lên đỉnh cao của quốc gia. Lý mộ trước đây không quản nam chính, chủ yếu là do đối phương ở trong cung, chính mình có tài đức gì mà quản được hắn mãi đến khi phát hiện lâm yến an trở thành thư đồng của nam chính lý mộ mới kinh ngạc nhận ra dù mình không can thiệp vận mệnh của cố vũ văn vẫn thay đổi vì nàng trong sách lâm yến an không phải là thư đồng của nam chính điều này không có gì lạ lâm yến an trở về từ dương châu là vì lâm khước cưới nàng sau đó mới được an bài làm thư đồng cho hoàng tử trong sách lâm khước không cưới nàng lâm yến an không trở về từ dương châu tự nhiên cũng không trở thành thư đồng của hoàng tử nghe có vẻ điên rồ nhưng sự thật là như vậy thất hoàng tử cố vũ văn có con nuôi của yến vương làm bạn học dù mẹ con không được sủng ái nhưng trong cung không ai dám xem thường lý mộ xem xong tin tức liên quan đến khang tần nhẹ nhàng thở ra không có bệnh tật cuộc sống tốt đẹp hơn so với trong sách cứ thế tiếp tục dù đến thời điểm cốt truyện có khả năng khiến khang tần chết bệnh cũng sẽ không xuất hiện tình huống cung nhân cố tình lạnh lùng thật tốt thật tốt lý mộ cất đi quyển trục thứ hai cầm lấy quyển trục thứ ba lần này mới vừa xem cái mở đầu, nàng liền dừng lại, quay đầu nhìn tấm biển treo bên cạnh, quả nhiên viết tên của nhị tỷ nàng, Lý Chỉ. Hôm ấy Lý Chỉ cứu cố trì, Lâm Khước liền phái người đến Minh Nguyệt am âm thầm bảo vệ, để phòng nghĩa an giáo phát hiện Lý Chỉ cứu cố trì mà trả thù nàng. Vì thế các xá có tin tức về Lý Chỉ cũng không có gì lạ, điều lạ là, là Lý Chỉ ở Am Ni Cô Thanh Tu, có thể có chuyện gì mà khiến cấp xá nhớ phải báo lại, chẳng lẽ nàng gặp nguy hiểm. Lý mộ vội vã mở quyển trục ra, sau khi xem xong, yên lặng cuốn lại, cảm giác mình giống như con chó bên đường, bị cặp tình nhân đi ngang đá một phát, vì sao quan hệ càng ngày càng ái muội giữa Lý chỉ và cố trì cũng phải ghi lại, không thể cho người ta chút riêng tư sao. Lý mộ thật sự không muốn biết cố trì làm thế nào nhặt lại quần áo của Lý chỉ khi nàng giặt ở bờ sông, cũng không muốn biết Lý chỉ làm sao để học cách nhận biết thảo dược, rồi làm túi thơm tặng cố trì để cảm tạ, càng không muốn biết ba tháng trước, lâm tê ngô ở phủ trưởng công chúa khoe khoang nàng làm vòng hoa cố trì thấy vậy cũng đi hái một đống hoa tặng lý chỉ vì hái hoa bị sâu chui vào tay áo cắn tay lý chỉ phải mở tay hắn để bôi thuốc theo ghi chép lần đó hai người họ suýt bị phát hiện lý chỉ hoảng loạn giấu cả cố trì và hoa cùng vào tủ áo của mình nếu bị phát hiện ai tin rằng nàng không lén gặp tình lan nhưng lý ngộ lần nữa chịu đựng cú sốc hồi tưởng lại những nội dung đã đọc hai người họ từ năm ngoái đã có tiếp xúc ban đầu cố trì chỉ đến để cảm tạ sau lại phát hiện có kẻ xấu theo dõi lý chỉ vì dung mạo nàng đẹp liền tự mình thay nàng giải quyết phiền toái từ đó thường xuyên chiếu cố nàng hai người từ xa lạ mà đến gần gũi chỉ cần ở cùng một nơi liền toát ra sự ái muội không tên quan hệ của họ không giống như trong sách viết tràn ngập u sầu và sự xa cách lạnh lùng do lý gia không gặp nạn lý chỉ không phải chịu bi thương mất mát cố trì cũng không trải qua cảnh huynh trưởng qua đời không gặp người mình thích rồi phát hiện họ là kẻ thù cả hai tâm cảnh đều khác trong sách nên khi ở chung không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn tràn ngập sự cấm kỵ ngọt ngào lý mộ thở dài làm ơn đó là amni cô nhị vị nhất định phải kiềm chế chút đang xem cái gì lâm khước vừa từ ngoài trở về hỏi lý mộ như học sinh trung học bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp đọc sách ngoài giờ chột dạ dấu quyển trục của lý chỉ đi lâm khước nhớ mày liếc qua nhãn hiệu trên quyển trục, liền đoán được, chuyện giữa nhị tỷ ngươi và A Trì, Lý Mộ. Ngươi biết, Lâm Khước, nghe qua một chút, hắn đã từng nhắc nhở Cố Trì, nhưng Cáp Xá vẫn gửi quyển trục đến, xem ra lời nhắc nhở của hắn không có tác dụng, Lý Mộ ngồi ngay ngắn, Lâm Khước, Lâm Khước phối hợp, cũng ngồi nghiêm chỉnh, muốn nói gì, Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc mà rối rắm, về sau ta và đệ ngươi nên xưng hô nhau thế nào. Hắn gọi ta là tẩu tẩu, ta gọi hắn là tỷ phu, mỗi người một cách, lâm khước, đây thật sự là một vấn đề nghiêm túc, Yến Vương Điện Hạ quả thực bị câu hỏi của Lý Mộ làm cho bối rối suốt mấy ngày liền, đến mức Chiêu Minh trưởng công chúa cũng nhận ra trong lòng hắn có điều gì đó không ổn, bèn chọn thời gian thích hợp để hỏi, lâm khước thầm nghĩ rằng mẫu thân rốt cuộc sống lâu hơn mình, đi nhiều, ăn nhiều muối hơn, có lẽ sẽ đưa ra được một đáp án hợp lý, liền đem vấn đề chia sẻ. Chiêu Minh trưởng công chúa đầu tiên ngạc nhiên khi nghe rằng tiểu nhi tử ít nói của mình lại có lui tới với Lý Chỉ, nhị tỷ của Lý Mộ, một người tu hành tại Am Ni Cô, sau đó lại bị vấn đề khó xử lý làm rối trí. Trong thoáng chốc, bà lâm vào hỗn loạn. May mắn là chuyện này không xảy ra vào thời điểm mấy năm trước, khi Chiêu Minh trưởng công chúa còn tin Phật, nếu không tiểu nhi tử của bà ít nhiều gì cũng sẽ bị đánh cho một trận. Hiện giờ, Chiêu Minh trưởng công chúa nhắm mắt, thở ra một chữ, lăng mỗi ngày xử lý chính vụ, nghe các đại thần lãi nhãi đã đủ đau đầu, đừng lấy loại chuyện này để phiền nhiễu bà, huống hồ cố trì vốn vụng về trong lời nói, bây giờ đã bàn về vấn đề này thì chắc chắn quá xem trọng hắn, chỉ cần có người con gái nào nguyện ý gả cho hắn là đủ rồi. Lâm khước nhận được một lời khuyên giảng đơn, lăng, liền lập tức rời khỏi, vừa khéo tránh được cơn mưa buổi chiều, đêm đó, khi cùng Lý Mộ mỗi người uống thuốc và súc miệng xong, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi Lý Mộ. Ngươi có phải hay không chưa từng gọi a Trì?" Lý Mộ im lặng. "Đúng vậy, vì tính nhút nhát, nàng và Cố Trì gặp mặt không nhiều, ngay cả khi gặp mặt, Cố Trì luôn gọi nàng là tẩu tẩu, còn nàng thì chưa từng mở miệng gọi hắn là em trai hay chú em gì cả." Vấn đề đã được giải quyết, bởi vì vấn đề thực sự không tồn tại. Lý Mộ không nhịn được hỏi, "Ngày uống trà kính lễ, ta cũng không gọi sao?" Lý Mộ lúc đó rất lo lắng, thật sự không nhớ rõ. Lâm Khước nhớ rất rõ ràng, "Không lúc ấy bên ngoài đều truyền rằng ngươi không biết nói, mẫu thân và A Trì không rõ tình hình, cho nên khi ngươi dân trà, mẫu thân liền uống, A Trì nhận lễ gặp mặt từ ngươi, khi Yến An gọi ngươi là mẫu thân, ngươi chỉ sờ đầu hắn, cũng coi như là đáp lại, hóa ra là như vậy, lý mộ suýt nữa đã quên, nhân vật của mình từng được thiết kế là một kẻ ngốc, ít nói, biến hóa này thật lớn, nhưng lý mộ cũng không thấy kỳ lạ, bởi vì trước khi xuyên không, nàng cũng như thế này từ lúc học cấp 3 chia ban đến khi vào đại học, rồi đến khi bắt đầu công việc mới, nàng luôn im lặng một khoảng thời gian. Thời gian im lặng ở cấp 3 là dài nhất, gần như một học kỳ, ở đại học là 2 tháng, còn khi bắt đầu công việc, thời gian im lặng là ngắn nhất, vì môi trường làm việc không giống như học tập, nàng buộc phải mở miệng, chỉ trong 2 tuần đã hoàn thành chuyển biến, nhưng mỗi ngày lại muốn từ chức trong suốt một năm, thật vất vả mới thích ứng với môi trường làm việc và đồng nghiệp, nhưng trước khi xuyên không nửa năm, không biết gặp phải chuyện gì mà khiến nàng tiếp xúc với tầng lớp cao hơn ngày càng nhiều, mỗi lần nhận được tin nhắn hoặc email từ máy tính, nàng đều muốn buông bỏ. Tuy nhiên, nghĩ đến việc từ chức rồi lại phải tìm nơi làm việc mới và thích nghi với hoàn cảnh mới, nàng lại buộc mình phải kiên trì. Nếu không phải tai nạn xe cổ xuyên qua, nàng có lẽ đã từ chức. Lý Ngộ nghĩ, thật sự là cuộc sống không thể tiếp tục, chủ của nàng lại muốn điều chuyển nàng, một người chỉ biết phối hợp làm việc với tổ viên lập trình viên lên tầng quản lý quả thực là điên rồi tạm thời bỏ qua vấn đề xưng hô lâm khước lại nhắc đến hoàng đế hoàng đế sau khi bị ngã ngựa gãy chân đã sợ hãi một trận không biết là thái y nói chân có thể dưỡng tốt an ủi hắn hay là do những người xung quanh không ngừng khuyên giải an ủi rằng chuyện ngã ngựa chỉ là tai nạn ngoài ý muốn không liên quan đến yến vương cuối cùng khiến hắn tin tưởng hoặc trí nhớ hắn thực sự không tốt dù sao đi nữa hắn vẫn không chịu ngồi yên tiếp tục tổ chức các cuộc thi săn bắn giữa các quan lại buổi tối chắc chắn sẽ có yến tiệc mừng công cho nên lâm khước tối mai không thể trở về cùng lý mộ ăn cơm lý mộ gật đầu còn dặn dò không được uống rượu lâm khước đồng ý sáng hôm sau lưu ma ma báo với lý mộ rằng lâm yến an hôm qua đi cùng vài hoàng tử vào khu vực săn bắn trên đường gặp mưa nên trú trong hang động trở về liền không được khỏe sáng nay nhìn lên quả nhiên bị bệnh lý mộ nghĩ ngợi quyết định qua thăm khi ra ngoài nàng gặp một tiểu thái giám nói là phụng mệnh quý phi nương nương đến mời yến vương phi cùng đi xem cuộc thi săn bắn những lời mời như vậy đã tới vô số lần không lần nào truyền đến tai lý mộ lần này nàng nghe thấy không tránh khỏi cảm thấy áp lực may nhờ lưu ma ma ngăn lại tiểu thái giám nói rằng lâm yến an bệnh để lý mộ có thể thoát thân lý mộ vào thăm lâm yến an đại phu nói chỉ là cảm lạnh thông thường bệnh tình nhẹ uống thuốc và ngủ một ngày là có thể khỏi Lý Mộ nghĩ đến việc gặp tiểu thái giám, sợ trở về lại gặp phải, không có cớ để từ chối, liền ở lại bên Lâm Yến An. Lâm Yến An uống thuốc rồi ngủ say, phi tinh Tiêm vân sợ Lý Mộ buồn chán, trở về mang bản chữ mẫu, bút mực, sách vở, Lý Mộ liền ở phòng bên cạnh tiếp tục luyện chữ, đọc sách, khi không muốn học, nàng lấy ra mấy cuộn chỉ và cây kim móc, tùy tay đan vài chiếc vòng tay, dành cho Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê, những người từ khu vực săn bắn đến thăm bệnh nhân hai người hôm nay ăn mặc không giống bình thường, mặc nam trang và đội khăn lưới, khi ngẩng đầu che đi vết bớt trên thái dương của Lâm Tê Ngô. Nghe nói trước khi đến đây các nàng còn bắn trúng một con thỏ, nhưng con thỏ đó tứ hoàng tử cũng nhìn trúng, do hai nàng mặc nam trang nên không nhận ra, suýt chút nữa bắn trúng Lý Vân Khê. Mũi tên đó bị Lâm Tê Ngô và thất hoàng tử Cố Vũ Văn cùng ngăn lại, sau đó Lâm Tê Ngô bắn một mũi tên khác, đầu mũi tên sượt qua cổ tứ hoàng tử, vẽ một đường máu khiến tứ hoàng tử sợ đến mức ngã ngựa, Lâm Tê Ngô còn khoe khoang với Lý Mộ, nàng xoa đầu nàng, lợi hại. Lý Mộ đang ba đóa hoa trà lên vòng tay, Lâm Tê Ngô chọn màu đỏ, Lý Vân khê chọn màu xanh lục, hai đứa trẻ mãi mê với vòng tay, quên mất cả việc đến thăm Lâm Yến An. Lý Mộ cũng sợ hai đứa trẻ miễn dịch yếu mà bị lây bệnh cảm lạnh, nên không nhắc nhở các nàng, chờ các nàng rời đi rồi mới đi sang phòng bên. Lâm Yến An vẫn ngủ, Lý Mộ xem giờ đã khuya, không chắc có nên đánh thức hắn dậy ăn gì không đang do dự thì lâm yến an mở mắt yến tiệc sau cuộc thi săn bắn được tổ chức ngoài trời dưới màn trời chiếu đất châm lửa trại và đã sắp xếp trước ca vũ cùng rượu ngon món ngon hôm nay khôi thủ cuộc thi săn bắn không phải ai khác chính là chiêu minh trưởng công chúa người đã phiền muộn chính vụ nhiều ngày cuối cùng có thể thoải mái nàng săn được mãn xà liền nấu thành canh những mảnh thú khác hầu hết được thả chỉ có hai con được xử lý bởi ngự trù đặt bên ngoài để nướng lâm khước thấy nản lòng ăn một ít rồi không ăn nữa định tìm cớ rời đi vòng qua chỗ lâm yến an đưa lý mộ trở về hắn phân tâm nhớ lại ba ngày vô tình nghe ai đó nói sau lưng rằng yến vương phi đến hành cung nhưng không thấy xuất hiện thậm chí không dám nhận lời mời đến khu vực săn bắn vì yến vương ngại nàng ngu ngốc vụng về không muốn nàng lộ diện để tránh mất mặt lâm khước đột nhiên thay đổi chủ ý cầm lấy chén rượu chưa uống tùy tay đổ rượu ra một người hầu thấy vậy muốn thay hắn rót rượu, nhưng hắn liền duỗi tay che miệng ly lại, rượu chảy ra tay hắn, người hầu sợ hãi quỳ xuống đất xin tha tội, ca vũ bị gián đoạn, mọi người đều nhìn về phía lâm khước, hắn bình thản lấy khăn lau rượu trên tay, nói, đoan đi xuống, không cần rót rượu cho bổn vương, hoàng đế không nhận ra rằng lâm khước đã lâu không uống rượu, nghe vậy trong lòng kinh hãi, tưởng rằng mình xử trí tứ hoàng tử không vừa lòng lâm khước, vội vàng hỏi, hiến vương vì sao không uống rượu hay rượu này không hợp ý lâm khước cười hiền lành đáp bệ hạ lo lắng nhiều chỉ là vương phi riêng dặn dò không cho thần uống rượu hoàng đế thực sự nghi ngờ tai mình khiến vương phi cái người mà nghe nói là ngốc tử kia lâm khước tiếp tục đúng vậy vương phi tính tình lớn thần cũng không dám không nghe lời nàng hoàng đế nghi ngờ lâm khước đã uống say quay sang chiêu minh trưởng công chúa chần chờ hỏi chiêu minh a tỷ người kia con dâu thật sự tính tình lớn như vậy đây chính là Yến Vương. Một ngốc tử, nàng làm sao dám, chiêu minh trưởng công chúa uống một ngụm rượu, bảo vệ danh tiếng cho Lý Mộ, nói bậy, đứa trẻ đó ngoan ngoãn vô cùng, chắc chắn không sợ làm sai điều gì chọc giận nàng, mới khiến nàng tức giận, lâm khước thở dài, bệ hạ thấy chưa, đều là bất công với nàng, thần làm sao dám nói thêm một lời nào, nói xong, hắn lại nói rằng trời đã khuya, lâm Yến An vẫn còn bệnh, vương phi chăm sóc một mình, hắn thật sự lo lắng liền đứng dậy xin cáo lui lâm khước rời đi trong tâm trạng thoải mái chỉ để lại các đại thần tối nay được mở mang kiến thức đối với cảnh ngộ của cô nương lý gia tại yến vương phủ có nhận thức mới mặc dù cảm thấy khó tin nhưng rõ ràng yến vương là người sợ vợ và khiến cho trong ấn tượng của họ về nhiếp chính vương một người vốn nên là ác quỷ la sát nay lại thêm một chút nhân khí có thể do ngủ cả ngày đầu óc lâm yến an sau khi tỉnh dậy trở nên ngây ngốc quay đầu thấy lý mộ mà không nhận ra qua một lúc lâu mới nghẹn ngào gọi mẫu thân, Lý Mộ thở vào, Lưu Ma Ma nhanh chóng mang nước ấm, đỡ Lâm Yến An dậy uống, sau đó, Lâm Yến An dùng thêm một bát cháo gừng, Lý Mộ ngồi bên giường suy nghĩ, không biết nên nói gì với đứa trẻ đang ốm, nàng dù là người lớn hay là trẻ nhỏ đều không có kinh nghiệm trong việc này, may mà Lâm Khước đến, Lý Mộ nhanh chóng đẩy hắn đến bên giường, Lâm Yến An thấy Lâm Khước, lại lộ ra vẻ ngây ngốc khi vừa tỉnh, Lâm Khước nhíu mày, đưa tay sờ trán hắn, chẳng phải nói bệnh nhẹ, ngủ một giấc là khỏi sao? Lâm Khước ba ngày dù không đến, nhưng cũng đã gọi người đến hỏi thăm. Lâm Yến An nhìn Lâm Khước, đột nhiên mỉm cười, nói: "Phụ thân, ta quả thật đã khỏe, chỉ có điều hơi mệt, có lẽ cần nghỉ thêm một đêm." Lâm Khước: "Sáng mai nhớ nghỉ ngơi, đọc sách cũng không kém một hai ngày." Lâm Yến An gật đầu: "Ta hiểu rồi, phụ thân." Lâm Khước mang Lý Mộ trở về, Lâm Yến An đột nhiên gọi lại Lý Mộ: "Mẫu thân, Lý Mộ quay lại, thấy Lâm Yến An suy yếu cười với nàng, nói, cảm ơn mẫu thân. Lý Mộ nghĩ rằng Lâm Yến An cảm ơn vì đã chăm sóc hắn suốt một ngày, nhưng thực ra nàng luôn ở phòng bên cạnh, luyện chữ, đọc sách không ngừng, đến mức khiến Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê quên hắn, không khỏi cảm thấy ấy náy với lời cảm ơn này. Lý Mộ cũng không biết nói gì nhiều, đơn giản dặn dò, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Yến An, vâng, mẫu thân, Lý Mộ cùng Lâm khước nắm tay rời đi lâm yến an để người hầu lui ra tựa lưng vào gối mềm nhắm mắt không biết đang nghĩ gì khớp hàm gắt gao cắn giữa mày cũng nhăn lại thật chặt bỗng nhiên một bàn tay ấm áp chạm vào giữa mày hắn đó là một bàn tay mang theo vết chai cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày hắn lâm yến an lập tức mở mắt nhìn thấy lâm tê ngô với gương mặt không kiên nhẫn lâm tê ngô nhớ ra trước khi ngủ mới nhớ rằng mình chỉ lo làm vòng tay với tẩu tẩu đã quên quan tâm tiện nghi đại cháu trai nên giữa đêm chạy đến ghé vào mép giường, dùng lực trên tay, hướng hắn giữa mày chọc vài cái, đừng nhíu, nhìn thật nhức mắt. Lâm Yến An ngơ ngác nhìn nàng, không giống như khi thấy Lâm khước mà cười, ngược lại rơi lệ, Lâm tê ngô sợ hãi rút tay lại, lui về phía sau, khóc. Thật sự khóc. Sao lại khóc? Ta có làm gì ngươi đâu, Lâm Yến An nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng hốt, ta mơ thấy ác mộng cả ngày, Lâm tê ngô khó hiểu, chỉ vì ác mộng, Lâm Yến An nhìn nàng, Ánh mắt có chút mơ hồ, là ác mộng rất đáng sợ, người mộng thấy cũng sẽ khóc. Lâm Tê Ngô chậm rãi lui về, biểu môi, ta sẽ không khóc. Lâm Yến An, ta mơ thấy cuối năm ngoái, trong mộng ta còn ở Dương Châu, khi trở về, phụ thân không còn. Lâm Tê Ngô mạnh mẽ kéo chăn, đó là mộng, đại ca vẫn khỏe mạnh. Từ Lâm Yến An nói, phụ thân vẫn khỏe, ngươi cũng khỏe, rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì? Cứ nói với ta, để ta tìm giúp ngươi cũng được mà trong khu vực săn bắn thất hoàng tử cố vũ văn theo lâm yến an đến sơn động mà hôm trước họ đã tránh mưa thấy hắn mò mẫm trong sơn động tối tăm nơi chỉ còn lại những chiếc đèn lồng đã tắt không khỏi thắc mắc cố vũ văn ban đầu đến thăm lâm yến an định mang bài tập hôm nay tới cho hắn giảng lại những điểm yếu mà tiên sinh đã nói rồi ngồi một chút sẽ đi ai ngờ vừa đến đã thấy lâm yến an thay bộ quần áo cưỡi ngựa chuẩn bị đi đến khu vực săn bắn hắn khuyên vài lời nhưng lâm yến an không chịu nghe Lo sợ hắn gặp chuyện gì nên đành đi theo. Mẫu thân đưa ngọc bội cho ta, Lâm Yến An bị chuyện, sáng nay ta mới phát hiện ngọc bội không thấy, hôm qua ta bệnh không ra khỏi cửa, nghĩ tới nghĩ lui, chắc là hôm trước trốn mưa rớt lại đây. Lúc nói chuyện, Lâm Yến An tay còn nắm chặt ngọc bội đã giấu trong tay áo từ trước, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Yến Vương phi đưa cho ngươi ngọc bội." Cố Vũ Văn nhớ lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối qua, do dự một chút rồi hỏi, "Ta nghe nói Yến Vương rất mực ngưỡng mộ Yến Vương phi, hắn uyển chuyển lựa lời. Lâm Yến An không chút do dự, đó là điều tất nhiên. Cố Vũ Văn lại hỏi, "Yến Vương phi nói, Yến Vương đều phải nghe theo?" Lâm Yến An cười khẽ, lộ ra vẻ vui vẻ hơn thường ngày, "Mẫu thân ta không thích nói chuyện, nhưng phàm là điều nàng nói, phụ thân đều nghe theo." Rồi hắn kể một câu chuyện, "Ta từ nhỏ vào cung học, ngày đầu tiên vào cung làm thư đồng cho ngươi, trong nhà không ai nghĩ ngợi nhiều." chỉ có mẫu thân nhất định bắt phụ thân đưa ta đến cửa cung phụ thân không có cách nào khác trời chưa sáng đã phải dậy đưa ta trên đường còn than phiền mãi nói ta không còn là trẻ con nữa cố vũ văn nghe câu chuyện dần chuyển từ việc nghĩ yến vương sợ vợ sang cảm giác ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của lâm yến an trong lòng không khỏi có chút ghen tị lâm yến an lặng lẽ quan sát phản ứng của cố vũ văn giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt hắn chắc chắn đây là sơn động mà hôm trước họ đã tránh mưa trong đó vẫn còn dấu vết của họ nhưng mặt đất và vách tường đều không có gì khác thường sơn động không đột nhiên biến mất cũng không có phù văn kỳ bí như trong truyện kỳ văn dị chí mọi thứ đều rất bình thường khiến hắn không chắc liệu giấc mơ kinh hoàng đó là một cảnh báo của trời cao hay chỉ là một cơn ác mộng vô nghĩa nếu đó là một cảnh báo nó đến quá đột ngột và không khớp với những sự kiện đã xảy ra nếu chỉ là một cơn ác mộng thì nó quá chi tiết và chân thực không giống như giấc mơ bình thường khi mới tỉnh dậy hắn thậm chí không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực trong giấc mơ hắn hiểu biết về nghĩa an giáo sâu rộng hơn nhiều so với hiện tại vì trong mơ hắn đã quay lại nghĩa an giáo một năm sau khi phụ thân qua đời ban đầu muốn phá hủy tà giáo này nhưng sau đó lại có ý định khống chế nó biến nó thành con cờ của mình và tổ mẫu trong quá trình đó hắn tiếp xúc với giáo chủ của nghĩa an giáo phát hiện thế tử của y vương vẫn còn sống và đã làm nhiều chuyện lâm yến an không bỏ qua hắn còn tổ chức một buổi diễn kịch công khai vạch trần thân phận của hắn và nguyên nhân hắn lợi dụng nghĩa an giáo để đối phó với yến vương tố cáo hắn vì tư lợi cá nhân mà hại chết nhiều giáo chúng sau đó hắn kích động thù hận từ quá khứ bằng cách mời những lão nhân đức cao vọng trọng trong giáo cuối cùng thế tử y vương bị chết một cách thảm khốc bị ném vào vạc sôi bị giáo chúng của nghĩa an giáo những người đã bị hắn lợi dụng chia cắt thành từng mảnh lâm yến an sau đó dựa vào manh mối từ lộ trình truy sát của y vương thế tử mà tìm ra vô độ sau nhiều năm ở xa lĩnh trại trong giấc mơ phụ thân đã qua đời hắn suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định giữ lại vô độ dự cảm rằng vô độ sẽ có ích quả nhiên nhiều năm sau khi hắn giả chết vô độ đã cứu tổ mẫu của hắn khỏi ngục tìm được rồi dù không phát hiện được manh mối nào trong sơn động liên quan đến ác mộng lâm yến an lo lắng rằng phụ thân sẽ biết hắn không nghỉ ngơi mà phái người đến bắt hắn về hắn liền lấy ngọc bội từ trong tay áo ra giả vờ rằng mình vừa tìm thấy nó trong sơn động rồi cùng cố vũ văn rời khỏi khu vực săn bắn trên đường về cố vũ văn cùng hắn thảo luận bài học hôm nay của tiên sinh người giảng bài cho hoàng tử tất nhiên là đại thần trong triều lâm yến an cẩn thận lắng nghe thỉnh thoảng hỏi một vài câu thái độ khác hẳn trước đây ngay cả cố vũ văn cũng nhận xét rằng sau khi bệnh khỏi lâm yến an trở nên điềm đạm hơn trước trước đây lâm yến an luôn bắt chước phong thái ôn hòa của phụ thân khi còn trẻ nhưng sau giấc mộng ấy hắn nhận ra mình thực sự là ai cảm thấy dáng vẻ trưởng thành của mình trong mộng thích hợp hơn và dễ đánh lừa người khác hơn quan trọng nhất hắn nghĩ rằng bằng cách này mẫu thân sẽ không thể làm hắn im lặng nữa điều đó không phải rất tốt sao hắn nói với cố vũ văn thái độ thản nhiên không che giấu khiến cố vũ văn cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng không để ý đến việc lâm yến an thay đổi tính tình trong khi lâm yến an không tìm thấy bất kỳ manh mối nào ở sơn động lý mộ khó khăn lắm mới có một giấc ngủ ngon nhưng khi tỉnh dậy nàng nhận ra mình đã bị lây bệnh từ lâm yến an không chỉ sốt nhẹ mà còn nghẹt mũi và ho giọng nói cũng trở nên khàn đục lâm khước mang thuốc tới nàng nhận lấy chén thuốc và yêu cầu lâm khước giữ khoảng cách tránh bị lây bệnh lâm khước nói chúng ta đã ngủ cùng giường cả đêm nếu có bị lây thì cũng đã bị từ lâu rồi lý mộ khó chịu nói chuyện cũng không còn khách khí ngươi tốt nhất là cách xa ta một chút đừng để ta vừa khỏi thì ngươi lại bị bệnh rồi cả nhà phải xếp hàng đi khám bệnh nói xong nàng yêu cầu lâm khước mở hết cửa sổ để thông gió lâm khước nghe lời mở cửa sổ nhưng vẫn không muốn để lý mộ một mình lý mộ cuộn mình trong chăn một mình cũng không sao uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi thôi trước khi xuyên không mỗi khi bị bệnh, nàng đều làm như vậy, đi khám bệnh, lấy thuốc về uống, ngủ, nếu khó chịu quá thì mắng vài câu cho đỡ tức, vì trong nhà không có ai khác nên cũng không sợ ảnh hưởng đến ai, cũng ổn thôi. Lâm khước không màn hình tượng ngồi xuống mép giường, đưa tay vào chăn nắm lấy tay nàng, nhưng khi ta bệnh, ngươi luôn ở bên cạnh ta. Lúc ấy ta nghĩ, có ngươi ở đây thật tốt, vậy nên ngươi cũng để ta bầu bạn với ngươi đi, lý mộ. Gọi vô độ đến kê đơn thuốc cho ngươi, uống để phòng bệnh lâm khước cũng phải uống sao lý mộ ra ngoài đi lâm khước được rồi ta sẽ gọi vô độ lâm khước gọi vô độ đến vô độ cũng đồng ý rằng lâm khước nên uống trước một liều thuốc phòng bệnh nên kê một đơn thuốc ôn hòa và gọi lưu ma ma nấu thuốc mang đến sau khi uống thuốc lâm khước hoàn toàn không rời khỏi mép giường điều này khiến lý mộ càng cảm thấy mình đã không đủ quan tâm đến lâm yến an hôm qua nghĩ đến lời cảm ơn chân thành của lâm yến an lý mộ không kìm được mà đá chăn vài cái lâm khước không hiểu ngươi làm gì vậy lý mộ đáp gượng gạo không có gì trước đây lâm khước không biết lý mộ có thói quen đá chăn để giải tỏa những cảm xúc khó chịu trong lòng khi bị ký ức tấn công nhưng sau vài lần hắn đã hiểu rằng khi nàng đá chăn đó là lúc nàng nhớ đến những điều không vui hắn cố gắng an ủi nàng nếu không thể thì sẽ tìm chuyện khác để nói để nàng không quá để tâm đến những điều nhỏ nhặt căn bệnh của Lý Mộ cũng giống như Lâm Yến An, chỉ nhẹ thôi, nghỉ ngơi một ngày là gần như khỏi hẳn, chỉ còn chút ho, uống thêm vài ngày lê hấp là khỏi. Ngày mùng ngày 7 tháng 7, Tết Khất Xảo, vốn là dịp để các cô gái tụ tập thử tài khéo léo, nhưng vì Lâm Tê Ngô lôi ra trò đánh bắt vĩ bài, không khí trong ngày hội ở Hành Cung bị kéo đi xa cả vạn dặm. Ngày mùng ngày 8 tháng 7 là sinh nhật của Lý Mộ, Lâm Khước tặng nàng một con ngựa con màu đen, Lý Mộ rất yêu thích con ngựa này suy nghĩ vài ngày, lật dở vô số điển cố trong kinh thi, viết vô số cái tên phong nhã hoặc khí phách, cuối cùng nàng vẫn quyết định đặt tên theo ý thích của mình, gọi nó là hạt mè hồ. Trong viện của hành cung không thích hợp để nuôi ngựa, Lý Mộ lại không muốn ra ngoài gặp người, chỉ mong có thể nhanh chóng trở về vương phủ. Cuối cùng, nàng mong đến tháng 8, ngự giá hồi kinh, hơn 10 ngày lộ trình, trở về vương phủ vừa kịp đón trung thu, Lâm Khước theo thường lệ mang theo Lý Mộ và Lâm Yến an sang phủ trưởng công chúa bên cạnh dự yến tiệc, gặp lại Hoài Thục trưởng công chúa, người mà năm trước họ chỉ gặp thoáng qua. Lý Mộ phát hiện Hoài Thục trưởng công chúa giống như nàng, cũng ít khi ra ngoài, Lâm Khước mới nói rằng, Hoài Thục trưởng công chúa từng bị tiên đế đưa đi hòa thân, sau đó hai bên lại chiến tranh, Chiêu Minh trưởng công chúa đã trái lệnh thánh chỉ, dẫn binh đến và đưa nàng trở về an toàn. Sau khi trở về kinh, Hoài Thục trưởng công chúa bị không ít người châm chọc thậm chí có tỉ muội và cô mẫu trách nàng không hoàn thành trách nhiệm hòa thân, còn có mặt mũi quay về. Chiêu Minh trưởng công chúa đã tấu hết nam nhân trong gia đình những người đó, khiến họ không dám mở miệng nữa. Tiên đế có ý định gả nàng cho ấu tử của An Quốc Công, nhưng vì nàng nuôi dưỡng nam sủng nên việc hôn nhân này không thành. Danh tiếng bên ngoài của nàng không tốt, nàng cũng ít ra ngoài, chỉ ở trong phủ công chúa sống cuộc sống của mình. Một người rất tiêu sái, Lý Mộ cảm nhận. Bên kia, Lâm Yến An do ảnh hưởng của giấc mộng, đối với hoài thục trưởng công chúa tràn ngập tò mò. Trong mộng, hắn dùng mọi cách để sống sót, ngoài nghĩa an giáo và xa lĩnh trại ngũ đông, trợ lực lớn nhất chính là phủ của hoài thục trưởng công chúa. Trong phủ của vị trưởng công chúa này, quả thật là ai cũng có thể thấy. Đáng tiếc, trong mộng, hoài thục trưởng công chúa muốn cứu tỷ tỷ bị phản bội và mang tiếng phản quốc, nhưng vì không biết gì, nàng đã tự sát, ngụy trang thành hành động của cố vũ văn khiến những người quỳ dưới váy của nàng coi cố vũ văn là kẻ thù, cũng khiến chiêu minh trưởng công chúa một lần nữa cầm đao, đòi lại công lý thuộc về nàng. Trong mộng, Lâm Yến An biết hoài thục trưởng công chúa tự sát, nhưng hắn không nói ra, hắn cùng tổ mẫu mưu tính, dùng 8 năm thời gian để kết thúc mọi chuyện, tổ mẫu đăng cơ làm hoàng đế, hắn ở bên phụ tá, một năm đại tuyết, trong mộng, hắn đã bạc tóc, cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt ngủ rồi tỉnh dậy, hắn mở mắt, thấy mẫu thân. Chiêu Minh trưởng công chúa không kiên nhẫn lột cua nhưng thích ăn thịt cua, trước nay đều nhờ người khác lột giúp, thỉnh thoảng hoài thục trưởng công chúa có hứng thú cũng sẽ lột giúp nàng một con. Thịt cua lạnh, tốt nhất là uống cùng rượu vàng ấm, Thu Châu mang tới một bình mới hâm nóng, Chiêu Minh vừa uống vừa chờ thịt cua, chú ý thấy muội muội ngồi không vững, cứ động vài lần, lại thường xuyên đấm sau lưng, lo lắng muội muội không khỏe, liền hỏi, hoài thục trưởng công chúa cười, khẽ nói, không sao, chỉ là lưng hơi mỏi gương mặt nàng hơi ửng hồng tâm trạng tốt nói trong phủ mới tới một đôi huynh đệ song sinh dù xuất thân từ giang hồ nhưng vẻ ngoài thật đẹp thân hình rắn chắc hai anh em so với a trì còn nhỏ hơn một tuổi gặp ta lần đầu vẫn là hoàng bích lại còn thích ghen thật sự rất thú vị chiêu minh ta thật không nên hỏi lâm khước ngồi bên cạnh chiếc bàn một tay cắt thịt cua một tay suy nghĩ đôi khi có đôi tay quá thính cũng không phải là điều hay ho gió đêm mang theo hương cúc nhẹ nhẹ, hắn không khỏi nhớ lại những gì đã nghe thấy trong buổi tối hôm nay. Khác với chiêu minh trưởng công chúa, Lâm Khước có chút kén chọn, thà rằng không ăn còn hơn để người khác lột cua cho mình. Hắn thích tự tay làm mọi việc, bao gồm cả việc lột cua, vì thế hắn không để ai làm thay. Năm ngoái, trong bữa tiệc trung thu, hắn đã đặc biệt dạy lý mộ cách lột cua. Bây giờ, trước mắt nàng cũng bày đủ bộ dụng cụ, nghiêm túc thực hiện từng bước, tỉ mỉ lấy ra cua thịt, cua gan và cua dạ dày mặc dù lý mộ tập trung vào việc lột cua nàng không thể nghe thấy những lời thì thầm giữa hoài thục trưởng công chúa và chiêu minh trưởng công chúa chỉ có lâm khước nghe thấy hết và trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào hoài thục trưởng công chúa là gì của hắn yêu thương hắn như một người thân nhưng việc nàng dễ dàng chiều chuộng dục vọng của mình làm hắn cảm thấy không thoải mái nhất là khi so sánh với tình trạng cấm dục của mình càng thêm thê lương lâm khước thầm nghĩ hắn chỉ muốn một người vi hi người mà hắn không thể có. Trong lòng cảm thấy bất công và khó chịu, hắn lột cua xong, quay đầu lại thấy Lý Mộ vẫn đang đấu tranh với con cua, liền hỏi nàng có cần giúp đỡ không? Lý Mộ quật cường lắc đầu, ta tự làm được, nhà hoàng mang nước ấm đến, lâm khước rửa tay sạch sẽ, rồi quay lại bàn để ăn những món ăn khác, chờ đến khi Lý Mộ lột xong cua, mới cùng nàng thưởng thức, buổi gia yến được tổ chức tại nhà thủy tạ, từ đây có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Nhưng tiếc là đêm nay nhiều mây, không thấy trăng tròn, chỉ có những chiếc đèn lồng treo dưới hiên, lắc lư theo gió, có lẽ trời sắp mưa, Lâm Khước không cảm thấy vui vẻ, bèn uống một ngụm trà gừng ấm dạ dày. Hạ nhân trong phủ trưởng công chúa không dám mang rượu lên cho hắn, nên hắn chỉ uống trà gừng, còn Lý Mộ không uống được trà, nên hắn đã dặn nhà bếp nấu canh gừng không lá trà cho nàng, mọi thứ đều giống như năm ngoái, nhưng đột nhiên, Lâm Khước nhận ra có một điểm không giống bên cạnh chén canh của Lý Mộ, còn có một chén rượu nhỏ. Khi Lâm Khước phát hiện điều này, Lý Mộ đang cầm chiếc đèn lồng cầu chơi đùa. Chiếc đèn lồng nhỏ nhắn, do cố trì mang từ bên ngoài về, mỗi người một cái, bên trong có một ngọn nến nhỏ không bao giờ tắt dù có chơi thế nào đi chăng nữa. Lý Mộ một tay đùa với chiếc đèn lồng, một tay uống ly rượu ấm. Khi phát hiện Lâm Khước đang nhìn mình, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là đặt ly rượu xuống. Mà là uống hết rượu trong ly rồi ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt vô tội lâm khước giơ tay chọc vào má nàng không phải đã nói không uống sao lý mộ lãng tránh đâu phải ta muốn rượu được mang lên nhầm nàng chỉ thuận tay uống mà thôi lâm khước cười khổ một tiếng cảm thấy như mọi thứ đều không thuận theo ý mình nhìn thấy tâm trạng của lâm khước không tốt lý mộ buông đèn lồng xuống dưới bàn kéo tay áo của hắn nắm lấy tay hắn rủ xuống từ bàn không cần phải dùng lời nói ngọt ngào để an ủi chỉ cần nắm tay nhau Tâm trạng của Lâm Khước liền bớt nặng nề. Bên kia, Lâm Tê Ngô sau khi ăn cua xong lại chơi một lúc với đèn lồng, rồi thuần thục lấy ra bộ bài bắt phỉ, hỏi mọi người có muốn chơi không. Năm nay, giống như năm ngoái, có 7 người tham gia. Lâm Khước vốn không định chơi, nhưng vì Lý Mộ đã uống chút rượu, lại lấy hết can đảm để đóng vai thẩm phán, nên hắn đổi ý và quyết định tham gia. Ngoài Lâm Tê Ngô, người say mê trò chơi và Lâm Yến An, người luôn bị lâm tê ngô lôi kéo vào chơi, cùng với hoài thục trưởng công chúa, người ở nhà không có việc gì khác để làm ngoài việc chơi bài, những người còn lại đều rất ít chơi. Vì vậy, khi trò chơi bắt đầu, nhóm chiêu minh bị ba người có kinh nghiệm phong phú đánh bại đến mức trở tay không kịp, nhưng đến ván thứ hai, họ đã rút kinh nghiệm và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Lý mộ nghiêm túc đọc lời kịch của thẩm phán, chú ý không bỏ sót phân đoạn khi đại phu bị loại bỏ còn trong lòng thì luôn nhớ rõ số lượng bình dân và phỉ còn lại trong sân cũng như thân phận của từng người khi ván thứ ba gần kết thúc bên ngoài bắt đầu mưa cố trì trở nên thất thần còn lý mộ cũng khó tập trung sợ đọc sai lời kịch tốc độ nói rõ ràng chậm lại cả hai đều giữ cảm xúc trong lòng một người thì uống rượu mà nghĩ mình vẫn còn đủ sức chịu đựng cuối cùng chính lâm khước nói rằng hắn mệt mỏi và không muốn chơi nữa trò chơi mới kết thúc mọi người ăn thêm chút gì đó sau đó ai về nhà nấy. Chiêu Minh trưởng công chúa lo lắng trời mưa sẽ khó đi lại, nên mời muội muội uống nhiều ở lại phủ qua đêm, sáng mai mới về, Lâm Khước cùng Lý Mộ, Lâm Yến An thì ngồi xe ngựa về vương phủ ở bên cạnh, khi đưa ca ca và tẩu tẩu về cửa, Lâm Tê Ngô phát hiện cố trì không có ở đó, liền hỏi, nhị ca đi đâu rồi? Ta thấy hắn vừa mới còn ở đây mà, Lâm Khước thuận miệng đáp, chắc là đi đưa đèn lồng cầu đi, mỗi người có một cái đèn lồng, nếu cố trì còn dư một cái trong tay hiển nhiên không phải để cho mình lâm khước cầm ô cùng lý mộ lên xe ngựa lâm yến an thì lên xe ngựa phía sau dù hai nhà chỉ cách nhau một khoảng ngắn nhưng vì diện tích rộng lớn cửa không gần nhau phải vòng qua một con phố mới đến nơi trên xe ngựa lý mộ vẫn đang suy ngẫm về màn trình diễn thẩm phán của mình tự khích lệ bản thân và cảm thán rằng rượu thật là một thứ tuyệt vời uống vào rồi lá gan cũng lớn hơn không lạ gì khi người ta nói xã giao dễ trở thành nghiện rượu, cảm giác này thực sự khó mà kháng cự. Trước khi rời đi, nàng không nhịn được mà lén uống thêm một ly nữa. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn Lâm Khước, phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình. Lý Mộ chột dạ, làm gì mà nhìn ta như vậy? Tiếng mưa rơi bên ngoài không nhỏ, Lâm Khước một tay đặt lên eo Lý Mộ, cúi đầu đến gần nàng, hỏi: "Ngươi có phải lại uống thêm một ly nữa không?" Lý Mộ lắc đầu, "Không có." Lâm Khước lại sát gần hơn, Lý mộ cảm thấy cơ thể mình nóng lên, có lẽ là do men rượu đã bắt đầu tác động, nàng nghĩ vậy, chú ý thấy lâm khước càng đến càng gần, gần đến mức. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, lâm khước dừng lại, lý trí mách bảo hắn rằng hắn đã ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhẹ, xác định rằng lý mộ đã uống thêm một ly, và có thể rút lui, nhưng thực tế, hắn buông mắt xuống, nhìn chầm chầm vào môi lý mộ. Qua một hồi lâu, khi hắn định rút lui, Lý mộ hơi hé môi không có ý gì khác, chỉ muốn gọi hắn, nhưng lời gọi lâm khước kia lại phá vỡ sợi dây lý trí cuối cùng mà hắn đã kiên nhẫn giữ suốt ba tháng. Hắn dừng lại, rồi cúi đầu chạm vào môi nàng, sự mềm mại ngoài sức tưởng tượng khiến lâm khước nâng gương mặt lý mộ, một cách tự nhiên, hắn gia tăng nụ hôn, tiếng mưa rơi trở thành tấm màn che tốt nhất, dù hơi thở có loạn nhịp, hay âm thanh ái muội khi môi lưỡi hòa quyện, kể cả tiếng trên rỉ nhẹ nhàng từ cổ họng lý mộ cũng không cần lo sẽ bị ai bên ngoài nghe thấy lý mộ bị ép đến thở hổn hển khi xe ngựa dừng lại đầu óc nàng hoàn toàn rối loạn tay chân mềm nhũng chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của lâm khước bên tai ta đã nếm thử rồi còn nói không uống một câu này làm đầu óc lý mộ càng thêm rối loạn xuống xe lâm khước nói với lâm yến an rằng lý mộ đã uống say rồi mang nàng trở về chủ viện vào phòng sau khi đơn giản rửa mặt và thay áo ngủ lý mộ ngồi trên giường ôm đầu gối chậm rãi hồi phục tinh thần ngữ điệu cứng ngắc nói với lâm khước người đã lên giường ngươi vì nếm mùi rượu thật là cái gì cũng làm được lâm khước đang chuẩn bị nằm xuống nghe vậy liền dừng lại giải thích không phải vì nếm mùi rượu hắn nói chỉ là muốn gần ngươi hơn lý mộ đột nhiên cảm thấy rượu không phải là thứ tốt mặt nàng nóng bừng may mắn là đèn trong phòng đã tắt ánh sáng tối mờ không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của lý mộ nàng lặng lẽ dùng mu bàn tay xoa mặt nhưng không thể tìm được lời nào để trả lời lâm khước cuối cùng lâm khước hỏi ngươi không thích sao lý mộ chân thật trả lời không có không thích lâm khước vậy thì ta yên tâm rồi lý mộ ngạc nhiên hỏi trước đây ngươi không yên tâm sao lâm khước duỗi tay dù ánh sáng tối nhưng hắn vẫn chính xác nắm lấy tay lý mộ trong lòng ta có ngươi nhưng ngươi chưa bao giờ nói rõ ngươi trong lòng có ta hay không lý mộ bực mình điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao lâm khước dù rõ ràng, nhưng ta vẫn chưa từng nghe thấy rõ ràng từ chính miệng ngươi, Lý Mộ dứt khoát nói, có. Trong lòng ta có ngươi, Lâm Khước cười, vậy chờ ngươi ngày mai tỉnh rượu, ta sẽ hỏi lại một lần, Lý Mộ lẩm bẩm, ta chỉ uống hai ly, không có say đâu, Lâm Khước vui vẻ kéo nàng nằm xuống, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời này, nhớ thì nhớ. Lý Mộ nói một cách mạnh mẽ, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại tự hỏi sao mình không có tử lượng cao hơn nếu là say đến mức quên đi, nàng đã không cần phải cuộn tròn trên giường, ôm đầu mà lăn qua lăn lại. May mắn là Lâm Khước chu đáo, trước khi nàng tỉnh dậy đã rời khỏi, tay chân nhẹ nhàng, không đánh thức nàng, chỉ để lại lời nhắn rằng sẽ trở về vào buổi trưa, cho nàng đủ thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Lý mộ vệ oải bò dậy thay quần áo, lưu ma ma đến báo cáo sự việc, nói sáng nay chỉ có Lý Vân Khê đến học, còn Lâm Tê Ngô thì không. Nguyên nhân là tối qua, khi hoài thục trưởng công chúa ngủ lại trong phủ bên cạnh, có vài tên trộm đột nhập vào phủ, đánh nhau với gia tướng của chiêu minh trưởng công chúa. Gia tướng trong phủ chiêu minh trưởng công chúa đều là những người từng chiến đấu trên chiến trường, dù bị thương tật, nhưng vẫn rất giỏi võ công. Ai ngờ bọn trộm cũng võ nghệ cao cường, dám đấu lại với gia tướng, không chỉ làm kinh động đến chiêu minh trưởng công chúa, mà còn khiến lâm tê ngô thức hơn nửa đêm, sáng nay không dậy nổi nên không đến học. Lý mộ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không hỏi thêm tại sao Lưu Ma Ma lại nhấn mạnh chuyện hoài thục trưởng công chúa ngủ lại, cho đến khi lật xem các xá tin tức mới hiểu ra, bọn trộm chính là người mà hoài thục trưởng công chúa nuôi dưỡng. Đêm qua, vì hoài thục trưởng công chúa uống nhiều nên quên không cho người thông báo, mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, Lý Mộ còn chú ý thấy rằng phủ trưởng công chúa xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ ra cố trì phải bị đánh thức, nhưng kết quả là hắn không xuất hiện. Các xá còn ghi chú rằng cố trì không có trong phủ, sáng nay trực tiếp đến thiên xu doanh nha môn lý mộ mơ hồ nhớ lại tối qua lâm khước nói cố trì có thể đã đi đưa đèn lồng hắn có thể đưa đèn lồng cho ai ngoài lý chỉ thì còn ai khác lý mộ mặc không biểu cảm mà nghĩ cố trì đây là đã qua đêm ở chỗ nhị tỷ một hồi mưa thu làm không khí lạnh hơn rõ rệt sau trận mưa đêm qua nhiệt độ đã hạ thấp khiến lý mộ cảm thấy quần áo đang mặc không đủ ấm nàng đặt cuốn cắp xá xuống trở về phòng ngủ để khoác thêm một lớp áo rồi tự nhủ rằng khi Lâm Khước trở về, nàng sẽ bảo hắn hỏi thăm tình hình của Cố Trì, nhưng khi nghĩ đến việc chờ Lâm Khước trở về, nàng lại không khỏi lo lắng về việc phải nhắc lại chuyện xảy ra tối qua. Lý Mộ cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, rõ ràng đã qua vài tháng ở hành cung, nàng và Lâm Khước đã hình thành một sự hiểu ngầm, chỉ cần nàng giữ im lặng, Lâm Khước sẽ tự động giữ khoảng cách và không tiến xa hơn. Nhưng tối qua, trên xe ngựa, nàng lại gọi tên Lâm Khước, Lý Mộ không có ý gì khác chỉ đơn giản muốn gọi hắn, nhưng nàng không lường trước được rằng việc này có thể phá vỡ sự hiểu ngầm giữa hai người. Kết quả là sau khi gọi hắn, nàng đã bị hôn. Trong khoảnh khắc đó, Lý Mộ cảm nhận được từng sợi lông trên người đều dựng đứng, đó là một trải nghiệm mới lạ và Lâm Khước có vẻ như cũng không có nhiều kinh nghiệm, mang theo một sự vụng về nhưng đầy chân thành. Càng về sau, khi hắn dần quen thuộc, cách hắn hôn và cường độ của hắn làm nàng cảm thấy rất thoải mái, không phải Nàng đang nghĩ về điều gì thế này? Lý Mộ sống không còn gì luyến tiếc, cúi đầu đập tay lên bàn vài cái. Khi Lâm Khước trở về, hắn thấy Lý Mộ đang gục đầu xuống bàn. Không gọi ai vào hầu hạ, hắn tự mình thay đổi y phục, sau đó bước đến bàn và ngồi xuống, "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Lý Mộ buồn bã trả lời, "Ta đã nói lòng ta có ngươi." Lâm Khước cựng lại một chút, rồi mỉm cười, "Ta biết." Hắn rót cho mình và Lý Mộ một ly nước ấm. Trong khoảng thời gian nắng tiếng nước rót vào ly phá vỡ sự im lặng. Sau khi uống một ngụm, hắn nói, "Ta cũng biết rằng ngươi sợ, không phải là sợ những cử chỉ tình cảm đơn giản như nắm tay hay vỗ nhẹ tai, mà là nỗi sợ khi đôi tay họ đang vào nhau trong khoảnh khắc đầy ái muội trên xe ngựa." Ban đầu, Lâm Khước cũng không quen với dục vọng khi nghĩ đến Lý Mộ, hắn cố tình tránh né, nhưng rồi dần dần nhận ra nỗi sợ trong ánh mắt của nàng, nỗi sợ đó giống như cảm giác của đêm tân hôn khi họ còn xa lạ và hắn lần đầu tiên nắm lấy tay nàng chính vì thế hắn đã nhẫn nhịn suốt mấy tháng đến mức không dám làm điều gì khác dù rằng vô độ chỉ yêu cầu tránh hành phòng chứ không cấm những cử chỉ thân mật khác hắn không muốn dọa lý mộ tâm trạng không tốt của lâm khước suốt mấy tháng qua không chỉ vì trời mưa mà còn vì điều này hắn không thích việc lý mộ sợ mình và điều đó khiến hắn bực bội hơn cả việc vô độ nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là không thỏa mãn dục vọng rõ ràng trước khi kết hôn Lâm Khước không quá bận tâm về việc Lý Mộ có thích món quà hắn tặng hay không, nhưng bây giờ, việc nàng sợ hãi và xa lánh hắn khiến hắn cảm thấy dày vò. "Có thể nói cho ta biết ngươi đang sợ gì không?" Cuối cùng, Lâm Khước chủ động hỏi, Lý Mộ ngẩng đầu lên từ bàn, ngồi thẳng lại, "Ta..." Nàng cúi đầu, cố gắng tổ chức lại suy nghĩ, và trong khoảnh khắc đó, nàng muốn Lâm Khước rót cho mình một ly rượu. "Rượu thật sự rất tốt, một ly xuống bụng, cả người đều nhẹ nhàng." cảm xúc trở nên phấn chấn và dường như không còn sợ hãi gì nữa nhưng rồi nàng nuốt lại lời nói muốn nói ra nỗi sợ của mình trong trạng thái tỉnh táo ta thực sự thích gần gũi với ngươi nàng nói là người trưởng thành với sức khỏe tốt lâm khước có dục vọng nàng đương nhiên cũng có khi họ thích nhau sao có thể không có những suy nghĩ ấy nhưng nhưng ta không muốn chịu trách nhiệm với những hậu quả có thể đến từ sự gần gũi đó ta không muốn mang thai ta không muốn sinh con giọng nói của lý mộ trở nên căng thẳng và từng câu từng chữ đều rất khó nói ra vì câu nói kế tiếp mới là nguyên nhân thực sự mà nàng khó mở miệng ta sợ và ta không biết nên hỏi ngươi thế nào hỏi ngươi có phải thật sự vì trúng độc mà không còn khả năng sinh sản lâm khước điều ta mong đợi là ngươi thật sự đã chịu tổn thương cuối cùng sau khi nói ra suy nghĩ của mình lý mộ không cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại nàng bị đạo đức trong xã hội áp đặt cảm thấy như bị đánh một cú nặng nề ngược lại tâm trạng của lâm khước lại sáng sủa hơn ngay lập tức hắn đưa tay về phía lý mộ và khi nàng nắm lấy hắn kéo nàng ngồi lên đùi mình lâm khước nói với lý mộ đó không phải là tổn thương đó là sự lựa chọn của ta ta đã không sớm nói rõ ràng với ngươi lâm khước hiếm khi cảm thấy hối hận năm đó khi kỳ đại phu cứu ta ông ấy đã nói rõ ràng với ta rằng ta có thể sống sót là điều may mắn giống như bây giờ ta có thể rời khỏi giường là điều mà ta không dám tưởng tượng kỳ đại phu hỏi ta muốn chọn chết hoàn toàn hay kéo dài sự sống mà tiếp tục tồn tại ta đã chọn tồn tại và đã buông bỏ tất cả những thứ khác trừ tiên đế không ai cần phải tự trách vì ta huống hồ ta cũng đã từng lợi dụng điều này để khiến tiên đế buông lỏng cảnh giác với ta nên ta thật sự không bận tâm về chuyện này thậm chí ta còn cảm thấy may mắn khi lựa chọn trước đây của ta lại giúp ngươi không phải lo lắng về việc sinh con như vậy ta cũng không cần phải lo lắng về việc không thể đáp ứng mong muốn của ngươi lý mộ lắng nghe lâm khước nói xong chậm rãi hỏi lại nói cách khác lâm khước vui vẻ nói với nàng ta thật sự không thể làm ngươi mang thai biểu hiện của lâm khước khác hoàn toàn so với nam giới trong xã hội thời đó đến mức có thể gọi là quái dị nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng lâm khước thật sự điên nhưng với lý mộ nàng lại cảm thấy thật tốt khi có thể ở bên một người như vậy sau khi xác nhận câu trả lời lý mộ gật đầu ngơ ngác từng lâm khước nhưng vẫn có thể thân mật với ngươi lý mộ a à, chỉ là phải chờ thêm một chút giọng lâm khước không khỏi có chút lạnh lẽo vô độ dặn dò ta ít nhất năm nay không được hành phòng vậy sao lý mộ liếm môi vậy lâm khước ôm chặt nàng muốn lại gần một chút không giọng lý mộ nhỏ dần muốn lời thẳng thắn và chân thành của lý mộ khiến cảm xúc của lâm khước bùng lên hắn hôn nàng dựa vào kinh nghiệm tối qua, nhẹ nhàng mở môi nàng, Lý Mộ có chút bối rối, lưỡi, có nên liếm lại không? Tối qua nàng đã làm gì nhỉ? Được rồi, hình như là, Lý Mộ tận dụng khả năng học hỏi của mình, Lâm Khước hôn nàng thế nào, nàng liền đáp lại thế đó, lúc thì ôm nhu, lúc thì tranh đoạt, tay nàng cũng vô thức đặt lên vai Lâm Khước, cuộc dây dưa quá nhập tâm, đến mức Lý Mộ suýt không nghe thấy tiếng người hỏi bọn họ muốn ăn cơm hay không ở bên ngoài. Cảm xúc căng thẳng của Lý Mộ đột nhiên thả lỏng, nàng cảm thấy đói đến không chịu nổi, từ trên đùi Lâm Khước muốn xuống dưới để đi ăn, nhưng bị hắn giữ lại, đi rửa mặt trước, không kịp phản ứng, nàng đi đến bàn trang điểm và nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của mình, trong lòng hét lớn một tiếng họa tào, nàng nhanh chóng đến bồn rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt vài cái, còn dùng tay quạt gió để giảm độ ấm trên mặt. Lý Mộ bình tĩnh lại trước bồn rửa mặt, trong khi Lâm Khước bình tĩnh ở bàn, hắn đỡ trán chờ cơn hỏa trong lòng dần tắt đợi một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy kéo lý mộ đi ăn cơm sau bữa ăn lâm khước cảm thấy hơi buồn ngủ phàn nàn rằng mình dậy quá sớm hôm nay rồi kéo lý mộ đi ngủ trưa cùng hắn khi cánh cửa phòng đã đóng lại màn giường đã buông xuống lý mộ vẫn không thể ngủ mà hỏi về cố trì hắn và nhị tỷ của ta rốt cuộc thế nào lâm khước trước đây cũng chưa nghe nói cố trì từng ngủ lại ở minh nguyệt am nên nghĩ rằng tối qua có lẽ là lần đầu tiên hoặc có thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ là có chuyện khác nên không trở về. Hắn bảo với Lý Mộ rằng sẽ tìm Cố Trì hỏi sau. Kết quả là Cố Trì thực sự đã có một đêm hoang đường với Lý Chỉ vào đêm Trung Thu, nhưng khi sáng hôm sau hắn đề nghị kết hôn với Lý Chỉ, nàng lại từ chối và đuổi hắn đi, khiến hắn quên hết đêm trước. Lý Mộ đang xem danh mục quà tặng, bất mãn hỏi. Tại sao, Lâm khước đáp, nhị tỷ ngươi thiện tâm, có lẽ không muốn liên lụy đến thanh danh của Cố Trì. Nhưng nhà ta nào có cái gì gọi là thanh danh, bên ngoài đều nói Cố Trì là tay sai của ta, bây giờ cưới một người từ ni cô về cũng không có gì khác biệt, quan trọng nhất là họ sống thoải mái với nhau. Lý Mộ, vậy bọn họ, Lâm Khước, cứ để họ tự quyết định, Cố Trì cố chấp, còn nhị tỷ ngươi cũng không phải không có tình cảm với hắn, chỉ là một người không nói ra, người kia lại không thể vượt qua rào cản trong lòng, để họ từ từ giải quyết. Dù sao trong nhà cũng có người giúp đỡ ta cũng phái thêm người đến minh nguyệt am để tránh việc người khác phát hiện chuyện của họ lý mộ gật đầu cũng chỉ có thể như vậy lâm khước ngươi đang xem gì lý mộ danh mục quà tặng tháng sau là tiệc thôi nôi của con trai đại ca ta ta sẽ đến thăm lão thái thái trước một ngày nhưng sẽ không tham gia tiệc nên phải chuẩn bị một món quà danh mục quà tặng do ngô quản sự nghĩ ra nàng chỉ xem qua chuẩn bị làm một chiếc mũ đầu hổ bằng kim móc để tặng cho đứa trẻ Lý Mộ tự mình vẽ bản thiết kế, nhưng vì bận rộn với nhiều việc khác nên số lần đi thăm ngựa con cũng giảm. Cuối cùng, trước khi tiệc thôi nôi diễn ra hai ngày, nàng đã hoàn thành chiếc mũ đầu hổ. Trong thời gian này, Lâm Khước để ý thấy Lý Mộ dùng kim móc mà phi tinh mang về từ cẩm y vệ, nên đã hỏi nàng và dựa trên miêu tả của nàng vẽ bản thiết kế, sau đó xác định 8 kích cỡ khác nhau, rồi đưa người làm thử. Thành phẩm đã làm 3 lần. Chất liệu ban đầu là bạc mạ vàng được đổi thành đồng mạ vàng và sắc mạ vàng, giúp Lý Mộ dễ dàng hơn trong việc làm mũ. Tuy nhiên, sau khi Lý Mộ từ Lý Gia trở về, nàng không vui vẻ lắm. Khi Lâm khước hỏi, nàng cho biết rằng Lão Thái Thái và Tiền Thị đã mời Đại Phu đến để kiểm tra sức khỏe của nàng, vì lo lắng rằng nàng lâu như vậy không có thai, có phải do sức khỏe không tốt, cần bổ sung thuốc gì không? Dù Lý Gia còn nghĩ nàng là một người ít nói, thường làm những hành động kỳ quặc như luyện tập thể thao hàng ngày và cho rằng nàng ngốc nghếch nàng vẫn không tránh được việc bị thúc giục sinh con lý mộ nghĩ thoáng hơn biết rằng theo quan niệm của người xưa lão thái thái và tiền thị thực sự chỉ muốn tốt cho nàng nên nàng không để tâm nhiều chỉ nghe rồi để đó không bận lòng nhưng không ngờ rằng không lâu sau lý gia lại gửi đồ đến bề ngoài là lễ vật từ thân thích nhưng thực chất là tặng những phương thuốc để giúp nàng có thể mang thai họ còn nói rằng việc lý chỉ không thuận lợi trong nhân duyên đã ảnh hưởng đến lý gia nên nếu lý mộ có thể sinh con sẽ giúp cải thiện hình ảnh của gia đình áp lực bất ngờ này khiến lý mộ cảm thấy phiền lòng lâm khước cầm lấy những phương thuốc đó ném vào ngọn nến rồi để chúng cháy trong lư hương thường dùng để đốt hương an thần làm cho cho hương trong đó bị xáo trộn có gì mà phải phiền hắn chạm nhẹ vào môi lý mộ để ta lo liệu lý mộ ngày hôm sau Lâm Khước vào cung sinh Phong Lâm Yến An làm Thế tử Yến Vương. Đồng thời, tin đồn về việc Yến Vương không thể có con cũng lan truyền khắp kinh thành, chiêu thức của Lâm Khước khiến Lý gia phải chịu một đòn đau. Từ đó về sau, dù là lão thái thái hay tiền thị cũng không dám thúc giục Lý mộ nữa, sợ rằng Yến Vương biết chuyện, nổi cơn thịnh nộ mà trút lên đầu họ Lý gia. Hoàng đế bên kia dường như cũng rất hài lòng khi thấy Lâm Khước không có con ruột. Rất nhanh chóng, lâm yến an được chỉ định làm thế tử của yến vương không một lời phản đối nào được đưa ra chiêu minh trưởng công chúa có ý định an ủi con trai vì khắp phố đều đồn rằng yến vương không thể có con làm tổn thương lòng tự tôn của hắn nhưng con trai lớn của nàng lại vui vẻ mà nói chuyện này do chính hắn truyền ra hắn thật sự không thể sinh con và hắn cũng không để ý đến điều đó những gì người bên gối hắn biết là đủ hà tất phải lo lắng người khác nghĩ gì Chiêu Minh trưởng công chúa chỉ còn biết im lặng, nghĩ rằng dù là muội muội hay nhi tử, nàng cũng không nên quá lo lắng. Họ có niềm vui của họ, còn nàng chỉ là một phàm nhân, không cần phải hiểu hết mọi chuyện. Lý mộ ban đầu chỉ biết rằng Lâm khước vào cung để xin phong Lâm Yến An làm thế tử của Yến Vương, sau đó mới nghe từ các xá mà biết thêm tin đồn, lo lắng cho tâm trạng của Lâm khước Trước mặt mẫu thân, Lâm khước tỏ ra không quan tâm, nhưng Lý mộ vẫn nhận ra một chút ưu tư trong lòng hắn, Điều này khiến nàng đau lòng không dứt, Lâm Khước thích nhìn thấy Lý Mộ đau lòng vì mình, nhưng lại sợ nàng thật sự buồn bã, nên chỉ giả vờ một lúc rồi thôi, không tiếp tục diễn nữa. Tuy nhiên, Lý Mộ không nhận ra được trò diễn của Lâm Khước, lo sợ hắn chỉ an ủi nàng mà giả vờ không quan tâm, khiến nàng lo lắng suốt mấy ngày. Điều này làm Lâm Khước hối hận không ngừng, không dám diễn trước mặt Lý Mộ nữa. 9 tháng cũng là sinh nhật của Lâm Tê Ngô lý mộ nhớ rằng lâm tê ngô từng nói năm nay muốn một bó hoa bằng kim mốc làm quà nên nàng đã làm một bó tặng nàng lý mộ còn cẩn thận làm thêm một quyển dây thép để cố định cánh hoa thời đại này đã có công nghệ hoa ti tương khảm nên cũng có kéo sợi dây thép để cố định hình dạng hoa lý mộ không cần làm hoa nhỏ và có thể tạo ra nhiều loại hoa khác nhau lý mộ làm bó hoa cho lâm tê ngô còn có một cành hoa hướng dương khi lâm khước đi ngang qua và nhìn thấy Hắn nói rằng chưa từng thấy loại hoa này, Lý Mộ nhớ rằng thường ngày chỉ có hạt dưa hấu, liền hiểu rằng hoa hướng dương chưa du nhập vào nơi này. Vì thế, nàng còn làm thêm ba trái ớt, một trái đỏ bừng, một trái đỏ pha lục và một trái bị cắt ra một nửa để lộ hạt ớt màu trắng bên trong. Nếu sang năm đội tàu ra biển có thể mang về những thứ này thì tốt nhất, Lý Mộ nói rồi nhét hoa hướng dương và ba trái ớt vào tay Lâm Khước. Lâm Khước nhìn những thứ này, hỏi: "Đây là thứ mà nàng đọc được trong sách sao?" Lý mộ ngập ngừng gật đầu. Từng, Lâm Khước xoa má nàng, trấn an, còn gì khác nữa không? Lý mộ suy nghĩ một lúc, nhưng không nhớ ra thêm gì. Dù sao, nếu có chút thu hoạch, đội tàu cũng sẽ tìm cách mang về nhiều thêm, ngoài ra, nhớ giữ vệ sinh, đừng uống nước lã, Lý mộ nghiêm túc dặn dò. Nàng không chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuyên không đến đây, nên chỉ có thể chia sẻ chút kiến thức hiện đại mà nàng biết nhưng dù sao nàng cũng từng nghe nói về một số bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả và cái chết đen chỉ cần một bệnh như vậy xuất hiện hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi lý mộ không biết chính xác thời gian và khu vực mà những bệnh này lan truyền chỉ biết một số biện pháp phòng ngừa và từ khóa liên quan đến điều trị lý mộ lại cầm bút viết ra những gì nàng biết cố gắng sao cho gần với kiến thức của người xưa để các đại phu có thể hiểu được trong quá trình viết nàng tình cờ nhìn thấy một quyển sách khuỷu tay hậu bị cấp phương và nhớ đến bệnh sốt rét. Nàng đã từng xem qua một bộ phim truyền hình về nghiên cứu của nữ sĩ đồ u u phát minh ra thuốc điều trị bệnh sốt rét, biết rằng thanh hao tố, atensin, được chiết xuất từ lá cây thanh hao nhờ etanol. Vì thế, nàng viết thêm một trang, nhiều lần nhắc đến tên của nữ sĩ đồ u u, tránh để công lao của nàng bị người khác chiếm đoạt. Những gì Lý Mộ viết không quá chi tiết, vì nàng không phải là chuyên gia, nhưng may mắn thay. Trong đó có nhiều kiến thức hiện đại mà nàng đã quen thuộc, như cách truyền bệnh truyền nhiễm, vi khuẩn, virus và cách bổ sung chất điện giải trong nước để ngăn ngừa mất nước do bệnh dịch tả. Khi thấy những dòng chữ này, các thái y đã bị chấn động. Đội tàu chuẩn bị mang theo hơn trăm y quan, thái y viện cũng cử người theo đoàn, bởi vì những kiến thức này không chỉ liên quan đến sinh mạng của họ, mà còn có thể ứng dụng vào điều trị các bệnh khác, cứu giúp vạn dân, lưu danh muôn đời. Tháng 10 Lâm Yến An cũng đã lớn thêm một tuổi, Lâm Tê Ngô 12, hắn 14, An Dĩnh vẫn còn dạy học, lão tiên sinh tuổi già đã chuẩn bị về hưu, thời gian càng thêm nhàn rỗi, vì thế chương trình học trở nên thường xuyên hơn. Lý Mộ dần nhận thấy trọng điểm trong chương trình học có chút khác biệt so với trước đây. Sau vài buổi học, nàng chắc chắn rằng mình không quá nhạy cảm, mà An Dĩnh đã bí mật thêm vào tư tưởng trung quân trong các bài giảng. Lý Mộ, với tư cách là một người hiện đại, Ít nhiều có sự miễn dịch với tư tưởng này. Nhưng Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê còn nhỏ, nàng lo sợ các nàng sẽ bị ảnh hưởng, nên đã bàn bạc với Lâm Khước. Lâm Khước chắc là họ biết nàng có thể quản lý được ta, nên muốn bắt đầu từ nàng. Lý Mộ, hành cung tiệc tối đã xảy ra chuyện gì, Lâm Khước đã kể lại cho nàng, và nàng có chút xấu hổ. Nhưng Lâm Khước đã nói với nàng rằng, vì nàng không thích gặp người, luôn có những tin đồn rằng ta ghét bỏ nàng, giam cầm nàng trong nhà trời đất chứng giám chuyện này sao có thể đổ lên đầu ta nghe vậy lý mộ cũng hiểu ra rằng tin đồn về việc lâm khước sợ vợ đã lan đến cả tai an dĩnh nhìn lại có lẽ trong các buổi học ở hành cung an dĩnh cũng đã có suy nghĩ như vậy chỉ là lúc đó nói không rõ ràng hai đứa nhỏ không nhận ra và đến bây giờ nàng mới phát hiện ra lâm khước nhanh chóng thay đổi thầy giáo cho bọn nhỏ lý do là an dĩnh muốn trở về quê hương không thể tiếp tục dạy học cho chúng ngày tân tiên sinh đến Lý Mộ như thường lệ đến lớp sớm, đi vào từ một cửa khác và đứng sau màn trúc, kết quả là Tân Tiên Sinh đến sớm hơn cả nàng. Khi nghe thấy tiếng động sau màn trúc và thấy bóng dáng của Lý Mộ qua màn trúc, hắn đứng dậy và hành lễ, người này tự giới thiệu tên và chức vụ, là hộ bộ Thượng thư Lâu Cần. Theo lời Lâm Khước, người này trước đây đã từng làm việc tại công bộ và lại bộ, sau đó mới chuyển đến hộ bộ. Lâu Cần ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục nhưng Lý Mộ lại là một người sợ xã giao, nên sau khi chào hỏi qua loa, nàng cứng đờ ngồi xuống, trong lòng không ngừng mong chờ Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê mau đến để giảm bớt không khí ngượng ngùng. Khi Lý Mộ nghĩ rằng lâu cần sẽ im lặng đợi mọi người đến để bắt đầu buổi học, thì hắn lại bắt chuyện với nàng qua màn trúc, có vẻ rất kiên trì. Nghe qua nghe lại, Lý Mộ cảm nhận được sự kính ngưỡng của hắn, nhưng nàng không hiểu vì sao. Sau buổi học, Lý Mộ về hỏi Lâm Khước, và hắn nói: khoai tây và khoai lang đã giải cứu nạn đói ở mân trung lâu cần biết được chuyện này nên rất khâm phục nàng lý mộ ngạc nhiên làm sao hắn biết chuyện này liên quan đến ta lâm khước còn ngạc nhiên hơn sao hắn không biết lý mộ lý mộ tìm đến cáp xá để xem tình hình ở mân trung mới biết rằng trong mắt người dân mân trung nàng đã trở thành bồ tát sống lâm khước mở rộng thu hoạch không để rơi mất danh tiếng của nàng là yến vương phi có đặc tính nói ra thu hoạch thậm chí ở nơi đó còn lưu truyền nhiều câu chuyện về nàng, nhắc đến cả vụ bắt cướp có liên quan đến nàng, Lý Mộ. A a a a, Lý Mộ cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự tay xoa mặt mình để giảm nhiệt độ, nhưng không đủ, nàng còn bắt Lâm Khước giúp, cuối cùng chạy đi rửa mặt, khi tiếng nước vang lên trên mặt, Lý Mộ không nghe thấy, Lâm Khước vuốt ve mu bàn tay vừa chạm qua má nàng, thấp giọng nỉ non, lúc này mới nào đến nào a, à? cuối tháng 10 lý mộ bắt đầu chuẩn bị bút tiêu hàng cho trẻ em đúng là bút tiêu hàng cho trẻ em mỗi cành mai đều lộ ra vẻ chất phát và những chữ to ta sẽ không vẽ tranh lý mộ vẽ đi vẽ lại nhiều lần nhưng không hài lòng thậm chí có lúc muốn từ bỏ đặc biệt là khi nghe lâm khước nói sau khi vẽ xong sẽ treo lên để dễ dàng nhìn thấy lý mộ không muốn thầy vẽ tranh thấy tác phẩm vĩ đại của mình cuối cùng lâm khước nói hắn cũng biết vẽ tranh có thể giúp nàng hơn nửa mùa đông thời gian vẽ tranh lâu hơn mùa hè Lý Mộ không còn sức nữa, cuối cùng đã hoàn thành một bức tranh tiêu hàng, giao cho Lâm Khước để treo lên tường. Hôm đó, Lý Mộ cho hạt mè hồ ăn cỏ khô, vừa cho ăn vừa cảm thán với Tiêm Vân Phi Tinh và hai bà ma ma rằng thật là may mắn, không ai bật cười sau khi thấy bức tranh tiêu hàng của nàng, trên đời vẫn còn nhiều người tốt bụng, hạt mè hồ còn nhỏ, chưa thể cưỡi được, phải đợi đến năm sau, nên lúc này Lý Mộ chỉ dưỡng nó, và dành thời gian để giao lưu tình cảm với nó là chủ yếu. Sau khi cho hạt mè hồ ăn no, Lý Mộ cưỡi ngựa chạy một vòng, đến khi Lâm Tê Ngô đến gọi nàng, nói rằng Cố Trì tìm nàng, Lý Mộ quay lại nhìn, thấy Cố Trì đang đứng bên trại ngựa, nàng cùng Lâm Tê Ngô cưỡi ngựa đến, Lâm Tê Ngô giơ tay vẫy, "Nhị ca, ta đã gọi Tẩu Tẩu đến rồi." Cố Trì cảm ơn Lâm Tê Ngô. Lâm Tê Ngô xuống ngựa, nói, "Có gì đâu mà cảm ơn." Sau đó, nàng tò mò nhìn Cố Trì, muốn biết hắn tìm Lý Mộ làm gì. Cố Trì vẫn chưa mở miệng mà chỉ lặng lẽ nhìn lâm tê ngô lâm tê ngô nhanh chóng hiểu ý hắn ta đi ta đi ngay đây nói rồi nàng giận dữ rời đi lý mộ kinh ngạc không phải ngươi đi đâu vậy lý mộ trơ mắt nhìn lâm tê ngô đi xa trong trại ngựa chỉ còn lại nàng và cố trì lý mộ bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu căng thẳng may mắn thay cố trì không phải là người thích nói nhiều hắn thẳng thắn nói rõ ý định của mình ta từ phía nam trở về mang theo ít đồ muốn nhờ tẩu tẩu giúp ta mang đến Minh Nguyệt Am, Lý Mộ, không diễn đúng kịch bản rồi. Lý Mộ gật đầu, im lặng một lúc, cố trì lại hỏi, tẩu tẩu có từng làm Quỳnh thật thực sự nổi giận chưa? Quỳnh thật, tên tự là Lý Chỉ, Lý Mộ mặt không biểu cảm mà lắc đầu, ta chưa từng thấy nàng nổi giận, cố trì nghe vậy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc gì, không ai có thể nhìn thấy hắn đang lo lắng đến mức nào, cố trì, không quấy rầy tẩu tẩu nữa. Ta sẽ sớm cho người mang đồ đến, hắn cũng không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói vài câu rồi muốn rời đi. Lý mộ đau đáo mà cảm thán hai anh em này sao lại khác nhau đến vậy, Lâm Khước lúc nào cũng phải lãi nhãi vài câu, có lẽ sức mạnh lãi nhãi đều bị hắn đoạt hết từ đệ đệ. Nghĩ vậy, Lý mộ hít sâu, tự động viên mình, và mở miệng gọi lại cố trì. Cố trì quay lại, Lý mộ cố gắng cho ra một lời khuyên không giống như người sợ xã giao, ngươi hãy nói nhiều hơn, nói lời thật lòng, đừng chỉ làm, hãy mở miệng nói, tình cảm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, thật đấy. Ta lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình trước khi gặp tai nạn xe cộ để đảm bảo với ngươi, ngươi tin ta đi, đa tạ tẩu tẩu chỉ điểm, ta nhớ kỹ. Cố trì nói vậy, nhưng liệu hắn có thực sự để tâm không, Lý Mộ cũng không biết, nàng cũng không dám hỏi thêm, vừa mới nói nhiều đã dùng hết can đảm của Lý Mộ trong tháng này, nàng cưỡi ngựa chạy điên cùng vài vòng, để gió lạnh tác vào mặt, mãi mới có thể bình tĩnh lại không tự trách bản thân vì đã khuyên nhủ cố trì. Chẳng bao lâu, những vật phẩm mà cố trì nhờ nàng chuyển đã được đưa tới vương phủ, tất cả được gói ghém trong vài chiếc hộp gỗ. Lý mộ không mở ra xem, mà giao cho triệu ma ma chuẩn bị áo bông, đệm chăn và than củi cho mùa đông, ngày hôm sau mang hết lên xe ngựa, cùng với những người hầu của Lâm Khước đi tới Minh Nguyệt Am. Minh Nguyệt Am nằm ở nơi hẻo lánh, trên đường đi nàng còn ngang qua thật phong uyển mà nàng từng thấy trên bản đồ kinh thành. Lâm Khước từng kể với Lý Mộ rằng thật phong viễn thuộc về trang viên của Đại Lý Tự Khanh. Cáp xá cũng từng nói rằng có một đứa con bất hiếu trong gia đình này, đã gây ra cái chết cho Đại Lý Tự Khanh vì tranh chấp về Bắc Phỉ Bài. Mẫu thân của Đại Lý Tự Khanh là Thấm Dương Quận Chúa, khi còn nhỏ thường ra vào cung đình, gia cảnh rất giàu có, nên việc họ sở hữu một vườn cây ăn quả trong kinh thành cũng không có gì lạ. Sau khi dành chút thời gian, Lý Mộ tới Minh Nguyệt Am, và mọi giao tiếp với các sư thái trong am đều được triệu ma ma thay nàng xử lý, nàng chỉ làm hai việc, gặp lý chỉ và trao cho nàng những vật phẩm đã mang đến, về phần nào là do nàng chuẩn bị, phần nào là do cố trì chuẩn bị, lý mộ không nói ra, sợ rằng tiêm vân và những người khác sẽ nghe thấy, cuộc sống trong minh nguyệt am rất kham khổ, lý chỉ, vì gia đình phạm tội, nên các nghi cô trong am không dám nuôi tới với nàng, sư thái chỉ cho nàng ở một gian nhà nhỏ, chỗ ở không được tốt, mái nhà vẫn còn dột, sau đó cố trì lặng lẽ giúp nàng tu sửa. Hiện giờ, nhờ có lý gia gửi tiền, và vì lý chỉ chưa cạo đầu, nàng có thể ở một mình trong một căn phòng đơn. Phòng ở đã được tu sửa, nhưng vẫn không thể so với nhà riêng, bàn ghế, khung giường và tủ quần áo đều rất cũ kỹ, đặc biệt là khung giường, chỉ cần đụng nhẹ cũng phát ra tiếng kẻo kẹt. Khi tiêm vân vô tình chạm vào, nàng hoảng sợ, tưởng rằng mình đã làm hỏng giường. Lý chỉ đã quen với điều này, còn an ủi tiêm vân, nói rằng khung giường này dù kêu to, nhưng thực tế rất chắc chắn, không cần phải lo lắng. Sau đó, Lý chỉ khuyên Lý mộ về sau không cần tới thăm nàng nữa, đường xa cách trở, lại đến thăm một tỷ tỷ không ra gì như nàng, chỉ tổ liên lụy đến danh tiếng, Lý mộ không nói gì, cũng không đồng ý. Sau đó, Lý chỉ hỏi Lý mộ gần đây thế nào, Lý mộ chỉ đáp, hảo, Lý chỉ an lòng mà cười, hảo là tốt, các ngươi đều sống tốt, tỷ tỷ liền an tâm rồi. Lý chỉ không để Lý mộ ở lại lâu, còn đặc biệt tiễn nàng. Khi Lý mộ lên xe ngựa để trở về, nàng nhìn thấy Lý chỉ mặt tăng bào, chắp tay trước ngực hướng nàng, mái tóc đen chưa được cạo bỏ giấu dưới chiếc mũ tăng. Chỉ còn hai năm nữa, tất cả sẽ bị cạo bỏ, nàng sẽ chính thức thụ giới xuất gia. Sau khi Lý mộ rời đi, Lý chỉ phát hiện ra mấy chiếc hộp gỗ, mở ra liền biết ngay là ai gửi, lập tức nét cười biến mất, trên mặt hiện lên sự giận dữ. Căm hận người nọ sao lại có thể khiến muội muội của nàng phải mang đồ đến, nếu ngày nào đó bị phát hiện, ảnh hưởng tới Tiểu Ngủ thì biết làm sao. Lý Mộ không biết rằng hành động giúp Cố Trì đưa đồ lại làm tăng thêm sự tức giận của Lý Chỉ đối với Cố Trì. Khi về đến nhà, Lâm Khước mới kể cho nàng nguyên nhân khiến Cố Trì làm Lý Chỉ nổi giận, thì ra, Cố Trì trong chuyến đi Nam Hạ làm việc đã mang theo rất nhiều thảo dược phía Nam về cho Lý Chỉ. Những chiếc hộp gỗ mà Lý Mộ giúp mang đến Minh Nguyệt Am đều chứa thảo dược này, vốn dĩ chuyện này không có gì, nhưng Cố Trì vì muốn nhanh chóng gặp Lý Chỉ mà gấp gáp trở về, không may gặp tai nạn, khiến phần thân trái bị trầy xước, và Lý Chỉ đã phát hiện ra điều này. Lý Chỉ nổi giận vì Cố Trì không biết quý trọng bản thân, sau khi thay thuốc cho hắn liền đuổi hắn đi, thậm chí không chịu nhận đồ, xứng đáng. Lâm Cước không ngần ngại đánh giá, phản phất như chuyện năm xưa khi có kẻ cũng không biết quý trọng thân thể thậm chí khi vào bếp cũng phải thuận tay cầm một lọ dầu để xào rau mà chẳng khác gì hắn lý mộ dùng tay vỗ nhẹ lên mặt hắn nói thẳng hai huynh đệ nhà ngươi tám lạng nửa cân ai cũng không thể nói ai trên bản vẽ tiêu hàng có vài cánh hoa bị tô đỏ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hơn nữa càng nhìn nhiều lý mộ càng tự tin cảm thấy bức tranh tiêu hàng mà nàng vẽ cũng không tồi thật là đáng yêu với tâm trạng phấn chấn như vậy lý mộ chào đón tháng chạp Sinh nhật của Lâm Khước cũng rơi vào tháng này. Vào ngày sinh nhật của hắn, nàng đã tự tay làm một bông hoa sen bằng kim móc, hai đóa nở rộ, một nụ hoa, một đóa hơi hé mở và hai chiếc lá sen. Dù Lâm Khước đã từng thấy nhiều điều trong cuộc sống, nhưng cũng không khỏi tán thưởng sự khéo léo của nàng. Lâm Khước gọi người mang một bình hoa lưu ly từ kho tới để cắm hoa và đặt ở vị trí dễ nhìn nhất trong phòng. Nói mới nhớ, Lâm Khước nghĩ tới điều gì đó, món quà đầu tiên ta tặng nàng cũng là hoa sen. Lâm Khước nói đến một nửa thì sửa lại lời, vì món quà đầu tiên hắn tặng nàng thực ra là một sọt khoai tây, món quà sinh nhật đầu tiên mới là hoa sen, và đó là một đóa liên hoa tịnh đế, khi đó họ còn chưa thành thân. Lý mộ gật đầu, vì vậy nàng mới nghĩ đến việc tặng Lâm Khước một bông hoa sen bằng kim móc, hơn nửa sinh nhật của Lâm Khước rơi vào mùa đông, một đóa hoa sen mùa đông nghe thật đặc biệt. Lâm Khước nhìn ra sự đắc ý của Lý Mộ, trong lòng như có lông chim nhẹ nhàng lướt qua, khó nhịn bèn tiến lại gần trao cho nàng một nụ hôn dài mùa đông này nhờ sự cho phép của vô độ lâm khước cuối cùng có thể chọn một ngày tuyết rơi kéo lý mộ cùng đi ra đình giữa hồ thưởng tuyết lý mộ mặc áo ấm ngồi bên cạnh hắn bên cạnh bàn đặt hai cái lò nhỏ một cái nấu rượu một cái pha trà quang cảnh xung quanh đình khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa khác hoàn toàn với cảnh xuân hạ thu trong không khí lạnh giá mọi âm thanh đều tĩnh lặng chỉ thỉnh thoảng có tiếng nước trà sôi sùng sục, Lý Mộ lặng lẽ cảm nhận bầu không khí này, uống chút trụ ấm, bỗng nhiên hiểu ra vì sao trong sách Yến Vương rõ ràng thân thể không tốt mà vẫn thích ngắm tuyết, bởi vì hoàn cảnh như vậy thật sự khiến người ta thả lỏng, không chỉ là một trải nghiệm thị giác mà còn là một sự thư giãn tâm hồn. Chỉ là ngồi lâu rồi cũng thấy lạnh, Lý Mộ dựa sát vào người Lâm Khước, Lâm Khước ôm nàng, hỏi: "Chúng ta về thôi." Lý Mộ không có ý kiến, nhưng vì Lâm Khước thích ngắm tuyết, Nàng không muốn làm hắn mất hứng, chúng ta không ngồi thêm một lát sao, về thôi." Lâm Khước nói, ban đầu ta thích ngắm tuyết, vì nghĩ rằng ngắm tuyết có thể tĩnh tâm, thanh lọc tạp niệm, nhưng bây giờ, hắn cười, hơi thở phả ra trong không khí lạnh giá hóa thành làn hơi trắng. Bây giờ ta cảm thấy, cùng nàng ngủ nướng vào buổi sáng trời lạnh còn thoải mái hơn. Lý Mộ thực cảm động, nhưng cũng sửa lại một chút, ta không ngủ nướng, là ngươi không chịu dậy, còn nhất định bắt ta bồi ngươi không duyên cớ mà làm chậm trễ việc luyện chữ đọc sách và rèn luyện thân thể của ta thực là tội ác tày trời lâm khước kẻ tội ác tày trời cảm thấy mình nên chứng thực điều này hắn mang lý mộ về phòng hai người trước khi đến trưa lại ngủ thêm một giấc mùa đông đêm dài ngày ngắn thời gian trôi qua rất nhanh gần đến trừ tịch trong phủ trưởng công chúa trên dưới đều bận rộn cũng như trung thu lâm khước và mọi người sẽ đến phủ trưởng công chúa đón giao thừa sau đó trực tiếp ở lại một đêm ngày hôm sau mới về vương phủ vì vậy vương phủ bên này chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cho ngày tết còn những việc khác đều được giao cho những người từ phủ trưởng công chúa sang giúp đỡ vô độ cùng vợ con cũng được mời đến phủ trưởng công chúa đón trừ tịch mọi người cùng đón giao thừa ngắm pháo hoa mãi đến quá nửa đêm mới đi ngủ trong viện đã được dọn dẹp từ sớm đến canh năm thì bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức trong cung có đại triều hội lâm khước cùng trưởng công chúa đều phải vào cung lâm khước nhìn thấy lý mộ vẫn còn buồn ngủ uống hết bát rượu ớt ăn hai miếng sủi cảo liền đưa nàng về vương phủ đến căn nhà được dọn dẹp từ vài ngày trước tuy thường ngày ít được sử dụng nhưng nhờ ở xa phố nên không nghe tiếng pháo để lý mộ có thể ngủ ngon lý mộ tỉnh dậy đã là giữa trưa vô độ mang vợ con đi chúc tết những người quen cũ ở trại sa lĩnh chư minh trưởng công chúa cùng lâm khước và cố trì đều còn ở trong cung chưa về lý mộ liền cùng lâm tê ngô và lâm yến an ăn trưa ngày mồng hai tết Lâm Khước đưa Lý Mộ về nhà mẹ để chúc Tết, lão thái thái vẫn như xưa, thích giữ Lý Mộ ngồi bên cạnh mình, phản phất như Lý Mộ vẫn là cô nương chưa xuất giá, cần nàng bảo vệ. Lý Mộ nghe bọn họ trò chuyện, nghe một vài điều mà cáp xá đã sớm nói với nàng, không khỏi cảm thán cáp xá thật sự lợi hại, chuyện gì cũng có thể biết trước người khác một bước. Bận rộn ngày Tết đối với Lý Mộ cũng không quá áp lực, nàng không tiếp khách, trừ lần về nhà mẹ đẻ, còn lại đều ở trong nhà, thời gian trôi qua khá nhẹ nhàng đến lễ thượng nguyên chiêu minh trưởng công chúa dẫn theo lâm tê ngô lâm khước mang theo lâm yến an giờ đã là yến vương thế tử bốn người vào cung dự tiệc cố trì có lẽ lại đi minh nguyệt am trong nhà chỉ còn lại một mình lý mộ mặc dù lý mộ thực sự thích không phải xã giao nhưng lâm khước vẫn lo lắng nàng sẽ cô đơn sớm đã để lại lâm yến an trong cung tự mình trở về trên đường về hắn đi qua voi trắng trai mua một phần kim lũ tô và đường sữa bánh trôi tiện đường ghé qua cửa hàng trang sức nổi tiếng trong kinh thành là Phù Thụy Ký, lấy chiếc chỉ cơ mới đặt cho Lý Mộ. Khi về tới Yến Vương Phủ, Lý Mộ vừa tắm xong, để tóc xỏa ngồi trên giường không biết làm gì. Nghe thấy động tĩnh của Lâm Khước trở về, nàng vội giấu kim móc và bán thành phẩm chưa hoàn thành đi, làm chuyện xấu gì đó. Lâm Khước chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự chột dạ của Lý Mộ. Lý Mộ, ta có làm chuyện xấu đâu, rồi chuyển đề tài, ngươi mang cái gì về? Lâm Khước lấy từ hộp đồ ăn ra, Lý Mộ vừa ăn bữa khuya, Lâm Khước vừa ngửi thấy mùi hương khó chịu từ bữa tiệc trong cung, đi tắm rửa thay đồ. Tắm xong thay đồ ra ngoài, Lâm Khước ăn luôn hai viên bánh trôi còn dư trong bát của Lý Mộ, rồi lấy chiếc chỉ cơ mới ra, để Lý Mộ đeo thử xem có hợp không. Chỉ cơ mới là kim nạm ngọc, chạm khắc hoa văn cuốn mây. Lý Mộ đeo chỉ cơ, vừa khiếp, nhìn vào hộp rồi hỏi, còn một chiếc nữa? Lâm Khước nói rằng chiếc còn lại được làm từ vật liệu thừa cũng là kim nạm ngọc với hoa văn cuốn mây, nhưng nhỏ hơn một chút, thích hợp để đeo ngón áp út của hắn. Ngón áp út ư? Lý Mộ chớp chớp mắt, cầm chiếc nhẫn của Lâm Khước, chờ chén đổ được dọn dẹp, cả hai rửa mặt súc miệng, chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng mới lấy ra chiếc nhẫn của Lâm Khước, với thái độ trịnh trọng mà Lâm Khước không thể hiểu, nàng đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn. Đeo xong, nàng vui vẻ hôn Lâm Khước, không nhận ra hắn đang lặng lẽ nhìn nàng, lông mày nhíu lại, lý mộ vốn chỉ định bắt chước một chút phong cách hôn lễ hiện đại đeo nhẫn xong thì vợ chồng hôn môi định sau đó sẽ tách ra nhưng lâm khước giữ nàng lại lý mộ nghi hoặc vì ánh sáng không đủ nàng không rõ biểu cảm của lâm khước còn lâm khước thì sau một khoảng dừng ngắn tiếp tục hôn nàng lần này chậm rãi tăng thêm độ sâu khiến nàng mê mẩn khó khăn lắm mới tách ra lâm khước lại cúi đầu chạm nhẹ vào đuôi mắt đỏ hoe của nàng thấy nàng vẫn đang điều chỉnh hơi thở tay chân có chút mềm nhũng hắn liền ôm nàng vào lòng, ngực của lâm khước, cách qua lớp áo ngủ mỏng manh, dán chặt vào lưng lý mộ, hơi thở của hắn phả vào tai nàng, khiến nàng có ảo giác như tai mình đang bị ngậm và liếm mút, lý mộ tức khắc cảm thấy tay chân càng mềm hơn, nàng thở dốc, quay lại chạm vào mặt lâm khước, muốn hắn rời môi khỏi tai nàng một chút, để nàng có thể hoãn lại, nhưng lại bị lâm khước quay đầu cắn nhẹ vào ngón tay, lưỡi mềm mại lướt qua lòng bàn tay. Để lại một cảm giác ướt ác, kiều diễm vô cùng lý mộ thu tay lại thực sự không thể chịu nổi sự trêu chọc lặp đi lặp lại này liền giận dỗi vỗ mạnh lên đùi lâm khước cuối cùng cũng cắt đứt nhịp điệu của hắn lâm khước ghé vào tai lý mộ hỏi nàng không thích sao lý mộ thở dốc ít nhất cũng nên nói một tiếng đừng nhanh như vậy làm ta giật mình suýt nữa thì tưởng sẽ bị hắn ăn hết lâm khước cúi đầu nàng vừa rồi bộ dáng đó mới thật sự làm ta sợ hãi sợ rằng không thể kiềm chế mà thực sự muốn nuốt nàng vào bụng lý mộ a à, nàng có bộ dáng gì nàng chỉ là đeo nhẫn cho lâm khước tự mình vui mừng một chút có thể có bộ dáng gì đáng sợ khiến lâm khước bị kích thích như vậy lý mộ hoàn toàn không nhận ra hành động mà chỉ có nàng hiểu được đã khiến lâm khước đau lòng đến nhường nào lâm khước cũng bình tĩnh lại hắn biết có những điều lý mộ sẽ không nói với hắn hắn đã hứa không hỏi nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy gì hắn cũng sẽ lo lắng cũng sẽ muốn dùng mọi biện pháp để xác nhận rằng lý mộ vẫn ở bên hắn lâm khước xuống giường rót một chén nước cho lý mộ tiện thể tự mình cũng bình tĩnh lại lý mộ uống nước xong giọng nói dịu lại rồi nghe lâm khước nhận lỗi có chút ngượng ngùng cũng không cần nghiêm túc đến vậy nàng không ghét việc thân mật với lâm khước ngẫm lại tiết tấu vừa rồi vẫn khá kích thích lâm khước thấy nàng như vậy yên tâm không ít cũng có chút hối hận vì vừa rồi quá xúc động nên hắn chỉ ngồi ở mép giường không giống lúc nãy tiến lại gần lý mộ vẫn là lý mộ nghi hoặc hỏi hắn vì sao không lên giường hắn mới làm theo phát hiện lý mộ vừa nhường vừa đẩy biết điều mà quay lại ngồi sau nàng ông lấy lý mộ như lúc trước lý mộ căng thẳng lên may mắn ý nghĩ vẫn rõ ràng thậm chí còn hỏi hắn một câu vô độ nói sao cả hai đều biết nàng đang hỏi gì lâm khước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì sao mỗi lần tâm trạng hắn không tốt lý mộ luôn có cách làm hắn vui lên cuối năm ta đã hỏi qua chỉ cần không quá độ là được lâm khước trả lời lý mộ có chút chờ mong nàng sẽ làm gì tiếp theo lý mộ không nhận ra sự chờ mong của lâm khước nàng nghiêm trang gật đầu không biết còn có thể nói gì sau một khoảng lặng ngắn nàng nghiêng đầu chạm nhẹ vào môi lâm khước như muốn ám chỉ nói với hắn rằng có thể tiếp tục việc vừa rồi chưa hoàn thành lâm khước khó ngăn nụ cười lần này hắn chậm rãi từ tốn mà hôn nàng đôi tay bắt đầu gia tăng lực đạo sau một hồi lâu lâm khước buông nàng ra giọng khàn khàn hỏi vẫn sợ sao thân thể nàng vẫn đang run rẩy lý mộ cũng nghi ngờ rằng mình có thể đã thở quá mức nàng giải thích ta không sợ ta chỉ là khẩn trương rồi lẩm bẩm ta không phải là người từng trải khẩn trương một chút thì sao lâm khước bật cười nghĩ ngợi một chút quyết định chậm lại cho nàng chút thời gian thích ứng cũng là cho bản thân cơ hội học hỏi thêm tránh lỗ mãn mà làm tổn thương nàng. Không khí trong màn giường càng thêm nóng lên, đôi bàn tay thon dài từng cầm bút viết tấu chương, kéo cung, giờ đây nhẹ nhàng ấn áp, mơn trớn trên làn da mềm mại của nàng. Lý mộ nghi ngờ rằng Lâm Khước cố ý ra tấn mình, cho đến khi hắn dò hỏi với giọng đầy hiếu học, có phải ở đây không, Lý mộ mới nhận ra hắn đang tìm. Lâm Khước thản nhiên không giấu giếm, mỉm cười hôn lên tai nàng, bổn vương cũng không có kinh nghiệm, khiến vương phi chê cười rồi, Lý mộ vô cùng khẩn trương nàng nghĩ rằng, mình vốn là người trưởng thành trong thời đại thông tin Internet, đã trải qua không ít cấm kỵ, nào là trang web hỗn loạn, nào là những thứ lộn xộn, dù không ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy qua. Đặc biệt khi Lâm Khước thừa nhận bản thân không hề có kinh nghiệm thực chiến, nàng chỉ cảm thấy vừa buồn cười, vừa thỏa mãn, lại tự tin rằng mình, dù có là cổ nhân Lâm Khước, thì ít nhất cũng không đến mức bại trận trên phương diện này. Nàng tin rằng bản thân mình có đủ định lực nhưng nàng đã xem nhẹ sự tác động tâm lý từ những tiếp xúc thân mật. Dù là phải lộ thân thể trước người mình thích, hay bị bàn tay ấm áp xoa bóp từng tất da thịt, đều khiến nàng cảm thấy vô cùng lúng túng và kinh hoảng. May mắn thay, người mà nàng nguyện ý cùng chia sẻ mưa móc trên núi Vu Sơn không phải ai khác, mà chính là Lâm Khước. Hắn với ý đồ xấu khiến Lý Mộ nhìn thấy tay hắn đầy chất lỏng ướt át, nàng phải lúng túng lấy quần áo lau cho hắn, trong khi bên tai lại nghe hắn không ngừng khen ngợi nàng. Khiến tâm trạng muốn bỏ chạy của nàng dần bị chinh phục, thay vào đó là sự khoái động mạnh mẽ. Lúc đầu, Lý Mộ luôn cảm thấy mình so với Lâm Khước thì quá thất thố, càng để ý đến biểu hiện của mình, nàng càng khó giữ được bình tĩnh, thậm chí khóe mắt nàng cũng có chút ướt ác vì cảm thấy bản thân không đủ điềm tĩnh. Nhưng đến nửa sau, nàng phát hiện ra Lâm Khước cũng không hơn gì mình, dưới vẻ ngoài ôn nhu, hắn lại ẩn chứa sự bá đạo và cường thế, đặc biệt khi tình cảm đã sâu nặng, điều này dần dần bại lộ hắn vẫn dùng lời ngọt ngào để lừa dối, khiến Lý Mộ tức giận để lại không ít vết cào và cắn trên người hắn. Sau đó, khi Lý Mộ nắm chặt tay Lâm Khước, nàng quên tháo nhẫn, chiếc nhẫn trên nón áp út của Lâm Khước va chạm với chiếc nhẫn của nàng, tạo nên cảm giác khó tả. Theo lời dặn của thầy thuốc, hai người họ chỉ cuốn quýt nhau hai lần, nhưng đã tiêu tốn hơn phân nửa thời gian đêm. Lý Mộ ôm chăng, vừa uống nước Lâm Khước đưa cho, hơi thở gấp gáp mang theo chút ấm áp, Mái tóc rối bù thấm mồ hôi dính vào khuôn mặt và lưng nàng. Lâm Khước mặc một chiếc quần, uống xong nước rồi đi mở cửa sổ để thông gió, trên cánh tay và lưng mang đầy vết cào, ngực và xương quai xanh còn in mấy dấu răng nhợt nhạt. Trên người Lý Mộ cũng có không ít dấu vết, vì làn da nàng mềm mại, dấu vết để lại còn nhiều hơn cả Lâm Khước. Lý Mộ nhận ra một điều, về chuyện giường chiếu, cổ nhân dường như cảm thấy xấu hổ ở một mức độ nào đó còn ít hơn người hiện đại, ít nhất lý mộ tính toán sẽ nhịn một chút ngủ một giấc rồi mới tắm rửa còn lâm khước thì hoàn toàn không có băn khoăn về điều này hắn trực tiếp gọi người đun nước ấm thậm chí nước ấm đã được chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài không cần họ phải chờ lâu sau khi tắm xong đệm giường bẩn thỉu cũng được thay đổi lý mộ không dám suy nghĩ lung tung lăn mình vào gối nhắm mắt lại để sự mệt mỏi cuốn lấy chìm vào giấc ngủ nặng nề ngày hôm sau lý mộ thức dậy muộn hơn thường ngày lưng đau chân mỏi Vừa ngồi dậy đã bị Lâm Khước kéo đổ trở lại giường, Lâm Khước trở nên dính lấy Lý Mộ hơn bình thường, ôm nàng vào lòng và yêu cầu nàng ngủ thêm một lát nữa. Lý Mộ cũng ôm lại, nằm đến tận trưa mới dậy. Khi Vô Độ đến, Lý Mộ tìm cớ tránh né, liền trốn sau kệ bát cổ trong nhà, ngồi xổm dưới sàn, kệ bát cổ che chắn thân hình của nàng. Sự thật chứng minh, việc nàng trốn tránh là đúng. Vô Độ chỉ cần bắt mạch là nhìn ra manh mối, sợ bị ném văng ra lời nói cũng trở nên mập mờ hơn, đại khái chỉ là chú ý đừng quá mức mà thôi. Lâm Khước vẫn thản nhiên, Lý Mộ suýt nửa cào tủ. Sau khi vô độ rời đi, Lâm Khước đến sau kệ bát cổ, kéo chân Lý Mộ lên, cười mà nhéo nhéo tai nàng đỏ bừng, hỏi nàng, buổi tối còn đi ỷ tiên lâu không? Trước đó, họ đã bàn bạc, sẽ bao trọn ỷ tiên lâu vào đêm 16 tháng Giêng, không mang theo tê ngô yến an, chỉ có hai vợ chồng họ, để ngắm hoa đăng. Lý Mộ sợ người đông, nhưng thực sự muốn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của Tết Thượng Nguyên, nghĩ rằng đứng trên lầu nhìn sẽ dễ chịu hơn là chen chúc trong đám đông, nên nàng rất mong chờ, đương nhiên sẽ không vì mệt mỏi mà thay đổi ý định, sợ buổi tối người đông, xe ngựa khó đi, hai người đã sớm lên xe ngựa đến ỷ Tiên Lâu từ lúc chạm vạn, kín đáo vào từ cửa sau, bước lên tầng cao nhất của ỷ Tiên Lâu, thị vệ. Mama và nha hoàng đi cùng cũng đã chuẩn bị vài bàn không có rượu món ngon, ngồi ăn dưới lầu. Ở tầng cao nhất này chỉ còn lại vài người chờ ở thang lầu và trong phòng đối diện, Lý Mộ nghe nói họ đều đã lập thời gian, có thể thay phiên nhau xuống, cũng có thể đi dạo trên đường. Sách trời càng lúc càng tối, Lý Mộ lúc đầu không dám tiến đến bên cửa sổ, nàng không ngờ rằng trước khi họ đến, chỉ tiên lâu đã được thắp đèn rực rỡ, trang trí bằng những chiếc hoa đăng lộng lẫy, ai đi qua cũng sẽ ngẩng đầu nhìn, đặc biệt là tử lâu đối diện, tầng hai không có tường, chỉ có rào trắng và mái nhà mấy bàn người ngồi ở đó, phàm là có náo nhiệt đi ngang qua, rào trắng bên đó nhất định tụ đầy người, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy bọn họ ở bên này. Chỉ nghĩ đến thôi, Lý Mộ đã cảm thấy da đầu tê dại, nếu không, tắt đèn đi. Lý Mộ nói, Lâm Khước nghe lời nàng mà tắt đèn, cuối cùng Lý Mộ cũng dám nhờ bóng đêm che chở, bò đến bên cửa sổ ngắm nhìn, khi đèn vừa tắt, thị vệ bên ngoài còn đến hỏi han. Nghe Lâm Khước nói không có việc gì, họ cũng theo lệnh mà tắt bớt đèn ở vài gian phòng khác trên tầng này và ở tầng dưới, sau đó tiếp tục đứng gác bên ngoài. Tết Thượng Nguyên bắt đầu giải trừ cấm đi lại ban đêm từ ngày 13 tháng Giêng, đến ngày 17 sẽ khôi phục cấm đi lại, hôm nay là ngày 16, nhưng sự náo nhiệt không thua kém mấy ngày trước. Trên đường, người đi lại nườm nượp, đội múa lân, khu chiên gõ trống, hai bên đường phố không chỉ có các cửa hàng náo nhiệt mà còn treo đầy các loại hoa đăng tinh xảo. Thỉnh thoảng còn thấy vài đứa trẻ vội vã chạy tới, cũng có những người bán hàng trong đẩy xe đầy hoa đăng rao hàng, xa hơn một chút còn có thể trông thấy ngọn núi giả trang trí đèn màu, xung quanh tụ đầy người xem đèn vui chơi. Ngoài đèn, còn có rất nhiều món ăn hấp dẫn, gọi người xuống mua, chỉ trong chốc lát, trong tay Lý Mộ đã có một túi hạt dẻ nóng hổi, trong tay còn cầm thêm một que kẹo hồ lô, nàng cũng đưa cho Lâm Khước một chiếc mặt nạ giữ tận để đeo, có lẽ là do đã uống chút rượu hoặc cũng có thể là không khí quá vui tươi khiến cho mọi người xung quanh đều trở nên phấn khởi lý mộ nhìn lâm khước đeo mặt nạ cười khúc khích không ngừng lâm khước ôm nàng vào lòng gỡ mặt nạ xuống cắn một miếng kẹo hồ lô trên tay nàng đường vụng dính vào cầm lâm khước lý mộ đưa tay lau đi trong lúc không suy nghĩ liền đưa vào miệng mình ăn xong mới nhận ra rồi lại nhớ tới bọn họ vẫn đang ở bên cửa sổ nàng vội vàng rời khỏi lòng lâm khước lần này đến lượt lâm khước cười hắn cố ý hỏi nàng, ngọt không? Lý mộ nghiêm trang đáp, đường đương nhiên là ngọt. Hai người lại ngắm nhìn một lúc rồi mới trở về, vẫn là đi từ cửa sau, khi lên xe ngựa, lâm khước đỡ nàng một chút, nàng mới nhận ra chiếc nhẫn chỉ cơ trên tay vừa mới chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của lâm khước, khiến nàng nhớ tới những hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Lý mộ theo bản năng nhìn lâm khước, đối diện với ánh mắt của hắn, không cần nói cũng biết rằng lâm khước đang nghĩ tới điều gì. Sự ăn ý này thực sự không cần thiết, Lý mộ nghĩ thầm, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, bản thân có chút, không thể quên được cảm giác ngọt ngào ấy, lâm khước cũng có chút nghiện. Hắn 13 tuổi theo quân, đầy nhiệt huyết chiến trường, 17 tuổi trúng độc dẫn đến tính tình thay đổi, tình dục trở nên nhạt nhẽo, nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra sự khó lòng kiềm chế khi đối mặt với Lý mộ, chính là người phụ nữ này, hắn vẫn nhớ rõ năm đó, khi độc phát. Lý mộ đã khóc trước mặt hắn, dù nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, như thể đã quen với việc khóc trong im lặng, quen với việc giấu hết tiếng nấc vào lòng. Vì vậy, khi phát hiện Lý Mộ cố gắng giữ im lặng ngay cả khi hơi thở của nàng trở nên gấp gáp vì không thể kiềm chế, hắn thật sự không thể kiềm chế được xúc động trong lòng, tìm cách để nàng bật ra tiếng. Khi về đến nhà, Lâm Khước với thói quen sạch sẽ của mình gần như viết rõ ý định lên mặt, kéo Lý Mộ đi tắm rửa, cuối cùng làm cho thau nước đổ ra hơn phân nữa cũng khiến lý mộ đã uống chút rượu phải thốt lên mắng chửi lâm khước càng nghe càng cảm thấy trong lòng thích thú khi người hầu vào dọn dẹp lý mộ liền úp mặt vào gối lâm khước ngồi bên giường kéo nhẹ chăn lý mộ liền giữ tay hắn lại lý mộ quay đầu liếc mắt cảnh cáo hắn không được phóng túng quá độ lời dặn của vô độ ngươi đã quên rồi sao lâm khước vô tội mà đưa ra lọ thuốc trong tay ta chỉ muốn kiểm tra xem có chỗ nào bị va đập hay không thau tắm không thể so với giường lâm khước mơ hồ nhớ lại hình như lý mộ đã va vào đầu gối lý mộ lúc này mới buông tay nhưng không để lâm khước kéo chăn ra tự nàng vén đầu gối lên quả nhiên bên đầu gối trái có một vết bầm tím lý mộ chỉ lộ đầu gối chăn che chắn chỗ chân công vẫn có thể thấy rõ dấu vết đêm qua lưu lại lý mộ chợt nhớ tới điều gì đó đưa tay sờ cổ mình lâm khước vừa bôi thuốc cho nàng vừa nói biết ngươi da mặt mỏng nên không để lại dấu vết trên cổ lý mộ nghiêm túc đáp không phải là chuyện da mặt mỏng hay không mà là vấn đề sinh mệnh nàng hiểu biết chút ít về khả năng gây tác động mạch từ dấu hôn trên cổ lâm khước qua xong tết thượng nguyên năm mới cũng xem như đã qua triều đình đã khai ấn ở yến vương phủ cùng trưởng công chúa phủ mọi người đều bắt đầu quay trở lại với công việc ai làm việc thì làm việc ai học thì học hôm nay lễ bộ nhận được tin tức từ bệ hạ rằng năm nay ngài muốn cử hành lễ thân cày cái gọi là thân cày lễ chính là hoàng đế sẽ chọn một ngày lành do khâm thiên giám chọn định vào tháng 2 hoặc tháng 3, rồi đến nông đàn thực hiện lễ thân cày, hiến tế trước nông để tuyên dương nông nghiệp là quốc sách, khuyến khích thiên hạ chăm lo đồng ruộng. Việc cử hành lễ thân cày có diễn ra hay không còn tùy thuộc vào ý nguyện của hoàng đế. Triều đình cũng không phải không có những bậc quân chủ tài đức nhưng vì tiết kiệm tiền bạc mà trong suốt thời gian trị vì chưa từng cử hành lễ này. Vì vậy, dù không tổ chức, cũng sẽ không bị các đại thần trách móc nặng nề hay gọi đó là hành vi của hôn quân. Hoàng đế thân cày tự nhiên không giống nông dân bình thường, đơn giản chỉ là tế bái trước, sau đó trong tiếng cổ nhạc, đẩy cày ba lần, với trâu thì được chọn kỹ lưỡng, dịu dàng, ngoan ngoãn, phía trước còn có lão nông khiên trâu, tuyệt đối không để hoàng đế phải hao tâm tốn sức. Duy nhất vấn đề là để đảm bảo không có sai lầm, hoàng đế cần phải tiến hành tập dược tại Tây Uyển, nhưng hoàng đế lại thấy việc tập dược này phiền toái, vì thế trừ hai năm đầu tiên khi mới đăng cơ về sau ngài không còn tổ chức lễ thân cày nữa lâm khước nhớ rất rõ ràng hoàng đế cố do tuân từng thận trọng hỏi hắn liệu có thể miễn lễ thân cày hay không khi hắn đáp rằng có thể cố do tuân liền rất cao hứng những thần tử bên dưới khuyên can cũng bị ngài mắng cho một trận chẳng chút ý thức rằng hành động của mình là đẩy trách nhiệm vốn thuộc về hoàng đế ra ngoài vậy tại sao bỗng dưng lại tỉnh ngộ lâm khước tò mò ra xét một chút Quả nhiên phát hiện có người ở phía sau dạy bảo hoàng đế, người đó chính là học trò của An Dĩnh, Bùi Tư Viễn, Lễ Bộ Tân nhiệm Thượng thư là người của Lâm Khước, cùng thuộc phe Yến Vương, không sợ hoàng đế ngu ngốc, chỉ sợ hoàng đế được giáo dục trở thành một quân chủ tốt, đưa tin tức về, cũng không thể đoán trước được liệu lễ thân cày này có thể gây ra ảnh hưởng gì đến cục diện hiện tại. Lâm Khước nhắm mắt dưỡng thần một lát, hồi lâu mới mở mắt ánh nhìn nhàn nhạt dừng lại ở quyển sách danh sách tham dự lễ thân cày mà thượng thư lễ bộ mang đến nói cứ theo lẽ thường mà tổ chức thôi dù có ai đứng sau mưu đồ hoàng đế vẫn là cố do tuân đại vị vẫn không thể thay đổi so với cố do tuân lâm khước càng để ý đến bùi tư viễn với tính cách của lâm khước người này nếu sau khi an dĩnh về hưu mà không được coi trọng thì cũng xem như xong nhưng cố tình bùi tư viễn lại đưa ra những chính sách mới có ảnh hưởng tích cực đến cục diện triều đình hiện giờ cải thiện dân sinh khiến trưởng công chúa chiêu minh càng thêm cảm thấy bùi tư viễn là một nhân tài không muốn lâm khước loại bỏ hắn lâm khước biết rõ trong lòng trưởng công chúa chiêu minh luôn lo lắng cho gia quốc nhưng nếu cứ để bùi tư viễn sống mà mang lòng kiên kỵ thì cũng chẳng khác gì tiên đế khi xưa đối với chiêu minh trưởng công chúa vì vậy lâm khước vẫn chưa ra tay hắn nghĩ có lẽ sẽ có cách toàn vẹn vừa giữ lại được bùi tư viễn lại khiến hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể phục vụ cho bọn họ Ban đêm, Lâm Khước như thường lệ cùng Lý Mộ trò chuyện, Lý Mộ vừa nghe vừa lén mang chiếc mũ tai mèo màu đen mà nàng đã chuẩn bị từ Tết Thượng Nguyên lên đầu Lâm Khước, thật đáng yêu, không ủng công nàng làm từ Tết Thượng Nguyên đến giờ, tâm trạng Lý Mộ rất tốt, hai tay nâng mặt Lâm Khước lên, nhìn trái nhìn phải, miệng cười nói, thế thì đơn giản thôi, khiến nương làm hoàng đế, bùi tư viễn không phải trung quân sao, chỉ cần hắn trung thành là được rồi, Lý Mộ nói xong, lại dương mắt nhìn Lâm Khước, thấy hắn ngơ ngác nhìn mình lý mộ chớp mắt sao vậy tai mèo này làm ngài không vừa lòng lâm khước không nói kéo nàng vào lòng nghiêng đầu suy nghĩ lẩm bẩm ta trước đây sao không nghĩ ra nhỉ lý mộ nghĩ thầm người ai cũng có giới hạn nhiều chuyện cũng bình thường huống hồ nơi này lịch sử đã thành một mạch trước đây chưa từng xuất hiện nữ đế nhất thời không nghĩ ra cũng là bình thường lý mộ chịu ảnh hưởng tư tưởng hiện đại nên không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng lâm khước lại như được mở ra một cánh cửa mới những băn khoăn lo lắng bấy lâu lập tức có phương pháp giải quyết dứt khoát hắn nhìn về phía lý mộ không biết có phải do ánh nến trong phòng quá sáng khiến đôi mắt lâm khước trở nên lấp lánh tựa như những vì sao rơi trên bầu trời đêm lý mộ nhìn ngây người bị kéo lên giường cũng không kịp phản ứng mãi đến khi lâm khước hôn nhẹ lên môi nàng nàng mới đẩy hắn ra tiết chế chút đi lâm khước cười nhưng vẫn không buông tay lại hôn lên lòng bàn tay lý mộ hỏi ngươi có biết tại sao ta lại có cái tên này không? Lý mộ lắc đầu, nàng nào biết được, lâm khước dựa vào tai nàng, chậm rãi nói, ta mới sinh ra, tiên đế đã ban cho tên này, lại, trở về, không chịu chi ý, nếu là công chúa và phò mã đặt tên, có thể nói là muốn cho con mình khiêm tốn, nhưng cố tình đây là tiên đế, nên ý nghĩa này thật sự rất sâu xa, lâm khước tiếp tục, đó vừa là ban thưởng, vừa là lời nhắc nhở, nhắc nhở mẫu thân ta rằng, phải luôn nhớ kỹ. Khi cần thiết phải giao ra binh quyền, đừng ỷ vào quân đội mà tự tôn. Lâm Khước vẫn giữ dáng vẻ bình thản, rõ ràng là đang nói về chính mình, nhưng nghe lại như đang kể chuyện của người khác, còn nhàn nhã gỡ từng món trang sức trên đầu Lý Mộ xuống. Sau đó mẫu thân ta quả thực đã giao binh quyền một lần, chính là khi trái lệnh mang gì hoài thục trở về, nàng bình định chiến loạn, về kinh giao lại binh quyền, mặc cho tiên đế xử trí. Mẫu thân ta từng nói rằng, chuyện này là sai lầm của nàng. Nhưng dù có làm lại lần nữa, nàng vẫn sẽ phạm sai lầm tương tự, sau đó khi Thái tử Tiên đế sủng ái nhất thân chinh bị bắt, dẫn đến chiến loạn biên cảnh, nhu cầu cấp bách cần có người lãnh binh, binh quyền mới trở lại tay nàng, nàng cho rằng việc này có ưu có khuyết, nhưng không ngờ Tiên đế vẫn còn bất mãn với nàng, thậm chí còn yêu cầu nàng đem ta, khi đó mới 13 tuổi, vào quân doanh, khi gỡ hết trang sức, Lâm Khước cẩn thận vuốt lại mái tóc đen của Lý Mộ, hiện giờ nghĩ lại, ta vẫn không thể hiểu được ý đồ của tiên đế, là ngài nghĩ rằng ta còn nhỏ, dễ chết trên chiến trường, khiến gia tộc ta tuyệt hậu. Hay là muốn mẫu thân ta mỗi khi gọi tên ta lại nhớ đến ý nghĩa của cái tên này, mà giao lại binh quyền khi cần thiết, nhưng khi nào mới là thời điểm cần thiết? Là sau khi đánh hạ phía Bắc? Hay là khi Trịnh Đức Tường không hài lòng với Lâm Gia, đầu tể tướng lên tiếng bị chuyện với tiên đế, hoặc là khi ta không chết trên chiến trường, mà trái lại năm 17 tuổi đã mang một ngàn quân lính giết xuyên năm bộ, tiêu diệt vương tộc thác tháp, lâm khước gỡ hết trang sức trên đầu lý mộ, buông xỏa mái tóc đen dài của nàng, rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Khi lý mộ nghi người ôm hắn, hắn cũng ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, vi hi, ngươi đã đúng, mẫu thân ta một lòng vì nước, bình định chiến loạn phía bắc, để lại đầy vết thương trên người, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến gia quốc đại nghĩa, tiên đế vốn đã nợ nàng, giờ trả lại thiên hạ cho nàng, có gì không đáng chứ. Ba tháng sau, sinh nhật Lý Vân Khê vừa qua, Lâm Tê Ngô lại cùng vô độ dẫn hai đứa nhỏ ra ngoại ô hái một đống hoa về. Lâm Tê Ngô vốn ngựa ngùng không muốn làm phiền Lý Mộ, nên không yêu cầu nàng làm nhiều vòng hoa như năm trước, thay vào đó kéo Lâm Yến An tới. Bốn đứa nhỏ cùng ngồi học làm vòng hoa với Lý Mộ, Lâm Tê Ngô làm không được đẹp lắm, nhìn thấy Lâm Yến An làm khá hơn, liền dành vòng hoa của Yến An, còn ném cái vòng hoa xấu của mình cho Yến An mỹ danh rằng là trao đổi. Khi bọn họ rời đi, vòng hoa mà Lý Mộ có trên tay không được mang theo, nàng liền đặt nó lên đầu Lâm Khước khi hắn trở về sau lễ thân cày. Lâm Khước vừa trở về vẫn còn mặc bộ miệng phục trợ tế, Lý Mộ tháo xuống miệng của hắn, đặt vòng hoa lên đầu hắn, sau đó im lặng, Lâm Khước nhướng mày hỏi, có ý gì? Trong xấu sao, Lý Mộ lắc đầu, từng chữ từng chữ nói, người so với hoa còn đẹp hơn, Lâm Khước nghe xong cười không ngớt, liền ôm lấy lý mộ bắt đầu động tay động chân quy nghiêm đoan chính của huân thường cuối cùng cũng tan biến khi ôm lấy lý mộ nàng cảm thấy làn da cọ vào vải áo miệng phục có chút khó chịu nhưng chẳng mấy chốc đã bị kéo vào nhịp điệu của lâm khước có lẽ thời tiết lạnh lẽo khiến con người dễ chìm vào tư niệm lý mộ nghĩ chờ khi thời tiết ấm lên mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhưng kết quả hoàn toàn không như vậy thân thể lâm khước đã được điều dưỡng khá tốt nên năm nay họ không đến hành cung để tránh nóng cố tình năm nay mùa hè lại nóng nhất dù năm trước họ không đi tránh nóng cũng không thấy nóng đến vậy nóng đến mức lý mộ tạm thời gác lại lo lắng về tiểu băng hà trong thời đại này nàng mặc lên một chiếc áo sa mỏng mùa hè không thường xuyên mặc bên trong không có áo lót chỉ một chiếc áo chủ eo loại trang phục mà nữ tử thời đại này thường mặc khi ở nhà vào mùa hè thậm chí có thể không mặc áo sa bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo hắc sa hãng quái miễn cưỡng cũng có thể vượt qua cái nóng mùa hè lý mộ tránh ánh mặt trời gay gắt nằm trên sập trong thư phòng ở phía tây bàn sập đã được đẩy sang một bên trên đó là công khóa của lý mộ và vài quyển sách tấu sớ cùng hai chiếc ly và một đĩa nhỏ sơn công khóa đã được giảng qua trên đó có dấu vết sửa chữa của lý mộ còn có ý nghĩ viết lại tấu sớ ép xuống nội dung đã được sắp xếp rõ ràng lâm khước không chỉ muốn lý mộ học hiểu biết về dân sinh mà còn bắt đầu dạy nàng cách viết tấu sớ đĩa nhỏ sơn thì đã bị hai người ăn hết chỉ còn lại khối băng hấp thụ không khí nóng bức đang từ từ tan chảy lâm khước nằm bên cạnh lý mộ dù trong thư phòng có đồ đựng đá yên tĩnh nằm cũng không thấy quá nóng nhưng lâm khước vẫn cứ muốn rút vào bên cạnh lý mộ từng chút từng chút một lấy được một tấc lại muốn tiến một thước lý mộ muốn đẩy hắn ra quán trách đừng cọ cọ ra lửa rồi lại ra một thân mồ hôi lâm khước nắm lấy tay nàng nói kia không phải vừa vặn còn có thể cùng đi tắm rửa một cái không rõ là do lời đề nghị tắm thau cám dỗ lý mộ, hay do cặp phu thê này thật sự không có tự chủ, khi khối băng trong đĩa tan hết, thậm chí không còn lạnh, cả hai người đã ướt đẫm mồ hôi, như vừa bước ra từ trong nước, tắm rửa một cái mới khôi phục cảm giác thoải mái thanh tân. Cuối cùng, vô độ với vẻ mặt rối rắm nói rằng hiện giờ việc này tuy không phải quá độ, nhưng cũng không phải không có ảnh hưởng, khuyên bọn họ phân phòng tiết chế, mới làm lâm khước học được cách kiềm chế. Lâm Khước tự đáy lòng cảm thấy, Tiết chế một chút không sao, nhưng bắt bọn họ phân phòng ngủ thì không thể. Vài ngày sau, trời rốt cuộc cũng đổ mưa, làm nhiệt độ không khí kinh thành giảm xuống. Cơn mưa vừa tạnh được vài ngày, hôm nay Cố Trì dầm mưa đến gặp Lâm Khước, bàn chút công vụ, cuối cùng gọi một tiếng, "Huynh trưởng." Lâm Khước cúi đầu uống một ngụm trà tâm sen, "Có chuyện thì nói." Cố Trì nói, "Ta muốn cưới nhị cô nương Lý gia, Lý Chỉ, ngày này rốt cuộc vẫn đến." Mặt Lâm Khước trầm xuống, Cố Trì thấy vậy nhớ đến lời lý chỉ thổ lộ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng đối sắc, lâm khước biến sắc mặt không phải vì lý do khác, mà là vì đang buồn rầu. Lý mộ trước đây đã hỏi lâm khước, nàng nên xưng hô cố trì thế nào, là chú em, hay là nhị tỷ phu, sau đó vì lý mộ ít khi gọi người, vấn đề này cũng không còn quan trọng, nhưng thực tế vẫn còn một vấn đề khác, lâm khước nói. Ta không muốn nhị cô nương Lý Gia gọi ta là huynh trưởng, cố trì trong lòng trầm xuống, đang định mở miệng biểu đạt quyết tâm phi lý chỉ không cưới của mình, lại nghe Lâm Khước nói tiếp, nàng sau này cứ gọi ta là muội phu đi, ngươi cứ gọi ta là huynh trưởng, các ngươi hai vợ chồng cứ gọi nhau thế, Cố Trì lộ vẻ ngạc nhiên, không phải không đồng ý sao? Sao lại nói các ngươi hai vợ chồng? Lâm Khước thấy Cố Trì có vẻ không hiểu, hắn đặt chén trà xuống, nói, thật ra Bảo Lý chỉ gọi ta là huynh trưởng, gọi Vi Hi là tẩu tẩu cũng được, chỉ sợ ngươi tẩu tẩu cảm thấy khó chịu thôi, sách thật là sầu chết đi được cố trì như thế nào việc cầu hôn người trong lòng lại khó như thế này khác xa so với tưởng tượng của hắn ngoài phòng mưa vẫn chưa dứt trong phòng cố trì ngồi lặng hồi lâu cuối cùng mới nắm bắt được ý tứ của lâm khước hỏi huynh trưởng không phản đối hôn sự này lâm khước cười nhạo ngươi cũng không làm gì khác ngoài việc chạy đến minh nguyệt am những điều nên làm và không nên làm đều đã làm hết đến nỗi ta phải gọi người thấy ngươi đánh yểm hộ nếu ngươi dám không cưới cô nương nhà người ta Nương sẽ dùng một đao mà làm thịt ngươi." Cố Trì tự biết bản thân đã làm điều không đúng, chưa cưới người trong lòng mà đã có da thịt chi thân, nên không dám biện minh, cũng không có mặt mũi đối diện huynh trưởng mà phân trần về cảm tình khó kìm lòng của thiếu niên. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được, huynh trưởng không phản đối hôn sự này, nghe ý tứ của huynh trưởng, dường như nương cũng dễ nói chuyện. Trước khi đến đây, Lý Chỉ đã cùng hắn tâm sự, ưng thuận hứa hẹn, nên cuối cùng chỉ còn lại Lý gia là cần thuyết phục cố trì tuy ít lời nhưng hành động luôn rất mạnh mẽ hắn liền chuẩn bị đi gặp mẫu thân để ngã bài thỉnh cầu mẹ đi đến lý gia cầu hôn cố trì ngoài mặt không hiện gì vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn nhưng trong lòng đã bay bổng đến trời xanh hận không thể ngay lập tức đón lý chỉ từ minh nguyệt am về tổ chức tam thư lục lễ kiệu tám người nâng vào cửa từ đó về sau họ sẽ là phu thê chính thức hắn có thể đường hoàng mà đối xử tốt với nàng phơi bày tình cảm của mình dưới ánh mặt trời trước khi rời đi Cố trì còn cố ý nói với Lâm Khước một câu, huynh trưởng, thật ra đệ rất ngượng khi gọi huynh là muội phu, còn nàng thì cũng quen gọi tẩu tẩu là tiểu ngũ, không bằng, cứ để các người phu thê gọi theo cách riêng của mình, nói xong liền chạy, chỉ để lại chén trà hạt sen rơi xuống phía sau hắn trên mặt đất. Lâm Khước ném chén trà xong, thông thả lấy khăn ra lau tay, nghĩ đến việc đệ đệ sau đó sẽ đi gặp nương để giải thích tình huống, cười lạnh, hắn vốn còn định giúp cố trì cầu xin trước mặt nương, bây giờ trời mưa lớn như vậy, hắn ở nhà dạy vi hi chơi cờ không tốt sao, lâm khước tạm gác huynh để tình cảm với cố trì qua một bên, quả nhiên ngày hôm sau nghe lâm tê ngô nói rằng cố trì đã bị trưởng công chúa tấu một trận, tấu đến rất tàn nhẫn, thiên su doanh bên kia đều phải cáo bệnh hai ngày, nguyên nhân tất nhiên không phải vì cố trì muốn cưới lý chỉ, mà là vì cố trì đã vượt quá giới hạn trước khi thành hôn, trưởng công chúa chiêu minh tuy luyến tiếc đánh muội muội. Nhưng không đại biểu nàng luyến tiếc đánh tiểu nhi tử da dày thịt béo đánh xong, trưởng công chúa Chiêu Minh cũng coi như xong chuyện này, còn lại là việc bên Lý Gia, trưởng công chúa Chiêu Minh chọn một ngày lành, vì muốn có cớ tốt, nàng mang theo Lý Mộ, cùng với một đống đồ vật, đến cửa Lý Gia, Lý Mộ biết mình chỉ là linh vật, không cần nói gì, ngồi một bên ăn phái quả tử là được, chủ vị trên, trưởng công chúa Chiêu Minh cùng lão thái thái của Lý Gia nói chuyện nhà, một câu đắp một câu, rất nhanh liền đến chuyện của Lý Chỉ. Lý mộ ăn quả tử cũng chậm lại, tâm trạng cũng có chút khẩn trương chỉ nha đầu thật đáng thương không gặp được nhà chồng tốt lão thái thái cảm thán ý đồ chuyển đề tài người bình thường đều biết không nên đâm vào nỗi đau của người khác nhưng trưởng công chúa chiêu minh thì không còn hỏi không phải nói hài tử kia đang ở trong am sao có phật tổ phù hộ ngày tháng định sẽ tốt hơn trưởng công chúa chiêu minh nói ở trong am chứ không phải nói lý chỉ đã xuất gia cách nói này mang ý nghĩa hoàn toàn khác chưa đợi lão thái thái phản ứng Nàng đã bưng chén trà lên, như vô tình nói, chỉ là trong am quá kham khổ, vì hi trước đây đi thăm hài tử kia, trở về nói với ta, nghe mà lòng ta đau nhói. Hài tử không hiểu chuyện, trưởng bối trong nhà cũng nên quản lý, nhanh chóng đón về, sao có thể để nàng ở trong am lâu như vậy, nếu không biết, còn tưởng rằng nàng muốn xuất gia, truyền ra ngoài dễ gây hiểu lầm. Lão thái thái nghe mà sửng sốt, nhìn trưởng công chúa bình tĩnh uống trà, lại nhìn sang Lý Mộ, chần chừ hỏi: ý của điện hạ là trưởng công chúa không nói vòng vo nàng cười nói lý chỉ hài tử kia tuổi tác tương đương với con trai ta là cố trì nếu lão thái thái không chê sao không để chúng ta kết thân càng thêm thân lão thái thái vốn khéo ăn nói lần này bị chấn động không nhẹ không nói nên lời lý mộ không tham dự đối thoại nhưng nàng cũng khẩn trương không kém một hồi lâu mới nghe lão thái thái cười gượng nói việc hôn nhân của chỉ nha đầu tự nhiên vẫn cần cha mẹ nàng quyết định trưởng công chúa gật đầu cũng đúng vậy có thể gọi người đến bây giờ không lão thái thái có chút không chống đỡ nổi liền sai người đi gọi mẹ đẻ của lý chỉ nhị thái thái của lý gia nhị thái thái dù có như thế nào cũng không dám trái lời trưởng công chúa đương triều nghe xong ý đồ của trưởng công chúa liền muốn đồng ý ngay cuối cùng bị lão thái thái ngắt lời nói rằng cha của lý chỉ không có ở nhà đợi mọi người trở về họ phu thê cùng thương nghị mới tốt trưởng công chúa chiêu minh không nóng nảy liền như vậy dẫn lý mộ rời đi lý gia lý mộ vừa rời đi nhị thái thái không giấu nổi sự hưng phấn lão thái thái thì thở dài không ngớt cũng không biết việc hôn nhân này nếu đồng ý có thể khiến danh tiếng của cô nương lý gia bị tổn hại hay không dù có nói thế nào bảo rằng lý chỉ không phải xuất gia chỉ là đi thường trú cũng khó tránh khỏi bị người khác đồn đại một chút vận khí không tốt nói ra lời khó nghe e rằng minh nguyệt am cũng sẽ bị liên lụy đưa lý mộ về vương phủ trưởng công chúa chiêu minh ở lại uống một ly trà nghỉ ngơi cùng lâm khước nói chuyện cũng là ý tứ như vậy chuyện này có gì khó lâm khước nói chỉ cần nương đồng ý với đề nghị của ta a trì sẽ là danh chính ngôn thuận trữ quân ai còn dám nghị luận về vợ chồng họ lâm khước từ lâu đã có ý muốn trưởng công chúa chiêu minh trở thành hoàng đế không bao lâu sau liền đến nói với mẹ lý do cũng rất hoàn mỹ nương cũng họ cố lại là huyết mạch hoàng thất hơn nữa a trì từ nhỏ đã mang quốc họ chắc chắn là ý trời, mẹ sao không thuận ý trời, kết quả không nằm ngoài dự đoán, hắn bị mẹ đuổi ra khỏi phủ trưởng công chúa, lâm khước không nản lòng, ba ngày hai bận đề cập đến chuyện này, trải qua nửa năm nỗ lực, hiện giờ dù có nói ra cũng không bị quát mắng, rốt cuộc công chúa Chiêu Minh cũng đã hiểu rằng quyền lực hiện tại trong tay nàng không khác vua của một nước là bao, trước mắt lại nghe lâm khước nhắc lại, công chúa Chiêu Minh cũng chỉ nói, để ta suy nghĩ thêm, vài ngày sau, Lý gia cuối cùng cũng đồng ý, Nói sẽ đón Lý Chỉ trở về, sau đó phủ trưởng công chúa sẽ cử bà mối mang sính lễ đến cầu hôn. Lý Mộ nghĩ thầm mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng đúng ngày Lý gia định đón Lý Chỉ về, lại nhận được tin khẩn từ các xá. Lão thái thái cuối cùng đã gật đầu, nhị thái thái tuy nghe bà bà phân tích lợi hại, nhưng vẫn cảm thấy con gái mình có thể tái giá, gả vào phủ trưởng công chúa là chuyện tốt. Nhị lão gia cũng ban đầu nghĩ giống nhị thái thái, nên mới đồng ý đón Lý Chỉ về. Nhưng cha của Lý Mộ Lý Văn Đạo nói thêm vài câu, khiến nhị lão gia thay đổi ý định, cảm thấy việc hôn nhân này có thể gây tổn hại cho gia đình, nhưng không dám sau khi đã đồng ý lại lật lọng từ chối. Liền sáng nay phân phó người ma ma đi đón Lý Chỉ, bảo rằng hãy khuyên Lý Chỉ tự sát để hủy bỏ việc hôn nhân này, nếu nàng không chịu, thì tự mình ra tay, bên ngoài nói rằng Lý Chỉ tự mình hồ đồ. Các xá đồng thời gửi tin tức này đến Minh Nguyệt Am, người của Lâm Khước Phái đến bảo hộ Lý Chỉ tất nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra chính là, Lý Mộ tức giận, ra lệnh cho phi tinh chuẩn bị ngựa xe, thay quần áo xong liền cầm cung tiễn đi ngay, nhưng nghĩ đến việc Lý Chỉ đã biết cha mình muốn nàng tự sát, nàng chắc sẽ rất đau khổ, Lý Mộ không ngừng tăng tốc, nửa đường lộ tương đối vắng vẻ, nàng liền xuống xe, thay ngựa cưỡi, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa ở bên ngoài, trên đường cũng hối hận, nghĩ thầm không nên hành động một phát như vậy, cũng không nên mang theo cung tiễn, xúc động đúng là ma quỷ, nhưng khi xuống ngựa nàng vẫn mang theo cung tiễn. Nàng đã đến nơi này một lần, sợ các cô tử ở Minh Nguyệt Am nghe được gì không nên nghe, liền không làm người dẫn đường, tự mình mang theo phi tinh hướng chỗ ở của Lý Chỉ mà đi. Trên đường còn gặp nha hoàng của Lý Gia Phái đến đón Lý Chỉ. Những nha hoàng đó nói rằng ma ma đã đi vào trước, bảo các nàng đứng đây chờ lệnh. Lý Mộ nghe vậy liền nhanh bước, khi nàng đến nơi, ma ma đã nói hết những lời không nên nói, Lý Mộ dừng lại ngoài cửa, nắm cung đến mức đốt ngón tay trắng bệch vì sao trên đời này, luôn có những kẻ không xứng làm cha, thật sự là súc sinh, Lý Mộ nghĩ thầm, mắt buông xuống, lặng lẽ nhìn ngạch cửa vài bước xa, nàng cảm thấy bước chân như bị đè nặng, giọng nói như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, mãi đến, làm phiền ma ma trở về nói với cha ta, ta sẽ không tự sát, nếu là, Lý chỉ vẫn là người dễ khóc, dù nàng không có ý định khóc, dù giờ phút này giọng nàng kiên định, nước mắt vẫn không thể ngăn lại mà chảy xuống. Nàng tự cười chính mình, lau nước mắt rồi nói tiếp, nếu việc hôn nhân này ảnh hưởng đến Minh Nguyệt Am cùng thất muội bác muội, ta sẽ dùng cả đời để hoàn trả, nhưng ta tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối không vì một câu của cha mà đi tìm chết, Lý Mộ chậm rãi thả lỏng tay, hô hấp cũng dần dần ổn định, trong phòng, Mama vẫn cố khuyên thêm vài lời, Lý chỉ không chút nào thoái nhượng, Lý Mộ bình tĩnh lại một chút, đợi tay không run rẩy nữa, mới tiếp tục bước vào trong phòng. Nhưng khi vừa thấy rõ cảnh tượng trong phòng, nàng đã bị sợ đến tim đập lỡ một nhịp, Lý Chỉ đang ngồi ở mép giường thu thập quần áo của mình, ma ma đứng phía sau nàng, miệng vẫn còn khuyên nhủ, một tay móc ra dây thừng giấu kín, muốn từ trên xuống quàng vào cổ Lý Chỉ, Lý Mộ đã quên nơi này còn có người của Lâm Khước, nàng xông vào liền kéo Lý Chỉ ra, còn ném mạnh cung trong tay về phía ma ma, ngay sau đó, Phi Tinh theo sát Lý Mộ động thủ chế trụ ma ma, dùng chính sợi dây thừng định siết chết Lý Chỉ để trói ma ma lại người trong bóng tối đợi đến khi phi tinh trói chặt ma ma mới lặng lẽ thu lại cung tên đã lên sẵn. Lý chỉ nhìn thấy Lý mộ thật cao hứng, đột nhiên bị Lý mộ kéo ra khỏi mép giường, chính nàng còn chưa hiểu gì đã thấy dây thừng dơ cao trong tay ma ma, làm sao còn không hiểu ra đối phương muốn làm gì. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể run rẩy không ngừng, vẫn là Lý mộ ôm nàng, không ngừng nói ba chữ không sao đâu, mới khiến nàng chậm rãi hoàng hồn. Tiểu, tiểu ngủ, Lý chỉ vừa mở miệng, nước mắt đã rơi như mưa, khóc quà lên trong lòng Lý Mộ. Lâm Khước cùng Cố Trì đều đang ở trong cung, bởi vậy tin tức đến với họ có phần chậm hơn. Xem xong tờ giấy mà các xá gửi tới, Lâm Khước tùy tay đưa cho Cố Trì. Cố Trì vừa đọc qua, quả nhiên ném xuống câu ta đi xem, rồi lập tức quay người rời cung, hướng thẳng đến Minh Nguyệt Am. Lâm Khước trong lòng thầm nghĩ đệ đệ vẫn chưa đủ ổn trọng, liền phái người đi thông báo cho trưởng công chúa Chiêu Minh, thỉnh nàng đến thật phong uyển thăm thấm dương quận chúa thấm dương quận chúa chính là người mà năm trước mùa hè vì chơi trò bắt phỉ bài mà lỡ tay đánh chết con trai của đại lý tự khanh, có thể cùng loại quan lại con cháu này lăn lộn, tự nhiên không phải dân thường. Kẻ giết người và người bị giết, hai bên gia thế ngang nhau, đều có quan hệ với hoàng gia, lại thêm cha mẹ của kẻ bị giết dù mất mát nhưng vẫn không buông tha, cuối cùng cũng làm thấm dương quận chúa tôn tử phải thường mạng, từ khi sự việc xảy ra. Thấm dương quận chúa luôn truyền miên trên giường bệnh, dưỡng bệnh tại thật phong uyển trưởng công chúa chiêu minh đi trước thật phong uyển thăm bệnh sau đó lại đến minh nguyệt am để xem xét dù sao người trong kinh thành đều biết nàng tin phật nghe nói có am miếu gần đó thăm viếng cũng là hợp tình hợp lý đến lúc đó trưởng công chúa chiêu minh sẽ mang cố trì về và nói rằng cố trì đi đón nàng đồng thời ghé qua minh nguyệt am vừa vặn gặp lý chỉ đang chuẩn bị trở về nhà lại tình cờ phát hiện lý chỉ bị gia phó mưu hại hai nhà vốn đã là quan hệ thông gia Tiện thể đưa Lý Chỉ bị kinh sợ trở về Lý gia, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau đó, thêm vào vài tin đồn rằng Cố Trì từ đó yêu mến Lý Chỉ, ngày sau đến cầu hôn cũng sẽ có cơ sở. Lâm Khước tính toán kế hoạch tỉ mỉ, đột nhiên nhận được tin từ Vương phủ, rằng Vương phi của hắn sau khi biết tin đã lập tức đến Minh Nguyệt Am. Lâm Khước vừa mới nghĩ Cố Trì không đủ ổn trọng, nay cũng không chút do dự, lập tức ra khỏi cung. Tại Minh Nguyệt Am, phi tinh kéo ma ma bị trói ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lý Mộ và Lý Chỉ, ngồi bên mép giường. Lý Chỉ khóc lớn một hồi, không thể giống như trước, khóc xong liền tỉnh táo, mà là dựa vào vai Lý Mộ, cả người đều mệt mỏi, không còn tinh thần. Lý Mộ không biết làm sao để an ủi nàng, chỉ có thể lặng lẽ ngồi cùng, ngồi mãi không chơi phiền, càng không thúc giục, cho đến khi bên cửa sổ truyền đến động tĩnh, Lý Mộ đột nhiên quay đầu, Lý Chỉ cũng như chim sợ cành cong mà nhìn qua, liền thấy Cố Trì trèo qua cửa sổ vào đứng yên một lúc rồi không tiến lại gần. Lý chỉ hoảng hốt nhìn Lý mộ, thấy nàng mặt không biểu cảm, cảm thấy vô cùng lúng túng, ấp úng không thể nói ra câu nào hoàn chỉnh. Lý mộ, ta đi, cố trì, tẩu tẩu, có thể để ta cùng nàng nói chuyện riêng không? Hảo đi, ta đi. Lý mộ đứng dậy, cầm cung tiễn của mình đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Phi tinh đứng ngoài canh gác, Lý mộ đi đến bóng cây không xa cửa, kiểm tra lại cung tiễn mà mình đã ném mạnh vào người ma ma, xác định không có hư hỏng gì mới thở vào nhẹ nhõm, không biết đã đợi bao lâu, Lý Mộ từ đứng chuyển sang ngồi xổm, nhàn rỗi đến mức buồn chán, liền dùng mũi tên vẽ đồ án trên mặt đất, rồi nhặt một viên đá nhảy ô, mới nhảy được hai lượt, cửa phòng liền mở, không thấy bóng dáng cố trì đâu, Lý chỉ đánh lên tinh thần, thấy Lý Mộ đang làm gì, nhớ lại lúc nãy họ đã thổ lộ tâm ý, bầu không khí chính đang nồng nàn, cố trì muốn cúi đầu hôn nàng. Lại bị tiếng nhảy nhót ngoài phòng phá hỏng. Nghĩ đến bộ dáng thất bại của cố trì khi đem tráng dựa lên vai mình, Lý chỉ liền bật cười. Lý mộ thấy Lý chỉ mặt lộ vẻ tươi cười, cuối cùng cũng yên lòng. Sau đó, Lý mộ cùng Lý chỉ thu dọn hành lý. Khi Lý chỉ thay y phục và chải tóc lại, Lý mộ ra ngoài tìm phi tinh. Kết quả thấy phi tinh đang nói chuyện với trưởng công chúa Chiêu Minh. Nhà hoàng của Lý Gia thì quỳ đầy đất bên cạnh, cùng với ma ma bị trói, trưởng công chúa Chiêu Minh thấy Lý Mộ, liền sải bước đến, một bộ vừa biết đã xảy ra chuyện gì hỏi nàng có bị thương hay không lý mộ lắc đầu trưởng công chúa chiêu minh nói không sao thì tốt ta vừa vặn đi thăm thấm dương quận chúa nghe nói có minh nguyệt am gần đây đến thăm thì phát hiện nhị tỷ của ngươi ở đây còn gặp phải điêu nô hại chủ may mắn ngươi hứng khởi muốn đến đón nàng tiện đường về thăm lão thái thái nhờ vậy mà cứu được nàng nếu không hậu quả không dám tưởng tượng trưởng công chúa chiêu minh nhẹ nhàng nói ba câu đã tiết lộ kịch bản cho lý mộ cũng đem tiền căn hậu quả giảng rõ cho những người khác nghe lý mộ đờ đẫn tiếp nhận kịch bản rồi cùng trưởng công chúa đi gặp lý chỉ lý chỉ không ngờ trưởng công chúa sẽ đến vội vàng hành lễ bị ngăn lại lúc rời đi còn bị trưởng công chúa kéo ngồi chung xe ngựa bên cạnh xe ngựa của trưởng công chúa cố trì cưỡi ngựa hắn ngoài mặt không biểu cảm trong tay nắm chặt dây cương cố kiềm chế không để ánh mắt mình dừng lại trên người lý chỉ đáng tiếc hắn không kiên trì được đến khi lý chỉ vào xe ngựa vì khi nàng lên xe hắn lo lắng nàng giẫm không chắc sẽ ngã không tự chủ được nhìn qua khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau lại nhanh chóng thu lại giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì như thể đây là lần đầu tiên gặp mặt trưởng công chúa chiêu minh vốn định đưa lý mộ lên xe ngựa cùng nhưng vì đại nhi tử của nàng đích thân đến đón thê tử nàng không tiện làm phật ý đành đơn giản đi cùng lý chỉ vì thế trên đường về xe ngựa của trưởng công chúa phủ đi phía trước cố trì cưỡi ngựa hộ tống xe ngựa của Yến Vương Phủ ở giữa, chở Lý Mộ cùng Lâm Khước, cuối cùng là xe ngựa Lý Gia đến đón Lý Chỉ, trong xe ngựa trưởng công chúa Phủ, Chiêu Minh trưởng công chúa trò chuyện cùng Lý Chỉ, đối với nhau có thêm hiểu biết, trong xe ngựa Yến Vương Phủ, Lý Mộ út mặt vào lòng Lâm Khước, đầu óc chỉ nghĩ đến, a a a a a khi rời cửa mang cung tiễn ra ngoài thật sự quá soái khí. Nhưng sau đó chỉ biết dùng cung tạp người thật sự quá khờ a a a a a, lâm khước khuyên nàng lần sau không cần mạo hiểm như vậy, tất cả đều biến thành lời an ủi khen nàng dũng cảm tạp cung cũng không sao đó là vì cứu người thật trượng nghĩa cái gì có người bảo hộ lý chỉ không cần nàng ra tay không ai có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra lý vi hi chính là lợi hại nhất lý mộ bị khen đến đỏ mặt giơ tay che miệng hắn mới làm hắn ngừng lại xe ngựa chạy qua các con đường ngày càng phồn hoa khi dừng trước cửa lý gia đã có người hầu lý gia chạy về báo tin Âm thầm thông báo cho lão thái thái về sự cố ở am, lão thái thái vốn đã không ngoan, sao có thể không đoán được là ai làm, huống hồ bà sớm nhận thấy ý đồ thay đổi của con thứ hai, đối phương cũng đã đến cầu xin bà bỏ qua, hy vọng bà không ra mặt phản đối, nhưng bà không đáp ứng, vì việc này đã có lời chắc chắn, không phải bỏ mặt mũi là có thể thành, chưa kể có thể khiến cả gia đình đều bị liên lụy, nhưng bà không ngờ con thứ hai lại nhẫn tâm như vậy, lập tức sai người gọi hắn về nói rằng nếu hắn không chịu trở về bà sáng mai sẽ thu dọn đồ đạc về quê từ đó không gặp lại mẹ con hắn nữa coi như chưa từng sinh ra hắn khi trưởng công chúa chiêu minh cùng lý chỉ bước vào lý gia lão thái thái vội vàng đến không kịp chào hỏi trưởng công chúa chỉ ôm lấy lý chỉ mà khóc khiến lý chỉ vốn đã bình tĩnh cũng khóc theo ba vị thái thái đứng bên khuyên can lý chỉ lo lắng lão thái thái không chịu nổi khóc lóc cùng khuyên mãi mới làm lão nhân gia dịu lại cùng trưởng công chúa hành lễ mời mọi người cùng nhau chuyển sang hậu viện, để lại Lý Mộ Tam Ca Lý Đình Ngọ cùng Lý Chỉ Phụ Mẫu và lục đệ Lý Thuật Chiêu Đãi Lâm Khước cùng cố trì. Lý Đình Ngọ năng lực xã giao hoàn hảo, ban đầu sợ Lâm Khước, nhưng giờ đã quen với vị muội phu này, thậm chí có thể trò chuyện với ít lời cố trì. Lý Thuật là em ruột của Lý Chỉ, cố trì cố ý không lạnh nhạt với hắn, trò chuyện vài lần, phát hiện Lý Thuật tuy nhút nhát nhưng học thức không tồi, đối với Lý Chỉ rất quan tâm có lẽ do cha mẹ không đáng tin, nên càng thân thiết với tỷ tỷ, ngay cả khi còn bé gặp gỡ tiên sinh không tốt, bị mắng là ngu dốt, cũng nhờ tỷ tỷ kiên nhẫn dẫn đường mà không mất đi hứng thú với việc học. May mắn không ai nói cho hắn biết Lý Chỉ đã trải qua những gì, lão thái thái khóc nhiều cũng đủ hiểu, hắn cùng ba vị thái thái khác còn nghĩ rằng lão thái thái đau lòng vì Lý Chỉ ở trong am lâu ngày, hắn cũng đau lòng theo, không nghi ngờ gì, nếu không lúc này cũng không ngồi yên được mà tiếp khách bốn người ở chung không khí khá hài hòa cho đến khi thân phụ của lý chỉ và lý văn đạo thân phụ của lý mộ xuất hiện bầu không khí mới bất ngờ trở nên lạnh lẽo hắn cũng đã trở lại ở hậu viện lão thái thái nghe tin đại nhi tử đi cùng con thứ hai về nhà mí mắt giật giật cũng may trước đó không có chuyện gì dọa người xảy ra trưởng công chúa chiêu minh chờ lão thái thái sai ba vị con dâu đi lại bảo lý mộ cùng lý chỉ thu thập đồ vật từ minh nguyệt am mang về đơn độc cùng lão thái thái trò chuyện vài câu, sợ lý chỉ gặp phải bất trắc, lão thái thái bảo lý chỉ ở lại trong viện của mình, ngủ trong phòng đông sao mà lý mộ từng ngủ, đồ đạc mà lý chỉ mang về không nhiều, khi họ đang cùng lão thái thái trò chuyện, phi tinh cùng nha hoàng khác đã thu dọn xong, lý chỉ kéo lý mộ đến trước bàn trang điểm, bảo nàng chải lại tóc, vừa chải vừa cảm ơn lý mộ vì đã đến cứu nàng, lý mộ lắc đầu, muốn nói với lý chỉ. Dù ta không đến ngươi cũng sẽ không sao nhưng chưa kịp nói ra lý chỉ đã ấn đầu nàng xuống bảo đừng cử động rồi nói ta biết a trì đã nói với ta trong am có người bảo hộ chuyên môn nhưng dù vậy ngươi vẫn đến ngươi đau lòng ta ta biết lý mộ nghĩ ngợi cảm thấy nhị tỷ của nàng chính là thiên sứ không phản bác chải tóc xong trưởng công chúa gọi người đưa lý mộ nàng đứng dậy từ biệt lão thái thái cùng trưởng công chúa rời đi bên ngoài lâm khước cùng cố trì đã sớm chờ cố trì không biểu lộ gì lâm khước thì tâm trạng không tồi trên xe ngựa lý mộ hỏi lâm khước vì sao lại vui như vậy lâm khước nói cha ngươi cùng nhị thúc về nhà ta bảo a trì tìm cớ đưa tam ca và lục đệ của ngươi đi rồi cẩn thận kể hết chuyện cho họ nghe lý mộ a à, lâm khước ta nói với cha ngươi dù ngươi không trộm tin hắn cùng ôn bỉnh nhân tham dự hành thích cũng không thành công vì ta đã sớm biết mưu đồ của họ hắn tham dự vào lý gia sẽ có kết cục như ôn gia nhị thúc ngươi suýt nửa lao vào đánh cha ngươi, nhưng vì có ta ở đó, ngạnh sinh nhịn xuống, nghĩ phía sau chắc chắn còn náo nhiệt, lâm khước nói xong mới nhớ Lý Văn Đạo dù sao cũng là cha của Lý Mộ, liền thu liễm nụ cười, cẩn thận hỏi, ta làm vậy có phải không tốt lắm, Lý Mộ lắc đầu, giống như lâm khước khen nàng, nói với hắn, ngươi làm rất tốt, đặc biệt là rất tốt, lâm khước lại cười, dùng trán mình chạm vào trán nàng, ngày hôm sau, Lý Mộ nhìn thấy tin tức từ cáp xá gửi tới, nói rằng sau khi họ rời đi đại lão gia lý gia cùng nhị lão gia đóng cửa náo loạn một hồi chủ yếu là lý chỉ cha nháo đến muốn phân gia với lý văn đạo thậm chí kéo nhau đến trước lão thái thái thấy bà sai lui hạ nhân coi như khuyên can trước mặt tiểu bối đem mọi chuyện mà lý văn đạo làm ra nếu không phải yến vương phi ngốc người có ngốc phúc nhị lão gia trong cơn giận nói không lựa lời sau đó nghĩ lại trong phủ có thể có yến vương nhãn tuyến liền tắt mình một cái tiếp tục nói với lý văn đạo nếu không phải nàng trộm mật tin cho lão thái thái. Ngươi có phải muốn kéo cả nhà chung cùng, các nữ quyến bị dọa đến không nhẹ, Lý Vân Khê khuyên mãn đầu thơ từ văn chương và thả lệ kính trọng huynh trưởng cha, bảo hắn chỉ lo làm tốt vai trò tiên sinh dạy học, đừng để bị đại bá lợi dụng, viết ra thứ văn chương nguy hiểm, mẫu thân của Lý Mộ, tiền thị, cũng sinh ra sự sợ hãi với Lý Văn Đạo, nghĩ đến chút nữa, chút nữa thôi cả nhà đều sẽ như ôn da hai đứa con của bà, Lý Húc cùng Lý Đình Ngọ đều sẽ bị liên lụy, bà liền đứng không vững, vẫn là hai đứa con đỡ lấy, mới không thất thố ngã xuống. Đêm đó, nhị phòng lại náo loạn, mặt khác hai phòng khi đến, nhị lão gia mặt bị trầy xước, nhị thái thái lại khóc lại mắng, đòi đồng quy vu tận cùng trượng phu, Lý Thuật, không biết phải làm gì, tay sách giá cắm đến. Nếu không phải Lý hút tay mắt nhanh nhẹn cướp lại, khó mà nói được giá cắm nến đó sẽ dừng ở chỗ nào trên người nhị lão gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không nhiều người biết, vẫn là Lý Đình Ngọ mềm cứng kết hợp mới moi được miệng Lý Thuật, biết rằng do Lý Văn Đạo nói vài câu, nhị bá suýt giết Lý Chỉ, Lý Hút nhìn phụ thân mình càng thêm lạnh lùng, hai người không giống phụ tử, mà giống kẻ thù, tiền thị vốn quen điều hòa cũng không nói thêm gì, tùy ý con trai xa lánh cha mình, chỉ cần không quá rõ ràng, để tránh ảnh hưởng đến con đường làm quan. Tin tức Lý chỉ suýt bị giết, lão thái thái vốn định giấu kín, nhưng sau khi bàn với trưởng công chúa Chiêu Minh liền từ bỏ ý niệm đó. Ngày hôm sau, tin tức điêu nô lý gia suýt sát chủ liền lan truyền, ma ma kia đã sớm bị xử trí, lão thái thái nói rằng ma ma tham ô rất nhiều tiền tài vật phẩm của gia đình gửi đến Minh Nguyệt Am, sợ lý chỉ về nhà phát giác, mới sinh ra ý định sát nhân, may thay ma ma kia quả thực tham lam, cũng coi như một lý do hợp lý, sau cơn tinh phong huyết vũ này. Ba vị lão gia tuy rằng ở chung không còn thân thiết như trước, nhưng không ảnh hưởng đến thế hệ sau đã trưởng thành thậm chí vì xa cách với lý văn đạo lý đình ngọ cuối cùng không còn do dự gia nhập cẩm y vệ lý đình ngọ văn không được võ cũng không xong chỉ biết chơi nhưng năng lực xã giao của hắn là thứ mà lý mộ hâm mộ lâu nay lâm khước cũng thấy rõ giá trị muốn đưa hắn vào cẩm y vệ dù không biết võ công cũng không sao có thể làm công việc văn phòng không cần biết võ nghệ lâm khước đã sớm đề cập với lý đình ngọ nhưng vì lý văn đạo phản đối, Lý Đình Ngọ không dám trái lời phụ thân, mới từ bỏ. Hiện giờ, Lý Đình Ngọ cùng ca ca đều xa cách phụ thân, vui vẻ chui vào cẩm y vệ, không sợ bị khinh bỉ vì dựa quan hệ mà vào, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn có thể khiến ngay cả vị chỉ huy sứ nghiêm khắc nhất cũng trở thành anh em. Tháng 6 trôi qua, khi Lý Chỉ trở về nhà không lâu, trưởng công chúa phủ Thỉnh bà mối mang sính lễ đến Lý gia. Đến đây, Lý Chỉ trải qua hôn nhân truyền kỳ cũng chính thức đón nhận sự thay đổi cuối cùng. Đầu tháng 7, Lâm Khước cùng Lý Mộ cuối cùng gặp được một ngày thời tiết đẹp để du hồ chơi thuyền. Tháng này, dù quả vải và dương mai đã hết mùa, nhưng vẫn còn dưa lê cùng với long nhãn và quả mận từ phương nam gửi đến. Những trái cây này được làm lạnh, cùng với thuốc nước nguội, đều được đặt trên mui thuyền. Trên chiếc thuyền nhỏ chỉ có hai người họ. Ban đầu, Lý Mộ còn rất lo lắng, ngồi yên trên mui thuyền không dám nhúc nhích nhưng khi thuyền nhỏ ngày càng rời xa bờ, bơi vào giữa rừng sen, nàng mới dần dần thích nghi. Lâm khước kéo nàng ra khỏi môi thuyền, còn dạy nàng cách hái đài sen và lột hạt sen. Khi Lý Mộ tự mình thử, mới phát hiện hạt sen tươi không cần bỏ tâm cũng không hề đắng, vừa ăn uống, vừa chơi nước. Lý mộ không quên hỏi Lâm Khước về câu chuyện hắn vừa kể về Nghĩa An Giáo, vậy nên, Nghĩa An Giáo chỉ là tạm thời suy yếu, thời kỳ tiên đế, Nghĩa An Giáo đã bị liệt vào bàn môn tả đạo, ghi vào luật pháp, cấm tín ngưỡng. Năm ngoái, khi Lâm Khước vừa hồi phục, hắn đã hoàn thiện luật pháp này, tăng thêm hình phạt, lệnh đầu giả giảo, từ giả trượng trách lưu đầy. Hắn cũng phái người lẻn vào các chi nhánh của Nghĩa An Giáo, lợi dụng lòng muôn giả thú của Y Vương Thế Tử, trong hơn một năm đã làm cho Nghĩa An Giáo suy yếu nghiêm trọng. Năm nay, khi mùa hạ đến, các phân đà chủ của Nghĩa An Giáo tập trung tại Lạc Dương để họp đại hội y vương thế tử vốn định nhân cơ hội này để chỉnh đốn giáo chúng tiêu diệt những kẻ đối lập nhưng không ngờ thân phận của hắn bị vạch trần trước mặt mọi người lạc dương không chỉ là nơi khởi nguồn của nghĩa an giáo mà còn là đất phong của y vương năm xưa nơi này có rất nhiều giáo chúng oán hận hắn khi biết được thân phận thật của hắn mọi người càng rõ hắn chỉ đang lợi dụng nghĩa an giáo để báo thù cá nhân vì vậy hắn phải gánh chịu toàn bộ oán hận và lửa giận của giáo chúng bị hành hạ đến chết lâm khước giấu đi chi tiết chỉ nói rằng y vương thế tử chết dưới tay giáo chúng của nghĩa an giáo từ đó nghĩa an giáo tan rã trong hai tháng ngắn ngủi liền suy tàn lâm khước biết nếu lúc này ra tay có thể tiêu diệt sạch bọn chúng nhưng hắn không làm như vậy nếu qua trăm năm nữa lại có phiên vương nào đó làm loạn bá tánh và quốc khố đều khốn đốn có bọn họ khởi lại chưa chắc đã là chuyện xấu lâm khước cười nói lời lẽ này đối với giai cấp thống trị thời bấy giờ thật sự là điên rồ lý mộ bỗng nhiên hiểu ra tại sao trước khi phát hiện y vương thế tử đứng sau nghĩa an giáo lâm khước lại không áp dụng biện pháp nhanh chóng và hiệu quả để tiêu diệt giáo phái này mặt trời đã lên cao lý mộ dương chiếc dù đã được hạ từ lâu trên mui thuyền vì hai tay bận rộn vừa ôm lá sen hoa sen và đài sen vừa phải lột hạt sen hoặc lấy trái cây để ăn lý mộ đành đặt dù trên vai buộc chặt vào khuỷu tay lâm khước chỉ có thể cúi người để có thể tận hưởng chút bóng râm thấy hắn vất vả lý mộ liền hái một chiếc lá sen lớn bảo hắn dùng che nắng lâm khước nhận lấy nhưng không dùng ngược lại lấy dù của lý mộ dương lên che cả hai người hắn nói ta không phải muốn che nắng lý mộ ta chỉ muốn tìm lý do để lại gần ngươi hơn du hồ có điểm không tiện là trên bờ luôn có người canh gác để ngừa bọn họ lật thuyền chết đuối có quá nhiều ánh mắt dõi theo phàm là cử chỉ thân mật nào của hắn lý mộ đều ngượng ngùng thậm chí còn cố tránh né nghe lâm khước nói vậy phản ứng đầu tiên của lý mộ là nhìn lên bờ lâm khước nâng cầm nàng quay mặt nàng lại nhìn bọn họ làm gì nhìn ta đây lý mộ đâm vào ánh mắt của lâm khước có thể là ánh mặt trời quá rực rỡ làm đôi mắt kia càng thêm đẹp hoặc có thể là trò chơi du hồ hái sen quá vui vẻ hoặc là vị trí này quá tốt với lá sen cao lớn che chắn mờ mờ lý mộ ma xui quỷ khiến mà mở miệng ngươi hạ dù xuống một chút lâm khước tuy khó hiểu vẫn hạ dù xuống, Lý Mộ xuống chút nữa, Lâm Khước lại hạ thấp dù, Lý Mộ liếc nhìn không thấy bóng người trên bờ, liền nhanh chóng cúi người, chạm nhẹ môi Lâm Khước, tim nàng đập nhanh, vừa chạm liền lùi lại, nhưng dù hơi nghiêng, không che được ánh mắt từ trên bờ. Lâm Khước kéo nàng lại, cả hai núp sau dù, dưới ánh mặt trời nửa che nửa tỏ mà hôn nhau thỏa thích, ngoại trừ việc trang sức của Lý Mộ vướng vào khung dù, cả cuộc du hồ đều vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Cuối cùng vẫn là Yến Vương Điện Hạ tự mình chèo, đưa thuyền nhỏ về bờ. Lý Mộ vừa bước xuống thuyền, vẫn quen với cảm giác chồng chành trên nước, đứng vững rồi lại cảm thấy không quen, dưới chân hơi lão đảo, cả hai đều bị ướt, về thay quần áo xong, Lâm Yến An lại đến tìm. Lâm Khước gặp Lâm Yến An, vừa ngồi xuống liền nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Yến An bất đắc dĩ, phụ thân, ta còn chưa nói gì mà, Lâm Khước nhấc chén trà lên, ngươi muốn giết cố vũ văn ta không cản, nếu giết được cũng là bản lĩnh của ngươi, nhưng đội tàu ra biển là mong ước lâu nay của mẫu thân ngươi, không chỉ có lần này, nếu ngươi để một hoàng tử nhỏ tuổi chết trên biển khiến chuyến đi này thất bại, ảnh hưởng đến lần xuất phát sau, ngươi xem ta có tấu ngươi không?" Lâm Yến An lúc này mới cúi đầu, đã biết phụ thân ta sẽ nói với thất điện hạ rằng không thể thuyết phục ngươi. Các đức niệm tưởng của Lâm Yến An, Lâm Khước lại tò mò, hắn đắc tội gì ngươi, khiến ngươi muốn giết hắn nhiều lần không thành? ngược lại còn đổi sang phương thức biển chuyển hơn, dụ dỗ kẻ đó tràn đầy hứng thú với việc ra biển. Một thiếu niên 15 tuổi, nuôn chiều từ bé, lại muốn đi chinh phục biển khơi. Lâm Yến An muốn làm gì, Lâm Khước không cần phân tích cũng đoán được. Lâm Yến An không biết từ khi nào đã học được vẻ mặt vô cảm của Lý Mộ, nói, hắn nắc tội mọi thứ, Lâm Yến An rời đi, Lâm Khước quay về oán trách với Lý Mộ, càng ngày càng không hiểu tâm tư của đứa nhỏ đó lý mộ tính toán tuổi của lâm yến an nghĩ thầm có phải hay không là tuổi dậy thì rốt cuộc lâm khước còn sống lâm yến an tính tình cũng thêm phần cởi mở dù là vai ác trong sách có tuổi dậy thì cũng không quá kỳ quái cho đến khi nàng nghe lâm khước kể về kế hoạch của lâm yến an lý mộ nghĩ thầm quả là tuổi dậy thì hung tàn này tính cái gì trong sách nam nữ chính nhất định sẽ tương ngộ cho nên vai ác cũng nhất định sẽ muốn giết nam chính nhưng cố vũ văn đúng là mạng lớn mặc cho Lâm Yến An dùng đủ loại thủ đoạn, hắn vẫn sống sót qua những sự trùng hợp, không hổ là Nam Chính, cùng với, chuyện gì đang xảy ra. Nguyên Nam Chính không cần ngôi vị hoàng đế, muốn chinh phục biển cả. Còn vì ra biển, không tiếc thông qua Lâm Yến An, cầu đến trước mặt Lâm Khước, Lý Mộ hoảng hốt, Lâm Khước thì không ngoài ý muốn, năm trước cứu đói, năm nay cứu hạn, những thứ ngoại lai này hữu dụng như vậy, cũng khó trách hắn lại có hứng thú lớn với hải ngoại. Thật ra, những thương nhân nhạy bén đã sớm động lòng, vì thế đội tàu chung chứa nhiều thương nhân. Hạ tuần tháng 7, đội tàu xuất phát, hành đến Phúc Kiến trú đậu, đợi gió thuận mà ra khơi. Tháng 8, khu vực bị hạn dần xuất hiện một lời đồn, nói rằng năm ngoái đều tốt, tại sao năm nay hoàng đế thân cày, ông trời lại không mưa? Có phải hoàng đế đã làm sai điều gì, chọc giận trời cao? Lời đồn này càng lan truyền, nhưng nhờ Triều đình cứu tế kịp thời, vẫn chưa nhấc lên sóng gió lớn lâm khước bên này lại tìm cái cớ thả mấy vị phiên vương và thế tử trẻ tuổi bị giam ở kinh thành ra còn để họ tiếp xúc triều chính triều đình trên dưới đều cảm nhận được hơi thở muốn thay đổi hoàng đế cố do tuân cũng bị dọa đến gần như phát điên không cần lâm khước làm gì thêm trong triều đình phong vân liền nổi lên tất cả đều nghĩ rằng lâm khước bất mãn cố do tuân muốn đổi một hoàng đế dễ sai bảo hơn những phiên vương và thế tử trẻ tuổi cũng dùng đủ mọi thủ đoạn có kẻ giả cần cù có kẻ giả vô năng, lại có kẻ không cần giả vờ, một lòng muốn lấy lòng lâm khước và trưởng công chúa Chiêu Minh, một cuộc tranh đấu giữa các thế lực, mỗi người tự hiển thần thông. Lý mộ chú ý tới Tề Vương, trong sách là một thế lực lớn cùng Chiêu Minh trưởng công chúa và thủ phụ Bùi Tư Viễn đối đầu, cũng là thế lực suy tàn sớm nhất. Tề Vương thuộc dạng chú lùng giữa những kẻ tầm thường, bản thân vô năng nhưng giả tài đức sáng suốt, lại có giả tâm, nên không muốn phục vụ hôn quân cũng không muốn quy thuận người tài ba như chiêu minh trưởng công chúa mà đầu quân cho tề vương hậu kỳ tề vương liên tục suy tàn không gượng nổi những kẻ ủng hộ dần tan rã trong đó không ít người chuyển sang phe nam chính cố vũ văn bị đào thải trong sách hắn như thế nào hiện tại hắn cũng là như vậy không có bản lĩnh nhưng giả bộ không tồi lung lạc không ít lòng người hoàng đế cũng không nhàn rỗi trước khi có bùi tư viễn dạy bảo hắn luôn muốn giết lâm khước nay đổi mục tiêu ai nổi bật liền nghĩ cách giết, cho rằng chỉ cần bọn họ chết hết, hắn có thể tiếp tục ngồi yên trên ngôi vị. Lý mộ mỗi ngày xem tin tức từ cáp xá, mỗi lần xem đều phải cảm thán, âm hiểm, quá âm hiểm, lâm khước đang nuôi lớn giả tâm của họ, để họ tự giết lẫn nhau. Lý mộ nghĩ loạn cục này sẽ kéo dài đến năm sau, không ngờ lâm khước đột nhiên động thủ, hắn lấy tội tề vương mưu nghịch, hứng khởi nhà tù. Thậm chí bắt giam cả những phiên vương và thế tử chưa được thả ra trong đó còn có không ít triều thần và một đợt rồi lại một đợt khiến cả triều văn võ đều chấn động cuối cùng mới nhớ ra yến vương là kẻ giết người không chừa ai tâm tư của hắn nào phải ai cũng hiểu được chỉ sợ từ lúc bắt đầu yến vương đã tính toán giết hết những người này giờ đây họ muốn ngăn cản cũng không kịp hoàng đế cố do tuân trải qua mấy tháng lo sợ đột nhiên thấy hết thảy uy hiếp tiềm tàng bị hạ ngục liền mất hết lý trí lập tức muốn chém hết bọn họ Lý Mộ nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến nàng, cho đến khi hôm đó đi học, hộ bộ Thượng thư lâu cần gọi nàng lại sau khi tan học. Lý Mộ đứng sau màn trúc cứng đờ, sao lại liên quan đến ta? Có thể đoán được lâu cần tìm Lý Mộ làm gì. Lý Vân Khê, với nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đề nghị, "Lâu tiên sinh muốn nói chuyện với tỷ tỷ ta, sao không trực tiếp nói với tỷ phu ta đi?" Lâm Tê Ngô cũng đi đến trước màn trúc, che giữa lâu cần và Lý Mộ, lạnh lùng nói, nếu lâu tiên sinh không biết đại ca ta ở đâu, ta có thể dẫn ngươi đi. Lý mộ được hai hài tử bảo vệ, cảm thấy cảm động, lâu cần vô phương, chỉ có thể đối diện với hai người họ, trịnh trọng hành lễ với lý mộ sau màn trúc, tiếp theo nói một đống lý lẽ, tỏ rõ quan hệ lợi hại, hy vọng lý mộ, vì Yến Vương Phi này, có thể khuyên nhủ Yến Vương, không cần hương nhà tù, cũng là vì tốt cho Yến Vương. Lý Vân Khê căn cứ lý lẽ cải lại từng câu từng chữ của Lâu Cần. Lâu Cần biết Lý Vân Khê thông tuệ, nhưng không ngờ một tiểu cô nương 12 tuổi lại có thể sắc bén đến thế. Lý Mộ nghe hai người tranh luận một hồi, đến khi họ không còn gì để nói, mới đứng dậy cách màn trúc thi lễ, xoay người rời đi. Tạ Tiên Sinh chỉ giáo. Lý Vân Khê cũng hành lễ với Lâu Cần, rồi cùng Lâm Tê Ngô đuổi theo Lý Mộ. Lâu Cần, khi xung đột lợi ích xảy ra, trở mặt thành thù là chuyện bình thường. Đừng để xung đột xảy ra, nhưng vẫn giữ gương mặt tươi cười dù giả tạo nhưng lâu cần lại thấy một bóng dáng cáo già của quan trường trong lý vân khê lâu cần nói ra những lời này liền không nghĩ mình có thể toàn thân trở ra điều hắn không ngờ là yến vương không xử lý hắn thậm chí còn cho phép hắn tiếp tục đến vương phủ dạy học lý vân khê và lâm tê ngô đối xử với hắn vẫn như cũ lâm tê ngô vốn không thích học đối với hắn từ trước đến nay không mấy ưa nhìn quan trọng nhất là lời khuyên của hắn lại có tác dụng sau buổi tranh luận với lý vân khê án tử của các thế tử không được khoan dung nhưng những quan viên không đáng tội chết đều được tha hoặc bị lưu đày điều này cho thấy lý mộ đã nghe những lời đó và có khả năng kiềm chế yến vương chuyện này lan truyền tin tức từ cáp xá về càng thêm ly kỳ lý mộ đọc tin đầy mặt tang thương rõ ràng ngươi vốn dĩ đã tính toán như vậy đâu liên quan gì đến ta lý mộ cảm thấy lo âu vì sự tồn tại quá mạnh mẽ của mình cảm giác bị biến thành dây xích giữ chó điên nói xong mới nhận ra so sánh lâm khước với chó không tốt lắm, vừa muốn xin lỗi, liền nghe Yến Vương Điện Hạ không thèm để ý mà cười, thuận miệng nói, vậy Vương Phi hãy xuyên chặt bổn Vương, đừng thả bổn Vương ra ngoài cắn người, Lý Mộ, ta thật sự bội phục ngươi bị mắng là chó mà vẫn thản nhiên tiếp thu, tìm được đường sống trong chỗ chết, quan viên trung, có vốn nên tiền đồ vô hạn, bùi tư viễn. Hoàng đế hoàn toàn ghét bỏ hắn, hoàng đế cho rằng, nếu không phải hắn khuyên chính mình thân cày, liền sẽ không xuất hiện ông trời đối thiên tử bất mãn cách nói lâm khước cũng liền sẽ không đem hắn những cái đó huynh để cháu trai thả ra phía sau bùi tư viễn bị liên lụy bỏ tù càng làm cho hoàng đế mất đi đối bùi tư viễn tín nhiệm cảm thấy bùi tư viễn từ lúc bắt đầu cũng đừng hữu dụng tâm là hắn những cái đó huynh để cháu trai phái tới người lâm khước lấy vô tội làm cớ thả bùi tư viễn hoàng đế quyền lực chịu hạn lộng bất tử bùi tư viễn chỉ có thể tìm cái cớ đem bùi tư viễn biếm trích đi nơi khác, chờ nương kế vị, đem người lại triệu hồi tới. Lý mộ thử phỏng đoán lâm khước làm như vậy dụng ý, lâm khước, đến lúc đó nương vì đế vương, quan viên nhận đuổi tự nhiên là từ nàng làm quyết định, lâm khước không ưa bùi tư viễn, tuy rằng lý mộ là vì giải quyết bùi tư viễn không chịu vì bọn họ sử dụng vấn đề, mới đưa ra làm chiêu minh trưởng công chúa đăng cơ, nhưng trên thực tế, lâm khước càng để ý chiêu minh trưởng công chúa có thuận lợi kế vị hay không bùi tư viễn có thể dùng hay không ngược lại không như vậy quan trọng qua xong năm đầu xuân đó là hôn kỳ của lý chỉ cùng cố trì lý mộ nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi cách vách tiệc cưới ngồi xuống lộ cái mặt nam nữ phân ngồi bàn tiệc lâm khước chiếu cố không đến nàng nhưng lại biết nàng nhất định sẽ sợ liền gọi lâm tê ngô bằng mọi giá theo sát lý mộ còn nhờ chiêu minh trưởng công chúa cùng hoài thục trưởng công chúa nghe được hoài thục cười không ngừng nói hắn hận không thể đem lý mộ ôm trong lòng ngực để che chở lâm khước cũng không phủ nhận ta nhưng thật ra muốn như thế may mắn hai vị trưởng công chúa đối đãi với người nhà đều rất thân thiện đặc biệt là hoài thục trưởng công chúa nàng có thanh danh không tốt nên sẽ ít ai tới bắt chuyện rất thích hợp với lý mộ người sợ xã hội lý mộ ngay từ đầu thần kinh độ cao khẩn trương không có lâm khước ở bên cạnh nàng bồi hoài thục trưởng công chúa uống lên nửa bầu rượu thần kinh khẩn trương cảm thấy hạ thấp trung độ, có cẩn thận quan sát bốn phía, đem trong yến hội người cùng các xá tin tức thượng xuất hiện quá nhất nhất đối ứng, cũng coi như tự đắc mà hưởng thụ yến hội này. Xã khủng tinh lực luôn là đặc biệt dễ dàng ở trong đám người tiêu hao sạch sẽ, yến hội còn chưa qua được nữa. Lý mộ lực chú ý cũng đã bắt đầu tan rã, rõ ràng có chút mệt mỏi bộ dáng, chiêu minh trưởng công chúa liền gọi nàng đi nghỉ ngơi, lý mộ vui sướng mà trở về vương phủ lại về muộn một ít so với lâm khước ngồi vào mép giường đem trên giường cuộn tròn lý mộ kéo ra rõ ràng ngươi về trước ta sao lại cảm giác ngươi mệt hơn ta lý mộ theo lâm khước động tác ngồi vào trong lòng ngực hắn liền nói chuyện thanh âm cũng không thể cao nổi không biết mệt quá đời này đều không nghĩ động nữa lâm khước một phen che lại miệng nàng khó được nhíu mi hung nàng không được nói bậy đời này đều bất động khi chẳng phải là đã chết sao lý mộ bị hung ngược lại cười nàng lấy ra tay lâm khước đem đầu dựa đến lâm khước trên vai mang theo men say nói ta liền nói vậy thôi ngươi mới là lâm khước ngươi phải sống tốt nhiều bồi ta mấy năm nếu có thể cùng nhau đầu bạc ta liền yêu ngươi nhất lâm khước mày giảng ra nhẹ nhàng mà hỏi vậy nếu ta không làm được thì sao lý mộ có chút không mở ra được đôi mắt trong miệng hàm hồ nói vậy chỉ là thích nhất thiếu bốn cái nhất vừa nghe liền rất nghiêm trọng lâm khước cười vậy ta nhưng đến nỗ lực hơn, cùng ngươi cùng nhau đầu bạc, trở thành người mà ngươi yêu nhất. Lý mộ được hứa hẹn, tạch mà một chút ngẩng đầu lên, nỗ lực trợn tròn mắt, nghiêm túc gật gật đầu, ân, ân, xong đôi mắt một bế liền ngủ đi qua, cả người sau này đảo, chính là cấp lâm khước kéo lại, mới không một đầu đụng vào mà đi lên. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý mộ còn buồn ngủ mà nhìn một lát nóc giường lọng che, ký ức chậm rãi thu hồi, nàng nỗ lực khắc chế dùng chăn trùng đầu xúc động, ngữ khí nghiêm túc mà nói với Lâm Khước, ta cái gì cũng không nhớ rõ, Lâm Khước một tay chống đầu, nén cười, không sao, ta nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà Lý Mộ cũng không có đối Lâm Khước phối hợp cảm thấy hài lòng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nói thật, ta nói dối, kỳ thật ta đều nhớ rõ, Lâm Khước, Nga, Lý Mộ, cho nên ngươi, nỗ lực hơn, nhiều bồi ta mấy năm, chúng ta cùng nhau đầu bạc, Lâm Khước cuối người. Hôn cái trán của nàng, hảo cố trì thành hôn sau không lâu, lâm cước sách lên giao mổ, đem ngục trung quan viên cùng hoàng thất tông thân lục tục mà giết một đám rồi lại một đám, tinh tế kéo dài mưa xuân so năm trước càng lạnh hơn vài phần, lý mộ không ra khỏi cửa không đãi khách, cũng không chịu ảnh hưởng, cách vách tân hôn lý chỉ áp lực ngược lại so nàng đại rất nhiều, cũng may lý chỉ đã có thể căng đến khởi sự, trưởng công chúa cũng càng ngày càng bận rộn, liền đem bên trong phủ sự vụ đều ném cho nàng. Làm nàng học như thế nào ứng đối, trưởng thành rất mau. Ba tháng sơ tam, Lý Vân Khê sinh nhật qua đi, Lâm Tê Ngô mang theo vô độ hai đứa nhỏ lại tới nửa lý mộ này, theo thường lệ là ôm một đống hoa hoa thảo thảo, làm vòng hoa tay nghề không có nửa điểm tiến bộ, một bên thô bạo mà tàn phá đóa hoa, một bên cùng lý mộ oán trách. Đầu tiên là oán trách nàng đưa Lý Vân Khê sinh nhật lễ vật bị cố vũ văn trộn đưa so đi xuống, lại oán trách mấy ngày nay cố tình lấy lòng tiếp cận nàng người so năm trước bất luận thời điểm nào đều nhiều, phiền không thắng phiền, còn có cái đầu nàng thích, chơi đến một tay hảo bắt phỉ bài, kêu nàng thiếu chút nữa thua bộ, cuối cùng rốt cuộc nói đến trọng điểm, ta đều 13, 13 tuổi, đại ca 13 tuổi liền vào quân doanh, vì cái gì ta không được, Lâm Tê Ngô không biết Lâm Khước 13 tuổi nhập quân doanh nội tình, chỉ cảm thấy Lâm Khước có thể, thì nàng cũng đúng, vô độ hai đứa nhỏ tuổi so Lâm Tê Ngô còn lớn hơn 23 tuổi, cũng đều hiểu võ nghệ. Ngày thường còn sẽ đi theo Lâm Tê Ngô học mấy tiết khóa. Năm trước đầu năm bọn họ mẫu thân huyết nương tử đi thăm xa lĩnh trại người xưa, phát hiện từng cái rút đi phỉ khí, ở quân doanh sáng lên nóng lên, rất là động tâm, không bao lâu cũng vào chiêu minh trưởng công chúa dưới trướng, lưu lại hai hài tử cấp lưu thủ vương phủ vô độ chăm sóc. Hiện giờ hai hài tử cũng đều giống Lâm Tê Ngô tưởng nhập quân doanh, Lâm Tê Ngô oán trách khi ở một bên hát đệm, như vậy 13 tuổi Lâm Tê Ngô đều có thể, thì bọn họ đương nhiên cũng đúng, đang oán trách, Lâm Yến An không mời mà đến hắn rất tự nhiên mà cầm lấy trên bàn hoa hoa thảo thảo biên vòng hoa thay lý mộ cùng bọn họ giảng đạo lý nói bọn họ tuổi còn nhỏ nếu thật sự không chịu ngồi yên quá trận cứu tế sẽ phái mấy đội nhân mã hắn nghĩ biện pháp làm cho bọn họ cũng đi theo rèn luyện một phen lâm tê ngô thật sự lâm yến an đem biên tốt vòng hoa mang đến lâm tê ngô trên đầu ta khi nào đã lừa gạt ngươi lâm tê ngô không chút khách khí mà phá đám quá nhiều lần ta số đều đếm không hết kia tất nhiên là hiểu lầm lâm yến an chắc chắn cũng nhìn phía lý mộ chờ đợi lý mộ có thể xem ở hắn thế nàng giải vây phân thượng giúp hắn trò chuyện dù chỉ là một câu giảng hòa nói một câu như mặc kệ trước kia như thế nào chỉ cần lần này thủ hẹn là được nhưng lý mộ đứng thành hàng chú trọng chứng cứ nàng hỏi lâm tê ngô tỉ như đâu lâm tê ngô đếm trên đầu ngón tay liền bắt đầu đếm thật đúng là nhớ rõ rành mạch bị lôi chuyện của lâm yến an lâm yến an đám người sau khi rời đi lý mộ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện lâm yến an làm sao mà biết sẽ có tai lý mộ nhớ rõ thư trung có đề cập yến vương sau khi chết mấy năm từng có mấy tràng thiên tai thư trung chiêu minh trưởng công chúa nhân trưởng tử chết đại chịu đã kích lại gặp được này mấy tràng thiên tai không giống hiện tại quen thuộc chính vụ mới làm bùi tư viễn cùng tề vương chui chỗ trống bởi vì trong sách chỉ là đơn giản đề ra một câu cho nên Lý Mộ cũng không biết rốt cuộc là khi nào cái gì khu vực cái gì tai họa, cáp xá cũng không đưa tới nơi nào sắp tới có tai tin tức, Lâm Yến An làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là cáp xá bận quá, bỏ sót thông tin từ nàng bên này, hẳn là, tổng không thể Lâm Yến An sẽ biết trước đi, Lâm Yến An sẽ không biết trước, nhưng hắn làm kia tràn mộng cùng hiện thực vô cùng gần sát, nhân họa nhân sửa, thiên tai lại là như thế nào cũng tránh không được, năm trước nạn hạn hắn gián sát hắn cảnh trong mơ cho nên hắn đoán năm nay cũng sẽ cùng trong mộng giống nhau, xuất hiện nạn châu chấu. Quả nhiên đến tháng tư, thiểm tây vùng xuất hiện nạn châu chấu, mà phệ tẩn, tuy rằng đã sớm ở năm trước nạn hạn hán khi liền bắt đầu phòng chống châu chấu, được rồi rất nhiều bắt trùng chính sách, lại là đào mương máng dưỡng vịt, lại là lấy châu chấu đổi gạo và mì tới cổ vũ bá tánh đi bắt còn chưa thành đàn châu chấu. Các nơi quan viên nếu giấu báo hư báo, giống nhau nghiêm trị, lại động thượng khoai lang đỏ đem nên bị có thể bị đều bị tề bởi vậy cùng năm trước giống nhau tai họa tuy đến tổn thất cũng rất lớn nhưng lại không đến mức giống quá vãn như vậy gặp tai họa khu vực thê thảm đến phản phất nhân gian luyện ngục triều đình bên này cũng rất nhanh sai khiến cứu tế quan viên lâm tê ngô ba người thay đổi thân phận như nguyện theo qua đi lần này thiên tai làm trước đây lời đồn đãi lần nữa thịnh hành nói là hoàng đế đức không xứng vị thế cho nên ông trời tức giận mới có mấy năm nay tai họa cũng có người ý đồ đem sai lầm quái tới tay dính rất nhiều huyết yến vương trên đầu, nhưng cứu tế đưa lương chính là chiêu minh trưởng công chúa quân đội, có thể kháng châu chấu, lại không cùng lúa mạch tranh địa, làm nông dân không đến mức nửa điểm thu hoạch đều không có khoai lang đỏ cũng là yến vương phi phát hiện, lại có đồn đại nói yến vương giết đều là tham quan. Rốt cuộc sớm chút năm cũng là Yến Vương giết chết rất nhiều phiên vương, mới gọi bọn hắn này đó dân chúng Nhật tử so nguyên lai hảo quá một ít, lần này không chuẩn cũng giống nhau các bá tánh truyền đến truyền đi, vẫn là cảm thấy là hoàng đế sai, trong triều không người dám ngôn, trong lòng đều đoán, đương kim lần này hạ sẽ là chiếu cáo tội mình, hay là nhường ngôi chiếu thư, Yến Vương liền tính là công chúa sở ra, cũng không thể thay đổi hắn là họ khác sự thật, nếu muốn nhường ngôi Yến Vương, khi đó là sửa triều đổi họ, đại ung, từ đây liền tính vong, rất nhiều lão thần mặc dù đánh bạc thân gia tánh mạng, cũng không muốn làm chuyện như vậy phát sinh, thế cho nên trong triều không khí càng thêm khẩn trương giống một cây căng chặt dây đàn, tùy thời đều sẽ đứt. Hoàng đế cố do tuân cũng mau điên rồi, lâm khước này nửa năm xuống dưới giết người liền không đình chỉ, hắn sợ ngày nào đó giao mổ sẽ dừng ở cổ mình, sợ đến phía sau, liền ngôi vị hoàng đế đều không muốn giữ, bất công lại có không cam lòng, cố vẫn luôn kéo dài, mỗi ngày đều sống trong hoảng loạn, gần đến điên cuồng, thẳng đến 7 tháng, nghe nói cố trì thê tử lý chỉ có thai, hắn trong lòng hiện lên một cái chủ ý, nếu là nếu là hắn đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho cố trì thì sao yến vương không thể sinh con cố trì có thể a à. nghĩ đến nếu yến vương đăng cơ sau cũng sẽ quá kế hắn đệ đệ hài tử lúc này mới kêu cố trì một lòng vì yến vương bán mạng nếu là hắn trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cố trì bọn họ hai anh em có thể hay không bởi vậy phản bội kêu hắn ngư ông đắc lợi cố do tuân ngo ngoe rục rịch vẫn là bên người tân được sủng ái thái giám nhắc nhở mới nhớ tới liền tính phản bội cũng khả năng không lớn hai cái đều đã chết đến lúc đó nói không chừng còn sẽ lấy hắn huyết tế kia làm sao bây giờ trừ bỏ nhường ngôi yến vương còn có thể làm sao bây giờ lại là kia tân được sủng ái thái giám cho cái không thể tưởng tượng đề nghị không bằng nhường ngôi với chiêu minh trưởng công chúa cố do tuân đều ngốc vô luận là hắn vẫn là tiên đế phòng quá chiêu minh trưởng công chúa mẫu gia phòng quá lâm gia phòng quá yến vương cũng phòng quá cố trì chính là không phòng quá chiêu minh trưởng công chúa bản thân, muốn phòng cũng là phòng bên người nàng nam nhân, sợ những cái đó nam nhân nhân nàng bản lĩnh, mưu quyền soán vị, hiện giờ đột nhiên bị nhắc tới, cố do tuân đều hoài nghi kia thái giám choán ván, nữ tử như thế nào vì đế, kia thái giám phụng mệnh mà đến, chỉ lo hướng dẫn từng bước, chiêu minh trưởng công chúa là yến vương mẫu thân, trưởng công chúa điện hạ kế vị, thứ nhất yến vương tất không dám bởi vậy khó xử bệ hạ, nếu không chính là bất hiếu chính là đối tân đế bất mãn thứ hai yến vương họ lâm cố thống lĩnh mới họ cố trữ vị chi tranh không cũng cùng bệ hạ mới vừa rồi ý tưởng giống nhau sao đợi bọn họ huynh để đấu đến ngươi chết ta sống mặc dù để lại một cái chiêu minh trưởng công chúa cũng chưa chắc có thể chịu đựng tay chân tương tàn hạ người mà trưởng công chúa dù sao cũng là nữ tử đãi bọn họ huynh để vận số hết một nữ tử như thế nào có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế đến lúc đó còn không phải muốn trở lại vị trí cũ với bệ hạ cố do tuân càng nghe càng cảm thấy có đạo lý nhưng nữ tử vì đế thật sự là kinh thế hải tục hắn lại do dự hồi lâu rốt cuộc ở phương nam lũ lụt dân quán sôi trào khoảnh khắc hạ chiếu long trời lỡ đất nhường ngôi chiếu thư chiếu thư thượng kế vị không phải yến vương lâm khước mà là chiêu minh trưởng công chúa những cái đó nguyện lấy thân hy sinh cho tổ quốc các lão thần đều bị chấn đến mắt choáng váng sao lại tâm tư khác nhau có ý tưởng cùng kia thái giám nói giống nhau cũng có cho rằng chẳng sợ nữ tử đăng cơ cũng so đại ung mất nước tới hảo cuối cùng thế nhưng không một người ra mặt khuyên can tám tháng chiêu minh trưởng công chúa kế vị định niên hiệu hoàng hữu lý mộ từ một góc độ vô cùng thú vị đã chứng kiến toàn bộ quá trình chiêu minh trưởng công chúa đoạt được ngôi vị hoàng đế trong quá trình đó nàng cũng rõ ràng hiểu rằng giữa lâm khước và chiêu minh trưởng công chúa đã có nhiều lần ý kiến không gặp nhau nghiêm trọng nhất là khi lâm khước bị chiêu minh trưởng công chúa đuổi đánh lâm khước phải trốn sau lưng nàng mới tránh được một kiếp nguyên nhân của tranh chấp lần đó chủ yếu là do chiêu minh trưởng công chúa không đồng ý với phương thức biển chuyển khúc chiếc mà lâm khước sử dụng để biến nhi tử của nàng thành một kẻ ác nhân chiêu minh trưởng công chúa đã nói nếu là ta ngôi vị hoàng đế ta chính mình có thể đi lấy nàng không thể ngờ rằng mình sẽ nói ra những lời như vậy nhưng hiện tại khi nói ta ngôi vị hoàng đế nàng lại cảm thấy điều đó vô cùng tự nhiên. Khi những gông xiềng vô hình bị phá vỡ, tham vọng sẽ càng ngày càng lớn. Giả tâm vốn dĩ không phân biệt giới tính, với khả năng của nàng, chỉ cần chọn một ngày lành tháng tốt, vào cung, cầm đại đao hướng đến cổ của cố do tuân, buộc hắn viết xuống chiếu thư thoái vị cũng là việc khả thi, những trở ngại còn lại, nàng tự mình có thể đối mặt, lâm khước, trong khi trốn sau lưng lý mộ, kiên trì với cách làm của mình. Hắn nói, Ngục những người đó là ta muốn giết. Ta có suy tính của ta, nhưng trong mắt nương ngươi, những người đó có thể bất tử, là bởi vì ta muốn làm như vậy, ngươi mới dung túng ta làm như vậy. Như thế, ta không nên làm ngươi phải gánh vác hậu quả của việc ta giết những người đó. Đời sau tất nhiên sẽ có cái nhìn khác về nhà tù lần này. Họ sẽ biết rằng tất cả điều này đều nhằm lót đường cho Chiêu Minh trưởng công chúa Đăng Cơ. Nếu Chiêu Minh trưởng công chúa thực sự ép vô Thoái vị đời sau đánh giá nàng chắc chắn sẽ không dễ nghe, thậm chí có thể nghĩ rằng nàng đã bày mưu tính kế để chính mình nhi tử đi giết nhiều người như vậy. Lâm Khước không muốn mẫu thân phải chịu tiếng xấu vì mình giết người, nhưng dù thế nào cũng muốn giết những người đó, nên hắn nghĩ ra phương pháp khúc chiết như vậy. Hắn làm cho triều thần nghĩ rằng hắn muốn soán vị, tạo ra một kế hoạch giả tưởng rằng muốn sửa triều đổi họ, nhưng thực ra là để cho họ biết rằng đại ung vẫn tồn tại, chỉ là từ chiêu minh trưởng công chúa kế vị. Bằng cách này, có thể tránh được rất nhiều phiền toái và quá trình chiêu minh trưởng công chúa cướp lấy ngôi vị hoàng đế sẽ được tô điểm thành một hành động cứu quốc khi lâm khước nói điều này với lý mộ nàng lập tức nghĩ đến một hiệu ứng nổi tiếng thời hiện đại gọi là hiệu ứng phá hủy phòng chiêu minh trưởng công chúa cười lạnh ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền không ai mắng đến ta trên đầu đời sau bình luận về ưu khuyết điểm ai nói đến chuẩn cuối cùng cuộc tranh chấp này được bình ổn chủ yếu vì chiêu minh trưởng công chúa tự mình nghĩ thông suốt ngươi cách làm căn bản vô dụng không cần chờ đến khi ta chết triều thần sẽ minh bạch rằng ta không phải cái kia bị đẩy ra chế hành ngươi kế sách tạm thời là ta phóng túng ngươi giết nhiều người như vậy là ta vì diệt trừ dị kỹ lấy chính mình nhi tử đương đao sử cũng là ta muốn đoạt ngôi vị hoàng đế cả triều văn võ đều sẽ cho rằng bọn họ không phải bị ngươi lâm không sợ đùa bỡn với vỗ tay mà là bị ta cố xu cấp chơi chỉ cần ta làm hoàng đế được một thời gian ngươi lạm sát ác danh liền có ta một nửa thân là con cái đừng luôn muốn xông vào trước mặt lão nương của ngươi nữ đế đăng cơ đem tiểu nhi tử cùng con dâu cùng với chính mình chất nữ đều mang vào trong cung chiêu minh trưởng công chúa chuẩn bị sau khi lý chỉ sinh sản liền giao hết sự vụ trong cung cho nàng giống như trước đây đã giao sự vụ trong phủ trưởng công chúa cho nàng trước đó lý chỉ cần phải hảo hảo giữ thai bởi vì vô độ đã nói rằng lý chỉ có thể không dễ thụ thai lần đầu tiên gã chồng ba năm không có thai không phải là trùng hợp và trụ trong am cùng cố trì hoang hảo nhiều lần cũng không hoài thượng càng không phải vận khí tốt tương phản lần này có thể hoài thượng là vạn trung vô nhất về sau có thể hay không có như vậy vừa khéo ai đều nói không chừng cho nên cần phải lo lắng đi bảo lý mộ đối với hoàng cung bóng ma cũng sau khi hoàng cung đổi chủ tiêu giảm không ít khi lý chỉ dựng trung tưởng nàng Nàng cũng vào cung thăm một hồi, tin tức lý chỉ có thai là vào tháng 7, nhưng thực tế tháng 5 nàng đã có mang, tháng 6, nàng vì thời tiết oi bức cả người đều không thoải mái, Thỉnh đại phu tới khám, sau khi biết có hỉ mạch, liền luôn luôn cẩn thận dưỡng thai. Vô Độ đại sư nói ta vận khí tốt, này thai hơn phân nửa là cái nữ hài. Khi đến thời kỳ cuối của thai kỳ, nữ thai sẽ có khả năng nhỏ hơn nam thai một chút, sinh sản cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, nếu là trước đây ở Ninh gia biết chính mình về sau khả năng rốt cuộc không hoài thai được lại này thai là cái nữ hài lý chỉ khả năng sẽ lo lắng cho mình hài tử sau khi sinh nhận hết xem thường cũng may hiện giờ nàng sửa lại gã bà bà chính mình chính là nữ đế lại dạy ra giống lâm tê ngô như vậy tự tin trương dương cô nương duy nhất có huyết mạch quan hệ tôn bối là nữ hài nghĩ đến cũng không cần sợ sẽ bị vắng vẻ cùng trách móc nặng nề lý mộ vào cung còn gặp được lý vân khê nữ đế rất yêu thích nàng thường mang nàng theo bên mình, cho nàng giúp đỡ viết đồ vật hoặc truyền khẩu dụ. dù còn tuổi nhỏ nhưng nàng đã quen thuộc với các đại thần trong triều. cuối năm, lão thái thái thân thể không tốt, lý mộ đi thăm bệnh, chuẩn bị rời đi thời điểm, gặp gỡ lý danh chuyên môn tới tìm nàng vay tiền. lý danh và lý chỉ cùng phụ bất đồng mẫu. năm trước, cha của các nàng đã nói về việc lý văn đạo suýt nửa hại cả nhà, khiến lý danh cũng gặp vài thiên ác mộng. liễu di nương, mẹ của lý danh khi đó không có mặt, hỏi nàng làm sao mà nàng cũng không dám nói. Lão Thái Thái đau lòng, khiến Liễu Di Nương bên nhà mẹ đẻ mang theo hài tử đi ra ngoài giải sầu, nhà mẹ đẻ của Liễu Di Nương làm buôn bán, thời trẻ không giàu có, nhưng sau khi lấy được bắt phỉ bài từ Lý Mộ, bọn họ đã đuổi một chuyến đông phong, đem bài mang đi phía Nam bán, kiếm lời rất nhiều, từ đó, họ lục tục làm thêm các sinh ý khác, chậm rãi đã phát gia, và quan hệ với Lý Gia cũng trở nên gần gũi hơn biểu ca của Lý Doanh hàng năm vào Nam ra Bắc, cũng là hảo huynh đệ với Lý Đình Ngọ. Lý Doanh lần đầu tiên ra xa nhà, mang theo không ít trang sức xiêm y, những cái đó phía sau trang sức bị nàng bán đi không ít, đổi được tiền cùng với tiền tiêu vặt mà nàng tích cốc từ Lâm Tê Ngô. Với con đường của biểu ca, nàng đã mua rất nhiều trang sức cùng theo phẩm vải dệt từ các địa phương mới có mà kinh thành không thường thấy. Khi trở lại kinh thành, nàng mượn cửa hàng của cửu cửu để bán, tiền đã được gấp vài lần ban đầu nàng không chắc chắn rằng mình làm vậy là đúng vì biểu ca trước đó cũng đã làm như vậy nhưng bán ra không tốt hàng hóa đều tồn động trong tay cuối cùng chỉ có thể tặng đi lý doanh nhận ra điều này lúc đó đã cảm thấy trang sức phải dệt biểu ca đưa tới không đẹp thủ công dù hiếm thấy cũng không làm cho người thích bởi vậy nàng nóng lòng muốn thử cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nhưng nếu nàng chọn cũng không hảo thì làm sao bán không được nàng sẽ uổng phí toàn bộ số tiền lý danh cũng từng hoài nghi chính mình nhưng trong xương cốt của nàng vẫn có một chút ganh đua lần này nàng lại đánh cược thắng lần sau nàng lại cầm số tiền này để mân mê có mệt có kiếm chung quy là kiếm được nhiều còn tích lũy thêm kinh nghiệm nàng muốn lặng lẽ làm bút đại cố trọng vay tiền từ lý mộ lý mộ thông qua các xá biết được lý danh đang làm chuyện này cảm thấy hài tử muốn tự mình kiếm tiền là điều tốt liền cho nàng vay một số tiền lý danh cảm ơn nàng một cách khéo léo hứa rằng khi thành công sẽ trả cả vốn lẫn lời cuối cùng lại da mặt dày hỏi ngũ tỷ cái tiêm vân nha hoàng bên người ngươi có thể mượn ta dùng không ta nhớ rõ nàng cái nút đáng đánh ngươi yên tâm ta không hố ai cũng sẽ không hố người nhà chỉ mượn một trận sẽ không nói với ai nàng là nha hoàng của ngươi hơn nữa sẽ trả tiền thù lao lý mộ ta sẽ trở về hỏi một chút tiêm vân thật ra nhỏ hơn lý mộ hai tuổi dù vậy cũng đã sớm tới tuổi phải gả nhưng vì lý mộ xã giao kém, không ra khỏi cửa, hơn nữa phi tinh vẫn chưa gã, nên tiêm vân cũng vừa lòng với hiện trạng, hoặc cũng có thể nàng quá nhát gan. Triệu ma ma đã tìm mấy người thích hợp, nhưng nàng đều cự tuyệt, mỗi khi thấy triệu ma ma liền trốn, miễn bàn đến việc này khó khăn như thế nào. Phi tinh thay lý mộ thuyết minh tình huống, hỏi tiêm vân có muốn đi lý danh kia để kiếm thêm thu nhập. Tiêm vân đã tâm động vì muốn né tránh triệu ma ma, nhưng lại sợ một mình, nên vẫn do dự. Lý Mộ hỏi Phi Tinh: "Ngươi có muốn đi không?" Phi Tinh quay đầu đối diện với ánh mắt của Lý Mộ: "A, à, Lý Mộ, gọi Lý Doanh cho ngươi trả tiền." Phi Tinh nghĩ rằng nàng có thể võ công, làm cái bảo tiêu không phải là việc gì khó khăn, nhưng lại không ngờ rằng Lý Mộ có thể thấu hiểu, nhưng lại không bao giờ mở miệng xác nhận, cũng không trách nàng, khiến Phi Tinh không biết Lý Mộ đã nhận ra nàng từ khi nào. Phi Tinh, trước ánh mắt khẩn cầu của Tiêm Vân, chậm rãi gật đầu. Với sự đồng hành của Phi Tinh, Tiên Vân cuối cùng đồng ý đi đến chỗ Lý Doanh, vào dịp Tết, Lý Mộ cùng Lâm Khước vào cung để tham dự gia yến. Đêm đó họ nghỉ lại trong cung một đêm. Ngày hôm sau có đại triều hội, nàng chờ đến khi Lâm Khước xong việc, rồi hai người cùng nhau ra cung. Buổi sáng tuyết bắt đầu rơi, Lý Mộ luyện một lát chữ, rồi quay lại đi tìm sách. Nghe thấy ngoài cửa sổ có cung nữ khe khẽ nói nhỏ, như thế nào như thế nào. Nhìn thấy sao? Khi Yến Vương Phi có phải hay không cùng trong miếu Bồ Tát lớn lên giống, nhỏ giọng chút, ta cũng chưa thể đi vào đâu, mới nói hai câu đã có thị vệ hỏi các nàng đang làm gì, sợ quá các nàng vội giải thích vài câu rồi chạy đi, Lý Mộ Đại Khái hiểu rằng kia hai cung nữ đang nói về mình. Nàng ngồi xổm xuống, cầm thư chụp lên đỉnh đầu, lộ ra đôi tai phím hồng. Nàng không thể ngờ rằng mình lại bị thần hóa như vậy, thời trẻ, nàng đã bị bá tánh gọi là Bồ Tát, nhưng không ngờ rằng theo sau những nạn châu chấu cùng thủy tai với việc liên quan đến nàng và kịch nam truyền bá tiếng gọi nàng là bồ tát sống ngày càng nhiều có người còn đề xuất xây dựng sinh từ cho nàng điều này thật sự thái quá khoai lang đỏ kháng châu chấu không khó lý giải thủy tai là vì nàng đưa ra không uống nước lã cùng với bệnh truyền nhiễm và các biện pháp kiểm soát khiến tình hình bệnh dịch sau thủy tai được khống chế ở mức độ nhất định nàng và lâm khước đã đưa ra kháng nghị yêu cầu Lâm Khước đừng đưa nàng ra trước mắt bá tánh. Nhưng lần này, Lâm Khước không nghe theo nàng, hắn nói, ngươi tốt như vậy, không thể để ta sau khi chết ác danh, liên lụy ngươi, buổi chiều tuyết ngừng, Lâm Khước dẫm lên ánh nắng chiều đến đón nàng, Lâm Khước thay phức tạp miệng phục, trước khi ra cung còn mang nàng lên quyết lâu, từ trên cao nhìn xuống hoàng cung nguy nga được tuyết trắng bao phủ, mặt trời lặng ánh chiều tà chiếu rọi trên tuyết trắng, phủ lên cung điện một tầng kim sắc lộng lẫy. Lý mộ nhìn say đắm, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Khước, nhớ lại thời đi học, khi yêu đương cùng bàn tổng hội ở trong giờ học quay đầu nhìn bạn trai. Khi đó, nàng không hiểu, nhưng bây giờ mới thấu hiểu rằng khi thích một người, thật sự không thể kiểm soát ánh mắt của mình. Vui sướng nhất là, mỗi lần Lý mộ nhìn về phía Lâm Khước, nàng luôn phát hiện rằng Lâm Khước cũng đang nhìn nàng. Lâm Khước giơ tay phải lên, vừa rồi hắn đã đặt tay lên rào trắng, bị tuyết nước làm dơ lòng bàn tay, hỏi, mượn khăn. Lý mộ sửng sốt, đột nhiên nhận ra rằng Lâm Khước đang mặc một chiếc áo khoác màu bạc, trong khi nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh trúc, màu sắc tương ứng với lần đầu gặp nhau năm đó, nhưng khi đó là mùa hè, bọn họ mặc đều nhẹ nhàng hơn hiện tại, tính tính, đã là sự kiện của năm năm trước. Lý mộ nghĩ nghĩ về câu trả lời khi đó, nói, không có khăn, Lâm Khước ra vẻ buồn rầu, vậy nhưng làm sao bây giờ, Lý mộ, chỗ ở của ta không xa, nếu không, ta mang ngươi về tẩy tẩy, Lâm Khước. Vậy làm phiền cô nương, Lý Mộ Diễn không nổi nữa, cười lấy ra khăn đưa cho Lâm Khước, Lâm Khước cũng cười theo, tiếp nhận khăn lau khô lòng bàn tay, nắm tay Lý Mộ Hạ khuyết lâu về nhà. Nếu ta biết ngươi sẽ là thê tử của ta, lần đầu tiên gặp mặt, ta khẳng định cùng ngươi giải thích rằng những người đó muốn giết ta, ta vì tự bảo vệ mình mới động tay, nói ta cũng không tin, chúng ta lại không quen biết, lúc đó còn trẻ, cảnh giác rất cao. Trở về cho ngươi mang cái cát tường luân, hảo? tiện đường đi voi trắng trai, nhà bọn họ đối diện mới mở gian cửa hàng, gọi là gì ta đã quên, chỉ nhớ là nhà bọn họ bán bánh củ cải mà ngươi thích ăn, chính là tê ngô lần trước cho ngươi mang về, bọn họ từng bước hạ thang lầu màu đỏ thắm, hoàng hôn chiếu rọi trên thân thể, hơi lạnh gió thoảng qua, mang theo lời nói thân mật của bọn họ, bay về phương xa, đến đây đã hoàn truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.